trên lãnh thổ Belarus trong khuôn khổ trung tâm thử nghiệm của chúng tôi. Trung tâm thử nghiệm thứ hai của chúng tôi, lát sau tôi cũng sẽ chiếu. Video ở đây dài khoảng 2 phút, nằm ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thành phố Sharjah. Giải pháp vận chuyển hàng hóa này được trình bày trong trường hợp này. Tức là đây là trung tâm thử nghiệm ở Sharjah, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chúng tôi có thể vận chuyển hàng container chẳng hạn. Đây là phòng điều khiển, nó trông như thế này đây. Trên thực tế, có một người điều hành trong đó không làm gì ngoại trừ thực hiện chức năng giám sát trong trường hợp khẩn cấp. Cơ sở hạ tầng trông như thế này. Đây là trung tâm của chúng tôi ở Belarus, đây là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong trường hợp này, một chiếc xe chở 8 người đang di chuyển. Đây là một chiếc xe dành cho 25 người. Ở đây chúng tôi đã coi mô hình này là một kiểu dáng công nghiệp. Chúng tôi đã có một hoạt động được kiểm soát, chúng tôi vận chuyển người. Trong một thời gian khá dài, chúng tôi đã vận chuyển chúng ở chế độ hoàn toàn tự động. Nghĩa là, việc phân định tuyến đường được hình thành và phương tiện vận chuyển bắt đầu di chuyển. Tất cả điều này đã được thực hiện. Từ quan điểm của khuôn khổ pháp lý, như tôi đã nói, chúng tôi ở Liên bang Nga tuân theo luật Liên bang 442. Đây là luật dành cho xe địa hình. Chúng tôi định vị mình là một hệ thống vận tải đường ray đơn. Hơn nữa, nó hiệu quả hơn nhiều so với tuyến đường một ray được triển khai ở Moscow. Bởi vì xét về tốc độ, ngày nay chúng ta có thể đạt tốc độ lên tới 150 km/h. Trên một trong những cầu vượt ở Ecotechnofaka, chúng tôi đạt tốc độ 108 km/h. Nó đã được sửa. Thậm chí, chúng tôi còn mời cả người quan sát bên ngoài, cảnh sát giao thông. Họ hành động như những người quan sát như vậy. Nhưng ở thành phố, tốc độ như vậy tất nhiên là không cần thiết. Trong các dự án mà chúng tôi đang lên kế hoạch, tốc độ của chúng tôi là 60 đến 80 km. Điều này là quá đủ. Điều này giúp có thể tạo ra các đường cao tốc trên mặt đất mà không chiếm đất, giống như phương án xe buýt nhanh ngày nay được đặt tên nhiều lần. Nhưng Alina rất kiên trì đề cập đến sự cần thiết của một loại khung kết nối nào đó trong bài phát biểu của mình. Hệ thống của bạn có thể được liên kết với các phương thức vận tải khác như tàu điện ngầm, xe buýt, vân vân ở mức độ nào. Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi này. Các khu vực triển khai hiện tại, trong trường hợp này, chúng tôi hiện đang tích cực làm việc trên 4 dự án. Chúng tôi đã thực hiện dự án thí điểm đầu tiên. Ở Belarus, trên lãnh thổ của công viên sinh thái Aquareller, đây là một công viên vui chơi giải trí. Chúng tôi đã xây dựng một đoạn dài 1,5 km để vận chuyển ngư dân. Ở đây nhiệm vụ đã cụ thể. Cần phải chế tạo một hệ thống nhạy nằm, tinh tế, giá cả phải chăng, đơn giản để ngư dân có thể mang theo thiết bị đi từ trạm kiểm soát xuống hồ. Vì vậy, chúng tôi đã triển khai hệ thống nhẹ nhàng và rẻ nhất có thể. Chúng tôi đã đưa nó vào hoạt động như một tổ hợp vận tải hàng hóa. Bây giờ chúng tôi đang phân loại lại nó thành một chiếc hành khách. Cuối năm nay, đầu năm sau sẽ hoàn tất mọi thủ tục cần thiết. Dự án đầu tiên của chúng tôi trên lãnh thổ Liên bang Nga. Bây giờ chúng tôi đang ở giai đoạn tiền dự án. Ở đây có thể có các tuyến đường. Chúng tôi đã nhất trí về dự án của chính quyền vùng Leningrad. Thống đốc Rodenko đã chấp thuận. Chúng tôi đã thành lập một nhóm làm việc với Ủy ban Giao thông Vận tải vùng Leningrad và các ủy ban công tác khác. Ở đây chúng tôi chỉ đang giải quyết tính đa phương thức này. Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển từ khu dân cư Murin và Bugra đến ga tàu điện ngầm Devyakino. Điều này có lẽ rất hợp lý, vì ở Sưu Tầm, Petersburg, việc xây dựng một tàu điện ngầm, theo tôi hiểu, là vô cùng tốn kém do điều kiện địa chất. Và hệ thống của bạn có lẽ là lý tưởng cho những điều kiện như vậy. Chào tất cả mọi người. Ngoài ra, bạn còn nói về diễn viên đóng thế. Ngay từ đầu, người ta đã đề cập đến tuyến đường dự phòng cho tuyến đường biển Bắc. Tôi sẽ nói vài lời. Chúng tôi cũng tôn trọng Stanislav Chui, diễn giả của chúng tôi. Anh ấy cũng muốn nói về Bắc Cực. Thật không may, chúng ta còn rất ít thời gian. Xin hãy nhường sàn cho anh ta. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Bạn có điều cuối cùng muốn nói không? Bây giờ tôi sẽ chuyển micro. Chà, tôi chỉ muốn nói rằng ngoài tàu điện ngầm còn có những giải pháp khác. Trên thực tế, chúng có giá khá phải chăng. Chi phí của chúng tôi bắt đầu từ 5 triệu đô la mỗi km theo hình thức chìa khóa trao tay. Đó là tất cả. Hệ thống giao thông, hạ tầng, cầu vượt, điều khiển. Và với đầu máy toa xe, nghĩa là đối với tàu điện ngầm, mức giá này sẽ hoàn toàn khác. Và tôi mong các đồng nghiệp hãy hướng tới những giải pháp khác ngoài những giải pháp hiện có. Cảm ơn. Cảm ơn.
Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn ban kỹ thuật đã bật video cho tất cả cô chú anh chị trong thời gian chờ đợi khi mà chương trình diễn ra để chúng ta có thể cập nhật thêm một số những cái thông tin liên quan tới doanh nghiệp. Thì tất cả các cô chú anh chị chúng ta đang theo dõi về các thông tin về UST thì chúng ta cũng đã nắm bắt được một số thông tin là doanh nghiệp của chúng ta gần đây đã tham gia một cái hội nghị vô cùng tuyệt vời. Hội nghị này đến từ các cái khối gồm có 6 nước các anh chị ạ. Và hội nghị này nói về rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến đô thị này, môi trường, các cái hoạt động phát triển kinh tế của những cái nước ở trong cái khối này. Thì cô chú anh chị chúng ta muốn xem những cái video đó thì chúng ta hãy có thể liên hệ với lại ban kỹ thuật hoặc là liên hệ với người mà đưa quý cô chú anh chị vào trong cái buổi Zoom ngày hôm nay để chúng ta cùng xem lại và nắm bắt thêm những thông tin về cái buổi hội nghị đó nhé. Dạ vâng ạ. Và chỉ còn một phút nữa thôi thì chương trình Zoom buổi tối ngày hôm nay sẽ chính thức được bắt đầu. Vậy thì cô chú anh chị chúng ta hãy nhanh chóng nhấc điện thoại và gọi cho những người thân yêu của mình, những người mà chúng ta mong muốn chia sẻ cái cơ hội này và cập nhật thông tin cho họ. Thì chúng ta hãy gọi họ vào Zoom ngay bây giờ để chúng ta đón nhận được trọn vẹn giá trị của buổi Zoom ngày hôm nay nhé. Quý cô chú anh chị ở trong buổi Zoom ngày hôm nay, mọi người đã ăn tối hết chưa ạ? Chúng ta ăn tối rồi thì có thể là comment số 1, và ai thì chưa ăn tối thì có thể comment số 0 giúp Mạc Lý nhé, để Mạc Lý thấy có thể là nắm bắt được tình hình của quý cô chú anh chị ạ. Mọi người cũng đã có cái sự chuẩn bị rất là chu đáo cho cái buổi Zoom ngày hôm nay. Thực tế thì buổi Zoom ngày hôm nay là tối thứ bảy, cho nên là chúng ta cũng có rất là nhiều thời gian để dành cho gia đình, nhưng tuy nhiên chúng ta đã dành cái khoảng thời gian này để chúng ta vào Zoom để cập nhật những cái thông tin về tập đoàn UST, đúng không ạ? Và ngay sau đây thì Mạc Lý xin chính thức được bắt đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị đang có mặt trong chương trình Zoom khám phá tập đoàn UST. Chúc cho tất cả quý cô chú anh chị buổi tối nhận được nhiều giá trị nhất ạ. Mạc Lý sinh năm 1991 đến từ Hải Dương. Hiện nay thì Mạc Lý đang làm việc cũng như là đang sinh sống tại Hải Dương luôn ạ. Bản thân Mạc Lý thì cảm thấy vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi được team chiến lược giao phó cho Mạc Lý làm MC, là cầu nối kết nối quý cô chú anh chị với người chia sẻ vô cùng tuyệt vời của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và trong khán phòng Zoom ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị đã biết tới Mạc Lý rồi, nhưng cũng có rất là nhiều cô chú anh chị chưa biết Mạc Lý là ai. Vậy thì Mạc Lý xin có đôi lời chia sẻ về bản thân mình một chút ạ. Mạc Lý hiện thì đang làm đối tác huy động vốn giúp cho tập đoàn UST. Tập đoàn UST là một tập đoàn về công nghệ giao thông vận tải cấp 2 ạ. Trước đây thì Mạc Lý là một nhân viên kế toán, cũng làm việc cho rất là nhiều doanh nghiệp. Nhưng mà Mạc Lý nhận ra một điều là dù có làm tốt như thế nào đi chăng nữa thì Mạc Lý vẫn là một người đi làm công ăn lương, và thu nhập thì phụ thuộc rất nhiều vào doanh nghiệp, và thời gian thì bỏ thời gian công sức để cống hiến cho doanh nghiệp. Và Mạc Lý nhận ra thì mình cần phải thay đổi và tìm kiếm thêm nguồn thu nhập thứ hai ngoài lương, và thứ mà Mạc Lý hướng tới đó chính là nguồn thu nhập thụ động. Mạc Lý rất là may mắn khi vào năm 2019 thì Mạc Lý được một người thân trong gia đình là em dâu của Mạc Lý đã chia sẻ về cơ hội sở hữu cổ phần doanh nghiệp về công nghệ xanh Unisky. Mạc Lý đón nhận và trở thành nhà đồng sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Nhưng mà thời điểm đó thì chỉ dừng lại ở việc tài trợ vốn mà thôi. Đến năm 2022, khi mà biến cố xảy ra với Mạc Lý, đó là trong giai đoạn mà gia đình Mạc Lý đang làm nhà, thì Mạc Lý rất là khát khao kiếm thêm được nhiều tiền. Và khi đó thì Mạc Lý đã lang thang trên mạng xã hội tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính với mong muốn là sẽ có tiền ngay. Và đời thì không như mơ cô chú anh chị ạ. Cái gì nó tới nhanh thì nó cũng sẽ đi rất là nhanh. Và kết quả cho cái sự thiếu hiểu biết và thừa lòng tham của mình thì Mạc Lý đã phải trả giá bằng một khoản tiền rất là lớn. Tuy nhiên sau biến cố thì Mạc Lý cũng không hề gục ngã, mà Mạc Lý biết là mình cần phải mạnh mẽ. Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó.
Và Mạc Lý đã tìm gặp cái người chia sẻ cơ hội UST cho Mạc Lý và xin nhờ được tư vấn. Ngay tại cái khán phòng Zoom ngày hôm nay thì Mạc Lý cũng rất là mong muốn nhờ quý cô chú anh chị có thể comment con số 8 để gửi lời biết ơn của Mạc Lý tới người em dâu, người đã chia sẻ cơ hội sở hữu cổ phần Unisky cho Mạc Lý đúng không ạ? Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Và thời điểm đó thì được sự định hướng của em dâu thì Mạc Lý đã quyết định là tìm hiểu kỹ hơn về UST và thấy được hệ sinh thái đa dạng tuyệt vời và vô cùng là nhân văn của tập đoàn, thì Mạc Lý lúc đó là cảm thấy vô cùng là tiếc nuối cô chú anh chị ạ. Khi mà mình đã bỏ lỡ cái cơ hội này 3 năm liền, ngay lập tức thì Mạc Lý đã đưa ra quyết định là dừng công việc truyền thống và tập trung 100% giúp đỡ cho tập đoàn thu hút vốn và trở thành cánh tay nối dài của ngài chủ tịch, đưa các cái sản phẩm của doanh nghiệp nhanh chóng thương mại hóa trên toàn cầu. Và điều quan trọng thì Mạc Lý đã được trao giá trị nhân văn, trao cơ hội giàu có cho cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, cũng như cũng có cơ hội thay đổi tình hình tài chính của bản thân, của gia đình họ. Và chúc cho tất cả cô chú anh chị sẽ giống như Mạc Lý, sẽ nhìn ra cơ hội để có thể thay đổi cuộc đời và có thể lan tỏa cái cơ hội này đến cho thật là nhiều người hơn nữa. Rất là cảm ơn cô chú anh chị đã lắng nghe cái câu chuyện của Mạc Lý ạ. Quý cô chú anh chị có thể comment con số 5 để có thể chúc mừng cho câu chuyện của Mạc Lý được không ạ? Dạ vâng ạ, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Và buổi Zoom của chúng ta ngày hôm nay sẽ là vô cùng giá trị. Thì thật đáng tiếc cho nếu như ai đó chưa kịp tham gia. Vậy thì chúng ta hãy nhấc điện thoại lên ạ. Một lần nữa Mạc Lý sẽ nhắc quý cô chú anh chị là chúng ta hãy nhấc điện thoại lên và gọi điện nhắn tin cho những người mà quý vị muốn chia sẻ. Mời họ vào Zoom đúng giờ để nhận được nhiều giá trị nhất ạ. Dạ vâng ạ. Và chúng ta hãy chọn cho mình một nơi có chỗ ngồi đầy đủ ánh sáng, đầy đủ wifi và chuẩn bị cho mình một cốc nước, một cây bút và một quyển sổ để chúng ta có thể là ghi chép lại những cái thông tin, những cái kiến thức trong cái buổi Zoom ngày hôm nay với cô chú anh chị nhé. Và kính thưa quý vị, tại sao lại có chương trình Zoom khám phá tập đoàn UST? Thì ban tổ chức team chiến lược đã mở ra những cái buổi Zoom để giúp cho quý nhà đầu tư, những ai đang làm chương trình đối tác cho quỹ SWC có được thông tin mới nhất, chuẩn nguồn nhất, những phân tích, đánh giá sâu chuỗi quá trình phát triển của tập đoàn, giúp cho quý nhà đầu tư đối tác hiểu sâu hơn về sự định tính, định lượng, sự thành công của UST. Đó, thì buổi Zoom ngày hôm nay rất là hay, rất là giá trị cô chú anh chị ạ. Và để cho không khí buổi Zoom được sôi nổi hơn thì Mạc Lý sẽ xin mời lên đây giao lưu với hai vị khách mời. Và quý cô chú anh chị chúng ta hãy raise hand lên ạ, để chúng ta có thể chia sẻ cái câu chuyện của mình, giới thiệu về bản thân này, cơ duyên tới với UST này, và cô chú anh chị sẽ mong muốn nhận được gì trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Thì Mạc Lý xin mời hai cánh tay ạ. Cô chú anh chị hãy mạnh dạn giơ tay lên để chúng ta có thể chia sẻ câu chuyện của mình cho rất là nhiều cô chú anh chị ở đây chúng ta cũng biết đến bản thân mình. Và thực sự thì Mạc Lý khi mà vào công việc cộng đồng này thì Mạc Lý biết là sân khấu là vàng, vì thế cho nên là cô chú anh chị chúng ta ai cứ lên sân khấu thì sẽ lấy được vàng đấy ạ. Cô chú anh chị chúng ta hãy mạnh dạn giơ tay lên nhé. Một cánh tay của một người em rất là xinh đẹp. Mạc Lý xin mời em Đoàn Dung. Dạ vâng, lời đầu tiên cho em Dung được gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào tới toàn thể tất cả các anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay. Cảm ơn MC Mạc Lý của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay rất là năng lượng và đã cho lần Dung lên đây được chia sẻ với lại tất cả các anh chị em trong phòng Zoom. Thì em xin được phép tự giới thiệu bản thân mình đôi chút. Em họ tên đầy đủ là Đoàn Thị Dung. Em sinh năm 1992, hiện tại là em đang ở Bắc Ninh. Và cơ duyên của em đến với lại UST thì là em trước đây cũng là một người làm công ăn lương các anh chị đấy, nhưng mà sau đó là mình cũng tham gia vào cái bén duyên với lĩnh vực đầu tư về bất động sản. Thì khi mình bị mắc kẹt trong cái lĩnh vực đầu tư bất động sản và đang loay hoay đi tìm kiếm những cái giải pháp để giúp cho mình có thể là giải quyết được những cái tình trạng đó là gần như là cái khối tài sản của mình đấy là nó đang rơi vào tình trạng có thể là bị mất trắng. Và lúc đó thật sự là em bị sốc tinh thần rất là nhiều, bởi vì là
bất động sản là một trong những cái kênh mà phải nói là giúp cho mình kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà do là mình không có kiến thức và mình cũng không biết được là thời điểm nào là thời điểm mà mình cần mua vào và thời điểm nào mình cần bán ra, cho nên là em đã bị mắc kẹt tại đó. Và khi mà em đi học phát triển bản thân thì rất là may mắn là mình được bén duyên đến với một lĩnh vực nữa, đó chính là cổ phần doanh nghiệp và chính là cổ phần của tập đoàn UST ngày hôm nay. Thì nhờ vào cái việc đó là qua những cái buổi Zoom như thế này và qua cái buổi chia sẻ trực tiếp thì em cũng được chị Hồng Sinh người chia sẻ cho em cơ hội này. Và rất là may mắn đó là khi mà em tìm hiểu thấy được cái giá trị của cổ phần doanh nghiệp, đặc biệt là tập đoàn UST, thì em nhìn nhận ra một con đường giúp cho mình có thể trả nợ một cách sớm nhất và giúp cho mình có thể đạt được cái sự giàu có trong tương lai. Và trong những cái buổi Zoom tối thứ bảy như thế này thì đó là em luôn luôn đó là cho phép bản thân mình có mặt tại trong buổi Zoom này để nhìn nhận và đánh giá được cái tiềm năng của sản phẩm, của cái công nghệ này. Đặc biệt là trong buổi Zoom tối thứ bảy, mình có thể là qua những cái buổi Zoom này thì em cũng nhận được rất là nhiều cái giá trị, và mình thấy được là thì ra mình đầu tư vào một doanh nghiệp, nó không phải là một doanh nghiệp nhỏ. Họ, cái doanh nghiệp này nó là một tập đoàn vô cùng lớn. Và trong cái buổi tối ngày hôm nay thì em thấy thấy được banner đó là người chia sẻ, và em rất là ngưỡng mộ chị. Nên là mình luôn luôn đấy là có mặt trong cái buổi sự kiện Zoom của team chiến lược. Chính vì vậy mà ngày hôm nay em cũng muốn vào để mà mình được nghe, được cập nhật thông tin, và cũng như là định lượng của công nghệ này, để mà mình nhìn thấy và có thông tin thì mình lại dám ra cái quyết định mạnh mẽ hơn. Đó là một chút chia sẻ của em, và cảm ơn MC Mạch Lý đã cho em lên đây giao lưu. Em xin gửi lại mic cho MC Mạch Lý của chúng ta. Ok, cảm ơn em Đoàn Dung rất là nhiều. Cô chú anh chị thấy chúng ta có thể comment con số 2 để gửi lời cảm ơn đến câu chuyện chia sẻ của em Đoàn Dung ạ. Một cô gái rất là năng lượng, một người đã từng tham gia những lĩnh vực đầu tư, những cái lĩnh vực đầu tư có thể nói là gọi là kinh điển đúng không ạ? Đó là bất động sản. Và thực sự với cái lĩnh vực đầu tư này cũng giúp cho mọi người có thể có được lợi nhuận rất là cao. Thế nhưng mà em Dung đã cho phép bản thân mình tiếp cận thêm với lĩnh vực đầu tư cổ phần doanh nghiệp, và em nhận ra rằng là cổ phần doanh nghiệp còn giúp em ấy có được cái nguồn tiền lớn hơn nữa so với bất động sản đúng không ạ? Và chúc cho em Đoàn Dung của chúng ta sẽ sở hữu được thật nhiều cổ phần UST nhé. Và em có nhìn thấy một cánh tay nữa của anh Đỗ Kỳ. Em xin mời anh ạ. Em xin mời anh chia sẻ câu chuyện của mình ạ. Anh có 2 phút để chia sẻ câu chuyện của mình nhé. Em xin chào tất cả 284 trong hạ phòng. Cảm ơn MC Ngọc Lý đã dành chia sẻ cho các em. Xin giới thiệu với các nhà mình, em là Đỗ Vũ Kỳ, đến từ Tuyên Quang. Hôm nay em sinh năm 1982. Đã kinh tự lên phát biểu đơn chút về cảm nghĩ của mình về cái công nghệ khi có cơ hội mình mà biết đến cái cơ hội này cũng là có vẻ tương tự cả chị Bàng Trần và Kỳ Trung Loan. Từ chân thành cảm ơn đến hai đồng chí với Bàng Trần và Kim Loan đã hello mọi người, chúng ta cùng nghe một số chia sẻ của những câu chuyện. Mình cũng xin trước đó thì nói thật là hôm nay cũng hơn 20 năm mình đã tìm kiếm cơ hội và cũng đã từng vươn trải xã hội, đã làm công nhân và không có gì cả đến được thế này. Mà khi em biết đến được cơ hội này, biết đến UST, em thấy được rằng cuộc sống của mình, tương lai của mình được thật sự có triển vọng, có thay đổi, chắc chắn là thay đổi và có được cái tương lai sáng ngời hơn. Rất là cảm ơn hai đồng chí Kim Loan và Bằng Trần, cũng như là các cô chú anh chị em cô bác trong chương trình, cũng như là cổ đông UST đã truyền đạt cho em những cái thông tin, những cái đường lối mà hiện nay tập đoàn đã phát triển đến đâu, và tin bổ ích cũng như là những cái lớp học và phát triển tư duy, phát triển bản thân đã giúp em có được những cái tầm nhìn về cuộc sống có ý nghĩa, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Và em rất là cảm ơn các thầy và cô như là các anh chị trước đã luôn luôn đồng hành
và cho em để phát triển bản thân mình. Xin mình lại biết cảm ơn xin em thứ nhất. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn câu chuyện rất là chân thành của anh Đỗ Kỳ các anh chị ạ. Sau hơn 20 năm đi tìm kiếm cơ hội, và cuối cùng thì anh ấy đã được các anh chị cổ đông đang nắm giữ cổ phần doanh nghiệp cũng ở thị trường trên Yên Bái hay Lạng Sơn này anh nhỉ, thì đã chia sẻ cơ hội này cho anh, và anh cũng rất là hân hoan đón nhận cái cơ hội này, và thực sự là chúc mừng cho anh khi mà đã nhìn ra cái cơ hội nắm giữ cổ phần UST này, bởi vì nó sẽ giúp cho không những là bản thân anh, gia đình anh, thậm chí là họ hàng của anh sẽ ngày càng trở nên giàu có hơn nhờ việc nắm giữ cổ phần doanh nghiệp. Chúc cho anh sẽ sở hữu được thật là nhiều triệu cổ phần UST giá trị nhé. Cảm ơn câu chuyện của anh Kỳ, và chúng ta có thể comment con số 6 để gửi lời cảm ơn tới câu chuyện mà anh Đỗ Kỳ ngày hôm nay đã gửi tới tất cả cô chú anh chị, hơn 300 cô chú anh chị đang có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, Mạc Lý đang nhìn thấy rất là nhiều số 6 ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Và thực sự thì ngày hôm nay chúng ta đang rất là mong chờ để có thể là gặp được người chia sẻ chính của chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta đón nhận những cái thông tin giá trị mà chị ấy sẽ trao cho chúng ta ngày hôm nay, đúng không ạ? Vậy thì Mạc Lý sẽ không để cho cô chú anh chị phải chờ lâu nữa. Mạc Lý sẽ xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị người chia sẻ chính của chúng ta trong buổi Zoom tối ngày hôm nay, là một người mà Mạc Lý đã được làm việc và đồng hành cùng chị ấy trong rất nhiều các chương trình của tổ chức team chiến lược. Một người mà Mạc Lý vô cùng ngưỡng mộ, một người con của quê hương quan họ Bắc Ninh. Khi mà nhắc tới con người này thì Mạc Lý luôn luôn có một cảm xúc vô cùng tuyệt vời, vì chị ấy luôn là một người thắp sáng ngọn lửa, định hướng, hỗ trợ, và đặc biệt là người truyền cảm hứng rất lớn, không chỉ riêng cho Mạc Lý mà còn truyền cảm hứng cho rất nhiều các cô chú anh chị trong cộng đồng UST Việt Nam nữa ạ. Và một cô giáo nhỏ nhắn thôi, rất là xinh xắn nhỏ nhắn nhưng mà lại có nghị lực phi thường. Chị ấy có những cái khát vọng vô cùng lớn lao, đó là sẽ xây dựng quê hương Bắc Ninh trở nên tốt đẹp hơn bằng cách là sẽ xây dựng một nhà máy xử lý rác thải lớn nhất Bắc Ninh. Vì thực trạng hiện nay, môi trường ở Bắc Ninh bị ô nhiễm rất là nghiêm trọng do các hoạt động của khu công nghiệp lớn. Và cô chú anh chị thấy mục tiêu của chị ấy tuyệt vời hay là rất tuyệt vời ạ? Chúng ta có thể comment lên khung chat đúng không ạ? Mạc Lý cảm thấy cái mục tiêu này của chị ấy là vô cùng tuyệt vời, cô chú anh chị ạ. Và chính vì điều này nên chị ấy đã rất là nỗ lực với sự nghiệp UST, khi nhận ra UST đây chính là cái con đường, cái chìa khóa mà giúp chị ấy có thể đạt được cái mục tiêu này. Thì chị ấy đã dành rất là nhiều thời gian tâm huyết cho tập đoàn. Chị đã tìm hiểu rất nhiều về tập đoàn, về chủ tịch, về những vấn đề liên quan đến pháp lý của doanh nghiệp. Và ngày hôm nay thì chị ấy sẽ mang tới cho chúng ta những kiến thức, những thông tin vô cùng tuyệt vời về tập đoàn UST, cũng như sẽ cho cô chú anh chị thấy được định tính, định lượng sự thành công của doanh nghiệp. Quý cô chú anh chị, chúng ta hãy tập trung 100% để đón nhận được trọn vẹn giá trị thông tin của buổi chia sẻ tối ngày hôm nay nhé. Và chúng ta có hào hứng chào đón con người này ngay bây giờ chưa ạ? Chúng ta hào hứng thì hãy comment con số 1 đúng không ạ? Dạ vâng ạ, Mạc Lý thấy rất là nhiều số 1 rồi ạ. Vậy thì một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, và tràng số 3 yêu thương kèm theo thật là nhiều trái tim và hoa để chào đón vị chủ giảng vô cùng tuyệt vời của chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Mạc Lý xin được mời lên đây Top Expert Huyền Nguyễn. Xin mời. Dạ vâng ạ, Mạc Lý hình như vẫn chưa nhìn thấy chị Huyền Nguyễn xuất hiện ở trong khán phòng Zoom ngày hôm nay. Thực ra thì trước khi cái buổi Zoom này diễn ra ấy, thì chị Huyền có nhắn tin cho Mạc Lý là chị Huyền có gặp một chút trục trặc về Internet. Dạ vâng ạ, Mạc Lý đã nhìn thấy chị Huyền rồi ạ. Vâng, em xin mời chị ạ. Huyền cảm ơn em Mạc Lý rất là nhiều, và cho phép Huyền được gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị đang có mặt ở trong buổi Zoom tối ngày hôm nay. Thực sự là một buổi Zoom rất là đặc biệt trong một cái kỳ nghỉ lễ của đại gia đình mình, cũng rất là đặc biệt đúng không ạ? Ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, và Huyền tin chắc rằng là đáng nhẽ ngày hôm nay là một cái thời khắc quan trọng mà chúng ta cần phải dành cho bản thân và cho gia đình mình. Tuy nhiên là
vào một buổi tối thứ bảy và lại trong một cái kỳ nghỉ lễ đặc biệt như này mà vẫn còn có gần 400 quý cô chú anh chị em có mặt trong Zoom. Điều ấy chứng tỏ rằng là tất cả chúng ta đang đều vô cùng tâm huyết và háo hức mong chờ với rất là nhiều những cái thông tin giá trị cùng với tập đoàn UST. Có thể là trong buổi chia sẻ ngày hôm nay của Huyền thì sẽ có đôi lúc nhất với cô chú anh chị là Huyền sẽ bị trục trặc về đường truyền mạng internet một chút. Chia sẻ thật với cả nhà mình là Huyền cũng vừa mới chuyển nơi ở xong và cái mạng wifi nó đang chưa được ổn định. Chính bởi thế nên là trong mấy ngày hôm nay là cũng bị gặp một chút những cái vấn đề về cái mạng wifi. Huyền cũng đang cố gắng để xử lý rồi. Rất là mong rằng là cái nguồn năng lượng của tất cả quý cô chú anh chị em mình sẽ giúp cho Huyền cùng với cái mạng wifi của Huyền ngày hôm nay sẽ một cách suôn sẻ từ đầu đến cuối buổi Zoom ạ. Nếu mà Mạc Lý có để ý thấy mà âm thanh của chị hay hình ảnh của chị có bất cứ một vấn đề gì thì Mạc Lý có thể là hỗ trợ chị ngay lập tức nhất. Cảm ơn tất cả sự thông cảm của quý cô chú anh chị em mình và nó cũng là có thể là có đâu đấy một số vấn đề về kỹ thuật nhưng chỉ cần là cái khao khát, cái mong muốn của tất cả quý cô chú anh chị em mình để mình được cập nhật những cái thông tin mới về doanh nghiệp. Có thể ngày hôm nay thì trong một cái buổi Zoom với hơn một tiếng đồng hồ Huyền chưa thể truyền tải được hết tất cả những gì mà Huyền biết về doanh nghiệp của chúng ta và cái quá trình mà Huyền đã đồng hành cùng với doanh nghiệp là trong suốt gần 4 năm qua. 4 năm qua là 4 năm mà ngày nào Huyền cũng đều cày đọc và nghe, tìm hiểu và thực tế đến trải nghiệm doanh nghiệp cũng như là phân tích doanh nghiệp của chúng ta dựa trên rất là nhiều các cái góc độ, những cái yếu tố dựa trên của một cái người làm kinh doanh nói chung và một người làm nhà đầu tư nói riêng. Đấy và với tất cả chúng ta thì đang ở cương vị đều là những nhà tài trợ góp vốn, đều là những người được gọi là đồng sở hữu doanh nghiệp. Vậy thì có nghĩa là bất cứ ai mà những người đã sở hữu một cổ phần trở lên ấy, của doanh nghiệp UST của chúng ta thì chúng ta đều là những người đồng làm chủ ấy, của cái doanh nghiệp này và doanh nghiệp này chính là doanh nghiệp của tất cả chúng ta đấy ạ. Huyền phải chia sẻ thật rằng là đó là một niềm vinh dự, đó là một niềm tự hào. Khi xuất phát điểm của mỗi một cá nhân chúng ta có thể là chưa quá cao, chúng ta chưa có khả năng để tự mở ra được một cái doanh nghiệp tự mở ra được một cái doanh nghiệp lớn cho mình đúng không ạ? Nhưng chúng ta Huyền xin lỗi ạ. Em xin lỗi cả nhà mình một chút, có một chút trục trặc về cái âm thanh của mình. Như Huyền xuất phát điểm là một giảng viên về tiếng Anh và Huyền cũng thực sự ao ước rằng là mình cũng sẽ có một cái sự nghiệp riêng của chính mình, có danh tiếng đúng không ạ, có thể giúp đỡ được nhiều cho nhiều người. Như Huyền làm công việc giảng dạy thì sẽ mong muốn là giúp đỡ cho các thế hệ trẻ tương lai của đất nước mình. Nhưng đâu đó rằng là với cái công việc truyền thống, cái phạm vi và cái quy mô mà để mà mình có thể giúp đỡ được những người xung quanh mình ấy, nó vẫn còn khá là nhỏ và giới hạn. Tuy nhiên rằng là nhờ có cơ hội đồng sở hữu doanh nghiệp tỷ đô UST của chúng ta mà Huyền cảm thấy rằng là con người mình được lớn mạnh hơn so với trước đây rất là nhiều. Mình được đứng trên vai người khổng lồ, là một nhà khoa học vĩ đại, là một doanh nhân tài ba, là một chính trị gia, chính là ngài chủ tịch tập đoàn của chúng ta đấy. Huyền cũng như tất cả quý cô chú anh chị em đang đứng ở trên vai khổng lồ của ngài chủ tịch. Và không chỉ ngài chủ tịch đâu mà chúng ta còn có cả đội ngũ hơn 1.000 các chuyên gia, các kỹ sư đang làm việc thay cho công sức lao động của chúng ta nữa. Và nhờ có cái việc mà chúng ta được đứng trên vai người khổng lồ đó mà cái số tiền vốn đóng góp của chúng ta dù là không quá nhiều nhưng chúng ta lại có thể làm lên được những cái điều kỳ tích cho lịch sử của không chỉ là Việt Nam mà sau này các anh chị sẽ cảm nhận được là nó là lịch sử của nền văn minh nhân loại luôn, nó rất là lớn. Và buổi chia sẻ ngày hôm nay thì với cái chủ đề là định tính định lượng sự thành công của UST thì Huyền cũng muốn chia sẻ với tất cả các quý cô chú anh chị em mình như thế này ạ. Mỗi một cá nhân chúng ta ở đây, chúng ta dành ra cái số tiền của mình để mình đầu tư tài trợ góp vốn cho công nghệ UST, chúng ta cũng rất là kỳ vọng. Đấy, cái hy vọng nó lớn ấy, thì được gọi là kỳ vọng đúng không ạ? Cái kỳ vọng của chúng ta nó là nhìn thấy doanh nghiệp thành công để nhìn thấy số tiền của chúng ta được nhân lên giống như là
những người bạn của mình đã chia sẻ cho mình rằng là đầu tư $1,000 vào đây và chờ đợi thôi, trong vòng vài năm tới chúng ta có thể nhân lên ít nhất là 70 lần hoặc là nhiều hơn cả như thế nữa cái số tiền mà mình bỏ ra, đúng không ạ? Thế thì cái sự kỳ vọng này nó cần phải có những cơ sở. Và cái cơ sở nào để chúng ta có thể đạt được cái sự kỳ vọng thì chính là nhờ những cái phân tích mà ngày hôm nay Huyền trải qua 4 năm đồng hành cùng với doanh nghiệp. Huyền cũng đã đúc rút được những cái từ key chính. Nó có thể chưa phải là tất cả. Tuy nhiên là sau cái buổi Zoom này và nhờ có những luận điểm này thì Huyền cũng hy vọng là tất cả chúng ta sẽ cùng nhau trên cái góc nhìn của chính mình, trên cái kiến thức nền tảng của chính mình trong cái thị trường kinh doanh và đầu tư, để chúng ta đánh giá được cái doanh nghiệp mà chúng ta đang đầu tư tài trợ gốc vốn, cũng như là chúng ta đang được sở hữu doanh nghiệp. Huyền thì không đại diện cho bất cứ ai của doanh nghiệp đấy. Tuy nhiên rằng là Huyền nhận thấy rằng là mình ở công vị là một nhà đầu tư thì mình cũng cần phải có cái trách nhiệm với cái đồng tiền vốn của mình, và mình cũng có trách nhiệm với việc là hỗ trợ và giúp đỡ cho doanh nghiệp của chính mình ở đây. Đó là doanh nghiệp UT, là doanh nghiệp của chúng mình. Dù mình không phải là người mở ra nó nhưng mình đã đồng sở hữu nó thì cũng có nghĩa đấy là doanh nghiệp của mình rồi. Thì mình cũng có cái trách nhiệm để hỗ trợ cho doanh nghiệp của mình ngày càng phát triển nhanh, mạnh đấy, và giúp cho đồng vốn của mình và của tất cả các quý cô chú anh chị em mình được phát triển một cách nhanh chóng và đảm bảo là đạt được cái sự kỳ vọng của tất cả chúng ta ở đây, đúng không ạ? Thế thì trước khi vào phần chia sẻ thì cho phép Huyền khoảng 2 phút giới thiệu bản thân mình một chút. Huyền thì tên đầy đủ là Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1989 ạ, tuổi Kỷ Tỵ ạ, là tuổi rắn các quý cô chú anh chị ạ. Năm nay thì Huyền 35 tuổi, có thể là ít tuổi hơn khá là nhiều các cô chú anh chị có mặt ở trong Zoom, cũng có thể là nhiều tuổi hơn một số các em trẻ. Hiện tại thì rất là nhiều các bạn doanh nhân trẻ, các bạn ấy chỉ mới cũng 18, 20 thôi, nhưng tư duy của các bạn ấy rất là mở rồi với cô chú anh chị ạ. Và khi các bạn ấy được gặp cơ hội này, các bạn đón nhận một cách từ khôi và cũng trở thành những nhà đầu tư, những người đồng sở hữu doanh nghiệp. Đấy là một điều rất là tuyệt vời, và mình thấy là những thế hệ trẻ của Việt Nam của chúng ta đang ngày càng tiến bộ hơn rất là nhiều so với lại cái thời kỳ trước, đúng không ạ? Và phải nói rằng là năm 2020 là cái dấu mốc mà đáng ghi nhận khi đại dịch Covid xảy đến, là cái thời điểm khó khăn cho tất cả những người làm công việc truyền thống trong đấy có Huyền ạ. Huyền thì làm xuất phát điểm là một giáo viên, giảng viên dạy tiếng Anh của một trường cao đẳng ở Bắc Ninh. Và phải nói là cái hành trình để mà Huyền thay đổi từ một người rất là an toàn và bảo thủ là một cô giáo, với cái niềm tự hào rằng là mình đã và đang có một công việc, một cái nghề nghiệp cao quý trong tất cả những cái công việc rồi này, mình cũng đã có được một cái nguồn thu nhập ổn định này. Ổn định ở đây là ổn định thu nhập tương đối thấp nha, thưa cho anh chị. Phải nói là giáo viên thì không có ai gọi là cô giáo giàu cả, đều gọi là cô giáo nghèo hoặc thầy giáo nghèo thôi, đúng không ạ? Lương thu nhập thì chỉ đâu đó 5 triệu, 7 triệu, 8 triệu một tháng thôi. Nó chỉ gọi là đủ đáp ứng cho cái nhu cầu tiêu dùng của mình, nhưng để mà nói giàu có thì chưa có. Đấy là năm 2013 khi mình ra trường, sau khi tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm được khoảng 1 năm thì có một cái biến cố lớn trong gia đình nó đã xảy đến, khiến cho Huyền chỉ là một người rất là an toàn và khá là bảo thủ. Đã chuyển đổi cái tâm của mình là khi mà bố bị tai biến là phải cần đến cái số tiền chữa trị rất là lớn. Và lúc đó thì mình thì vừa mới ra trường, em trai mình cũng vừa mới học đại học, cũng mới bắt đầu chập chững ra trường, và hai chị em thì đều chưa có tiền. Chưa có tiền để thực sự lo cho bố mà vẫn còn phải trả cái khoản nợ vay sinh viên cơ. Đấy là một cái biến cố lớn trong gia đình, khiến cho Huyền ý thức được rằng là ngoài cái việc là mình được thực hiện đam mê, với cái đam mê từ thuở nhỏ là đứng ở trên bục giảng đấy để làm một cô giáo, thì mình còn cần phải có tài chính để lo cho được chính bản thân mình cũng như là gia đình mình, gia đình nhỏ rồi gia đình lớn, đúng không ạ? Và sau cái dấu mốc đó là cái dấu là cái hành trình phát triển bản thân của Huyền rất là mạnh. Huyền cũng đã từng đi theo rất là nhiều con đường. Đầu tiên là theo con đường học thuật, là Huyền theo đuổi tiếp tục mình học lên rất là nhiều với các chú anh chị.
Huyền không chỉ dừng lại với hai tấm bằng song ngữ tiếng Anh và tiếng Trung của mình, mà Huyền tiếp tục học lên thạc sĩ nữa. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì Huyền hơi thất vọng một chút xíu, bởi vì cầm cái tấm bằng thạc sĩ về nộp ở nhà trường ấy, thì thấy rằng cái mức lương của mình nó chỉ có một chút cái biến động nhẹ, đâu đó tăng trưởng khoảng 500.000 trên một tháng thôi từ cô chú anh chị. Đấy, và Huyền nhận thấy rằng là cái tiền mặt và công sức mà mình bỏ ra để mình tiếp tục theo đuổi con đường học thuật và để mà mình có được tài chính lo cho mình và gia đình ấy, thì nó khá là khó nhằn luôn. Đấy, chính bởi thế nên là khi mà Huyền đã có được cái tấm bằng đang học ở trong tay rồi thì Huyền quyết định là tạm dừng lại ở đó để mình làm kinh tế. Và cái quá trình làm kinh tế của Huyền thì Huyền làm rất là nhiều công việc, nhận đi dạy ở rất là nhiều nơi, không chỉ nhận dạy ở một trường mà nhận dạy cùng một lúc là vài nơi luôn. Rồi bất cứ một công việc gì mà mình có thể làm thì mình đều làm, từ là một công việc PG girl, là một người giới thiệu về sản phẩm này, hay là phiên dịch này, biên dịch tài liệu này, hay là kinh doanh buôn bán thì Huyền cũng đều làm. Đã có những cái thời điểm là Huyền làm từ một lúc đến 6-7 công việc luôn. Làm Huyền nhận ra một điều là nếu như mình chỉ bán thời gian, bán công sức lao động của mình, bán trí tuệ của mình thôi, thì đâu đấy là cái thu nhập của mình nó vẫn còn rất là giới hạn. Nó chưa thể đạt được giống như là mình kỳ vọng là mình sẽ có thể đạt được cái sự tự chủ về tài chính. Đấy, và cái dấu mốc năm 2020 khi đại dịch Covid xảy đến, nó đã giúp cho Huyền được tỉnh ngộ và Huyền biết đến hai cái chữ đầu tư. Thực sự là ngộ ra nó. Trước đấy cũng đã có nghe nhiều người đầu tư, nhưng cái niềm tin của mình vẫn còn rất là giới hạn. Thấy rằng là người ta đầu tư cũng có một vài người thắng lợi và thành công đấy, nhưng đa số rằng là đều mang về cái khoản nợ và phá sản. Chính bởi thế nên là mình thấy là trong thị trường đầu tư thường là tiềm ẩn quá nhiều rủi ro nên không dám bắt đầu. Nhưng mà đến năm 2020 thì Huyền mới thấy là nếu như mình không chủ động dám đương đầu với rủi ro thì rủi ro nó có thể đến với mình và gia đình mình bất cứ một lúc nào. Đại dịch Covid là một câu chuyện điển hình, đúng không ạ? Là những cái biến cố như là cố Huyền bị tai biến nó có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong cái giờ của Huyền cũng như là gia đình Huyền. Chính bởi thế nên là 2020 là cái thời điểm khi Huyền được tiếp cận đến với chữ đầu tư và biết đến đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO là chìa khóa vàng giúp cho những nhà đầu tư tỷ phú trên thế giới, họ nằm trong top những tỷ phú giàu có nhất của thế giới. Và phải nói là khi tìm hiểu cái công cụ UST này thì Huyền nghĩ là cũng có nhiều cái cô chú anh chị em giống Huyền, đó là đầu tiên là mình cũng chưa tin lắm, đúng không ạ? Thậm chí là không thể nào tin được, và chỉ có một số tiền nhỏ mà không cần phải làm gì cả trong vòng một vài năm thôi, mình lại có thể kiếm được cái số tiền nó nhân lên gấp bội phần. Đấy, thì cái điều mà mình chưa tin chỉ đơn giản rằng là mình chưa thấy thì mình khó có thể tin được, đúng không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ cái lúc mà mình biết đến cái từ khóa là cổ phần doanh nghiệp trước IPO rồi, và hiểu về UST thì bắt đầu là Huyền để ý nhiều hơn đến những câu chuyện xung quanh, thì Huyền phát hiện là ra rằng là đến cả ngay người cậu của mình ấy, cậu ấy làm cho công ty nhà máy sản xuất cám cho các cái gọi là gia súc gia cầm nhé. Đấy, mà ngoài cái việc cậu làm đại lý phân phối thì cậu còn là một cổ đông sở hữu cổ phần của cái công ty sản xuất cám ấy, và mỗi một năm thì cậu được nhận cái khoản tiền lợi nhuận, được chia cái khoản tiền lợi nhuận cùng với lại nhà máy sản xuất cám đủ cho cả gia đình của cậu ấy sinh sống, phải nói là sung túc và thoải mái. Đấy, mà cái cuộc sống sung túc của cậu, của gia đình cậu mỡ ấy, thì không hẳn là chỉ đến từ cái việc là kinh doanh buôn bán mà còn đến từ khoản đầu tư nữa. Huyền bắt đầu nhìn thấy rất nhiều những câu chuyện xung quanh và cả trên mặt báo nữa. Trên mặt báo, trên truyền thông, các tin tức trước đây mình chỉ đọc gọi là lướt qua một cái bản tin nào đó để giải trí thôi. Nhưng bắt đầu từ lúc mà mình ý thức được rằng là báo chí nó cũng có thể cung cấp cho mình những cái góc nhìn về cái cơ hội đầu tư. Và Huyền bắt đầu nhìn thấy là trên các cái tạp chí về kinh doanh, đầu tư thì có rất là nhiều câu chuyện. Ví dụ như là một người nhân viên vệ sinh môi trường của công ty hóa chất Đức Giang ấy cũng có cái tài sản lên đến 35 tỷ. Đấy, và kỹ sư thì có tài sản lên đến 100 tỷ. Đấy, và mình tò mò và mình rất là thắc mắc tại sao mà họ cũng làm một công việc làm công ăn lương giống như bao người khác, giống như mình, nhưng họ lại có thể sở hữu được cái tài sản lớn như vậy. Và hóa ra là cái tài sản lớn mà họ sở hữu là
vì họ được mua cái cổ phần của doanh nghiệp nơi mà mình đang công tác và được tái ưu đãi, và khi nó niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thì nó đã tăng trưởng lên gấp nhiều lần. Chị Dung, là cái đòn bẩy kinh tế giúp cho họ sở hữu được cái tài sản lên đến vài chục tỷ Việt Nam đồng cho đến hàng trăm tỷ Việt Nam đồng đấy. Mà cứ như thế thì bắt đầu là Huyền tin dần rằng là có cái câu chuyện không làm mà vẫn có ăn thật đấy. Có câu chuyện rằng là đầu tư ít mà có thể tăng trưởng nhiều. Có cái câu chuyện là rủi ro bất đối xứng. Nếu như rủi ro bất đối xứng là gì ạ? Rủi ro bất đối xứng có nghĩa là mình bỏ ra một khoản tiền để mà mình đón nhận một cơ hội nào đó. Ví dụ như trong trường hợp rủi ro nhất, mình có mất tiền thì mình cũng chỉ mất một cái số ít. Nhưng nếu như được giống như những gì người bạn mình chia sẻ thì có thể mình sẽ được cả một cái gia tài lớn. Tại sao mình lại không dám dành thời gian ra để mình tìm hiểu cặn kẽ, được không ạ? Đấy, chính bởi thế nên là cái niềm tin của mình nó đã dần được mở rộng hơn, và bắt đầu là việc tìm hiểu nó sâu hơn. Trải qua hơn 2 tháng vào năm 2020 để tìm hiểu cặn kẽ về tính pháp lý, khi mình là một nhà đầu tư Việt Nam mà mình mong muốn được tài trợ vào cho một cái doanh nghiệp quốc tế thì nó sẽ cần phải đảm bảo được những cái tiêu chí pháp lý nào, rồi là khi mình đầu tư tài trợ vào đây thì mình sẽ có những cái quyền lợi ra sao. Và doanh nghiệp này là một cái doanh nghiệp mà họ đã tồn tại và phát triển đến cái thời điểm mà Huyền ra quyết định đầu tư ấy, thì họ đã làm được những gì, những thành tựu nào để chứng minh rằng là họ là một doanh nghiệp có thực, đang làm ăn thật, là đang tăng trưởng phát triển, để giúp cho cái khoản đầu tư mà mình đầu tư vào trong tương lai nó sẽ sinh lợi nhuận, đúng không ạ? Mà mình lý giải được là tiền từ đâu mà ra. Tiền thì nó là một đại lượng vật chất, nó không thể tự nhiên sinh ra, nó cũng không thể tự nhiên mất đi. Nếu ai đó mà có đầu tư bị thất bại mất tiền ấy, cũng cần phải lý giải ra được cái bài học cho mình nhé. Rất là bài học là tại sao nhỉ, tại sao mà mình lại mất tiền, tiền nó đi đâu mất, đúng không ạ? Còn nếu mà mình kiếm được tiền thì mình cũng cần phải rút ra được bài học cho mình để những cái cơ hội tiếp theo sau đó mình sẽ có những cái bài học cho mình rằng là tiền nó cần phải có cái lý do, cần phải có cái nguyên nhân để nó sinh ra. Và nếu như nó tạo ra được cái giá trị thặng dư cho xã hội, giá trị thặng dư là gì ạ? Có nghĩa là một đồng tiền của chúng ta được đưa vào sản xuất này, được đưa vào để tạo ra những giá trị cho xã hội, và bắt đầu những giá trị ấy nó cứ tăng trưởng dần qua cái bàn tay của con người, bàn tay lao động của con người ấy, qua cái khối óc trí tuệ của con người, và nó cứ tăng trưởng cái giá trị lên. Thì cái quá trình đấy nó gọi là cái quá trình tạo ra giá trị thặng dư đấy. Và nhờ có cái việc là tạo ra giá trị thặng dư mà nó mang về được cái lợi nhuận cho cái đồng tiền vốn đầu tiên mà mình bỏ ra. Và ngày hôm nay thì trải qua gần 4 năm rồi, từ bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 năm 2020 cho đến nay là gần 4 năm mà Huyền quyết định là trở thành một nhà đầu tư tài trợ góp vốn, và sau đó mình lại quyết định nữa là trở thành một cái người đối tác với bên phía doanh nghiệp để mà mình được nghiên cứu sâu hơn một doanh nghiệp, được nhìn thấy những cái góc nhìn mà nếu như chỉ là nhà đầu tư có lẽ là cũng không thể nào nhìn được. Kính thưa chú anh chị em ở có mặt ở trong Zoom ngày hôm nay có cái quan điểm giống như Huyền không ạ? Đó là mình đầu tư và mình cũng muốn có được những cái góc nhìn không chỉ ở cái phía của nhà đầu tư, mà mình còn muốn cái góc nhìn của chính người trong cuộc, là người của doanh nghiệp luôn, để mình biết được rằng là doanh nghiệp của mình họ đã và đang tồn tại và phát triển như thế nào, đúng không ạ? Và từ đấy thì mình có cái cơ sở là niềm tin cho cái khoản đầu tư của mình nó lớn hơn. Rất muốn, đúng không ạ? Tuyệt vời quá. Tuyệt nhìn thấy có rất là nhiều comment của cái cô chú anh chị là rất muốn. Điều ấy có nghĩa là trong thời gian tới thì cô chú anh chị em mình chịu khó dành thời gian để chúng ta được gặp mặt trực tiếp nhau này, được qua Zoom như thế này, online như thế này này, hoặc là hãy cho phép bản thân mình có những chuyến đi sang thăm tập đoàn nhé. Đấy, và bây giờ thì Huyền cũng xin phép rằng là sẽ bắt đầu vào cái bài chia sẻ của mình. Đây là một cái phần bài chia sẻ mà dựa trên những cái đúc rút kinh nghiệm mà Huyền cũng đã tham gia đi học rất là nhiều những khóa học về kinh doanh và đầu tư, đọc sách là rất nhiều, rồi cả những cái chuyến đi 4 lần, 4 năm là 4 lần mà Huyền đã sang thăm tập đoàn ở cả hai cơ sở, ở tại Belarus và ở tại UAE. Và Huyền đương nhiên là không chỉ đi một mình, mà trong những chuyến đi ấy thì Huyền đều đi cùng với rất nhiều những nhà đầu tư khác này, các anh chị em bạn bè của mình này, và thậm chí là cả gia đình mình nữa. Gia đình Huyền là cả bố Huyền, chồng Huyền, em trai Huyền, anh chị em hai bên, nội ngoại là Huyền,
đều có gọi là dành cái thời gian để chia sẻ cho mọi người cái cơ hội này, là cũng mong muốn là cả gia đình mình đều sẽ đồng hành, bởi vì đây là một cái cơ duyên nó rất là lớn. Huyền xin phép được chia sẻ slide nhé. Trong slide này thì Huyền sẽ tiếp tục cái câu chuyện của mình cũng như là những cái phần thông tin mà trong suốt gần 4 năm qua mà Huyền đã cùng đồng hành với doanh nghiệp, mà không chỉ dừng lại là một nhà đầu tư đứng ngoài cuộc mà còn là một người nằm trong doanh nghiệp nữa, để mà thực sự mình biết đây là doanh nghiệp của chính mình và mình đang làm và đang giúp cho doanh nghiệp của mình, dù rằng là không chính thức là nhân viên để được doanh nghiệp trả lương, đúng không ạ? Thế nhưng mà mình biết được rằng là với cái sự thành công của toàn bộ doanh nghiệp thì cái khoản đầu tư của mình nó sẽ cho mình được một cái cuộc sống thịnh vượng. Đấy là khoe với cả nhà một chút xíu, đó là cái hình ảnh ở trên màn hình ấy, là cái hình ảnh mà vào đầu năm nay 2024 đấy, Huyền cùng với lại cả gia đình của mình là gồm có bố đẻ, bố thân sinh Huyền ấy, người mà nhờ một cái biến cố năm 2013 khi bố bị tai biến liệt nửa người bên phải luôn, mà Huyền ý thức được rằng là mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trên cái hành trình để giúp cho chính bản thân và cho gia đình mình có được một cái sự an toàn nó đúng nghĩa, chứ không phải là chỉ ngồi im ở đó chờ đợi là và chờ đợi và cầu mong là cuộc sống nó sẽ yên bình, an toàn nó sẽ đến với mình và gia đình đâu, đúng không ạ? Cũng rất là may mắn rằng là biến cố đó nó tương đối là nhỏ ấy, mà ở cái giai đoạn mà tuổi trẻ của Huyền cũng như là em trai, nên là gia đình Huyền vẫn có thể vực dậy. Bố Huyền cũng vậy, là đã có thể hồi phục đến bây giờ khoảng tầm 90% sức khỏe, và ông cũng đã có thể có được những cái chuyến đi nước ngoài cùng với lại chị em Huyền, vợ chồng Huyền đấy, và sang thăm tập đoàn để được gặp ban lãnh đạo của công ty. Ở phía đằng sau gia đình Huyền ấy, thì là có ngài chủ tịch tập đoàn này, có giám đốc này, có CEO, có các trưởng phòng của công ty quỹ Energy, là cái đối tác nơi mà kết nối chúng ta là những nhà đầu tư đến với lại cái tập đoàn lớn khổng lồ ST đấy. Và đây là một cái bức hình mà Huyền thực sự nói là cảm thấy rất là nhiều cảm xúc ở trong đó. Nó nếu mà chỉ một bức hình này, Huyền có thể kể nguyên cả một câu chuyện ở phía đằng sau, vì để mà bố Huyền này, chồng Huyền là người đứng bên cạnh trên màn hình của cô chú anh chị là bên tay phải đấy, còn em trai Huyền là đứng ở bên tay trái đấy, thì cả gia đình Huyền cùng đồng hành với nhau trên cái hành trình này và cảm nhận rằng là cái hạnh phúc nó mỗi một ngày nó đều rất là đủ đầy, và gia đình thì đều đồng những cái quan điểm, đồng những cái tư duy, và đều biết được rằng là khi mình đang sở hữu cổ phần UST thì sự giàu có và thịnh vượng là chỉ còn về mặt thời gian thôi. Mà nhờ có cái niềm tin hy vọng đó thì cái niềm vui và hạnh phúc ấy, mỗi một ngày khi cô chú anh chị em mình hình dung ra là mình cảm thấy là cuộc sống nó có hy vọng, nó có cái ánh sáng, đúng không ạ? Mình cảm thấy là nó không bị tù mù, nó không bị tối tăm, nó không bị mờ mịt giống như cái quá khứ trước đây của mình nữa, đúng không ạ? Và cái hình ở bên trái là một cái hình mà Huyền cũng rất là biết ơn cộng đồng những nhà đầu tư giá trị của UST, bởi vì rằng là nhờ có cộng đồng của chúng ta mà Huyền với lại chồng Huyền mới được quen biết nhau và mới nên duyên vợ chồng. Thật sự là chồng Huyền anh học làm một nhà đầu tư trước Huyền. Anh ấy đã đầu tư và tài trợ góp vốn từ năm 2018, cũng đã đồng hành cùng với doanh nghiệp. Còn Huyền thì phải đến cuối 2020, nhưng không phải là được chồng Huyền chia sẻ mà là được một người chị khác chia sẻ cơ. Đấy, và sau khi vào trong cộng đồng rồi sinh hoạt như thế này đấy ạ, rồi hai vợ chồng Huyền mới gặp nhau, mới nên bạn đấy, rồi sau đó mới nên duyên đấy, và trở thành vợ chồng đấy. Nên là Huyền thực sự rất là biết ơn khi UST không chỉ cho Huyền có được sự giàu có thịnh vượng mà có được thực sự là những cái mối nhân duyên nó rất là đáng giá trong cuộc đời. Đấy, nên là có một chút gọi là khoe với cả nhà mình một xíu như vậy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái phần đích tính và định lượng. Câu chuyện của Huyền có thể là hơi dài hơn mất 2 phút rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên Huyền tin rằng là qua câu chuyện của Huyền thì cũng sẽ có nhiều với cô chú anh chị em mình có thêm được nhiều góc nhìn với những con người đang đồng hành cùng với lại doanh nghiệp UST của chúng ta. Và nội dung bài giảng của Huyền sẽ có 2 phần, đó là định tính và định lượng về sự thành công của UST. Để chúng ta cần phải hiểu hai cái khái niệm này như thế nào nhé. Định tính có nghĩa là
chúng ta đo lường bằng cảm tính, bằng một cái tầm nhìn mà giống như là quý cô chú anh chị em mình đã đọc sách về những nhà đầu tư giá trị đấy ạ. Thường thì nhà đầu tư hiểu nôm na rằng là với một nhà đầu tư ấy, thì cũng cần phải có được một cái sự tiên tri đấy, nó đi trước thời đại so với lại những người bình thường nhé quý cô chú anh chị. Đấy, và khi mà mình định tính thì mình cần phải có những cái yếu tố đấy, và trên bài chia sẻ của Huyền thì Huyền sẽ chia sẻ trên bốn yếu tố sau. Một đó là tầm nhìn phải đi trước tương lai. Chúng ta là những người ở đây đang nhìn thấy cái tương lai nó xa hơn so với những người bình thường khác. Những người bình thường là thường họ phải nhìn thấy tận mắt rồi, họ khi nào con tàu UET phải chạy ở Việt Nam rồi, đúng không ạ? Họ phải là người ngồi lên trên con tàu UET rồi họ mới tin là con tàu này là có thật. Nhưng chúng ta có thể chưa được ngồi lên trên con tàu UET. Cái thời điểm 2020 thì Huyền đầu tư thì Huyền chưa được đi đó, và phải sau đó một năm trời, hơn một năm trời thì Huyền mới được sang thăm tập đoàn và mới được ngồi lên trên con tàu cơ, đúng không ạ? Nên là với một người mà ra quyết định đầu tư mà mình dám bỏ số tiền của mình ra thì ít nhất là mình phải có cái khả năng nhìn thấy trước tương lai so với lại những người mà chưa nhìn thấy những điều đó và họ chưa nhìn thấy cơ hội giàu có cho mình ở đây á, đúng không ạ? Yếu tố thứ hai nữa đó là trong định tính thì chúng ta cũng sẽ có một cái phần so sánh, đó là doanh nghiệp của chúng ta đang có những cái lợi thế chiến thắng với cái đối thủ cạnh tranh số 1 trong lĩnh vực của ngành giao thông vận tải là như thế nào, như quý cô chú anh chị. Rồi yếu tố thứ ba nữa đó là về độ khó công nghệ, thì chúng ta biết được rằng là công nghệ UET có những cái độ khó để giúp cho doanh nghiệp của chúng ta mới có thể tạo ra được những giá trị thặng dư như Huyền nói lúc đầu tiên ấy, những giá trị thặng dư cho xã hội và mang lại được cái nguồn lợi nhuận không chỉ to lớn khổng lồ mà nó còn lâu dài về sau này. Cho cái khoản tiền đầu tư của chúng ta nó không chỉ là thắng một lần mà nó là sẽ thắng mãi mãi, hàng trăm năm về sau này, đúng không ạ? Thứ tư nữa đó là cái lợi thế cạnh tranh của công nghệ UET cũng như là doanh nghiệp này trên cái trường kinh tế quốc tế đấy, để chúng ta biết được rằng là chúng ta là nhà đầu tư nhưng chúng ta cũng cần phải có những góc nhìn của một người làm doanh nghiệp đấy ạ. Đấy, có một câu nói rất là nổi tiếng của tỷ phú Robert Kiyosaki trong cái bộ sách Dạy con làm giàu, đấy, cha giàu cha nghèo của ông cũng có chia sẻ, đó là thế giới này thì tồn tại rất là nhiều vấn đề, và chỉ cần chúng ta giải quyết được một cái vấn đề nào đó cho xã hội đấy, mà nó đủ lớn thì lúc đấy thì bạn sẽ có thể kiếm được rất là nhiều tiền. Tất cả những cái câu chuyện anh chị em ở đây là nhấn mạnh là tất cả các tỷ phú và triệu phú đô la trên thế giới họ giàu có như vậy đều là nhờ vào việc, một là tự mình giải quyết được những cái vấn đề cho xã hội. Đấy, hai, nếu như mà chưa có khả năng để tự giải quyết vấn đề cho xã hội thì sẽ cần phải tài trợ vốn cho cái người phát minh ra những cái phát minh sáng chế giải quyết được những vấn đề cho xã hội. Và cái việc mà giải quyết vấn đề cho xã hội nó chính là tạo ra cái giá trị thặng dư cho xã hội đấy ạ. Đấy, thì đây là cái góc nhìn của những tỷ phú giàu có trên thế giới họ đã chia sẻ, chứ không phải là Huyền nói nhá. Huyền là cũng là học theo những quý cô, những gọi là tỷ phú trên thế giới thôi, để mình gọi là tiết kiệm cái khoảng thời gian của mình. Mình không nhất thiết, mỗi một cá nhân chúng ta không nhất thiết là phải đi cái đúng cái hành trình giống như các tỷ phú họ đã đi. Họ phải trải qua hàng vài chục năm cho đến thậm chí là cả cuộc đời mình họ mới ngộ ra được những cái bài học giá trị đó. Thì chúng ta thay vì cái việc là tự mình trải nghiệm như vậy đi cho đến cuối đời rồi chúng ta mới giác ngộ, thì chúng ta sẽ học từ những cái bài học trải nghiệm của họ với nhiều dưới góc như nhìn là những cái bài học đã được đúc kết rồi, thì từ đấy là chúng ta sẽ rút ngắn được cái khoảng thời gian làm kinh tế cũng như là cái sự thành công cho chính mình. Rồi tiếp ạ, chúng ta sẽ đi xem là cái tầm nhìn đi trước thời đại nó sẽ như thế nào nhá, nó sẽ quyết định sự thắng lợi của một nhà đầu tư ra sao nhá. Và trên này thì Huyền lấy ví dụ một số những cái doanh nghiệp lớn trên thế giới để chúng ta biết được rằng là doanh nghiệp UET của chúng ta hoàn toàn có cái cơ sở để chúng ta có niềm tin với cái số vốn nhỏ bỏ ra ngày hôm nay, với cái doanh nghiệp với quy mô chưa phải quá lớn như ngày hôm nay, thì chỉ trong khoảng thời gian sắp tới vì nó giá trị, nó giải quyết được vấn đề lớn trong xã hội nên nó cũng sẽ giống như những cái doanh nghiệp mà Huyền sắp tới chia sẻ đây, là nó sẽ phát triển và giúp cho tất cả những nhà đầu tư của mình trở nên giàu có, trở thành triệu phú đô la và tỷ phú đô la cả. Đầu tiên đó là cái doanh nghiệp mà mang tên Apple ạ. Quý cô chú anh chị em mình sẽ nhìn thấy là cái tập đoàn Apple nó cũng sẽ có tên là Apple Inc. Với những doanh nghiệp mà nó có định vị là cái quy mô quốc tế nhá, thì nó sẽ có cái tên doanh nghiệp là cái chữ Inc như thế kia.
Ở Việt Nam mình thì thường là chúng ta sẽ nhìn thấy chữ LTD, LTD là công ty trách nhiệm hữu hạn. Thì đấy nó chỉ là trong cái khuôn khổ và phạm vi của quốc gia sở tại thôi. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp mà định vị là mình sẽ phát triển trên quy mô toàn cầu, toàn thế giới ấy, thì nó sẽ là cái doanh nghiệp có cái tên Inc ở phía sau như này này, đấy, Apple Inc, hay chúng ta là UST Inc, đấy đúng không ạ? Đó thì Apple là một cái doanh nghiệp mà năm 1976 nó ra đời với cái ý niệm là nó sẽ sản xuất ra một chiếc điện thoại thông minh mà tích hợp được nhiều tính năng trên một sản phẩm. Và đặc biệt là cái lời tuyên bố của ông chủ Apple ở cái thời điểm đó, đó là họ sẽ sản xuất ra một chiếc điện thoại mà không có nút bấm. Trong khi đấy thì cái thời điểm đó là thời kỳ đỉnh cao của điện thoại Nokia, và chiếc điện thoại BlackBerry của Nokia ở thời điểm đó là một cái sản phẩm gọi là giới siêu giàu mới có đấy, giới giàu có họ mới sở hữu được cái chiếc điện thoại đó, đúng không ạ? Và có những cái tranh cãi rất là gay gắt nổ ra giữa một người đang đứng trên đỉnh cao là Nokia với cái một doanh nghiệp non trẻ là Apple, đấy, rằng là một doanh nghiệp sản xuất ở trên đỉnh cao là Nokia họ có nhiều nút bấm mà, đúng không ạ? Và cái sản phẩm chiếc điện thoại Nokia thì nó cũng chưa có quá nhiều tính năng ngoài cái việc là nghe gọi rồi rồi nghe đài radio đấy, và có thêm vào một vài những cái tính năng khác. Tuy nhiên rằng là Apple thì lại ra cái tuyên bố như này, thì ông chủ của Nokia ở thời điểm đó cũng đã lên mặt báo và phản pháo rằng là thằng nhãi con, tức là nói về cái ông chủ của Apple ấy, là hỉ mũi chưa sạch mà dám phát ngôn như vậy. Chỉ đơn giản là lúc đó thì ở cái góc nhìn của Nokia thì họ nhìn thấy rằng là để sản xuất ra một chiếc điện thoại mà không có nút bấm, mà thậm chí có một nút bấm hoặc là thậm chí không có nút bấm ấy, mà tích hợp được nhiều tính năng trên một sản phẩm như ngày nay mà chúng ta thấy điện thoại smartphone có đấy, là ở trên đấy vừa là một chiếc TV, đúng không ạ, vừa là một chiếc điện thoại, vừa là một chiếc máy ảnh, thậm chí là một cây ATM để chúng ta có thể rút tiền, chuyển tiền cho nhau nữa, đúng không ạ? Một sàn giao dịch thương mại điện tử ở trên chiếc điện thoại của chúng ta, rất là nhiều thứ. Đấy thì ý tưởng đầu tiên mà có thể điên rồ, nhưng nó đã có thể đưa ra được cái lời giải cho những cái nhu cầu của người tiêu dùng. Đó là họ cũng mong muốn là chỉ sở hữu một cái sản phẩm mà nằm trong lòng bàn tay nhưng lại có thể thay thế được nhiều những cái sản phẩm khác, đúng không ạ? Chính bởi vì là cái lý do nó giải quyết được cái vấn đề mà khách hàng là người tiêu dùng họ đang muốn hướng tới. Chính bởi thế nên là Apple đã dần chứng minh được đấy là ý tưởng của họ là hoàn toàn đúng. Và từ thời kỳ sơ khai năm 1976 với cái giá khởi điểm lúc đó là cái giá cổ phần của họ cũng rất là rẻ đấy, và nếu cô chú anh chị nhìn thấy cái hình ảnh đầu tiên của Apple ấy, nó cũng rất là nhỏ bé, rất là sơ khai từ một cái ngôi nhà văn phòng, một cái xưởng rất là nhỏ thôi, đúng không ạ? Thì trải qua cái quá trình đến bây giờ là vài thập kỷ đi qua rồi, Apple nó đã phát triển trở thành một trong số những doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên thế giới và giúp cho tất cả những cái nhà đầu tư sở hữu được cái cổ phần của Apple từ những cái thời kỳ sơ khai đến bây giờ thì đều nằm trong top triệu phú và tỷ phú Đông Nam đảo. Thì cơ chú anh chị em mình có mong rằng là mình cũng sẽ giống như câu chuyện của những nhà đầu tư của Apple không ạ? Của Apple Inc, đúng không ạ? Thì những nhà đầu tư UST Inc cũng sẽ là cái câu chuyện tương tự đấy ạ. Nhưng đương nhiên là những thứ giá trị thì nó đều cần thời gian, và khoản đầu tư giá trị thì nó lại càng cần cái sự kiên nhẫn, kiên trì của nhà đầu tư. Và thêm vào đó, đó là những sự thấu hiểu như thế này nữa. Đó là thêm một cái doanh nghiệp thứ hai mà Huyền cũng muốn chia sẻ, đó là doanh nghiệp một cái sàn thương mại điện tử rất là lớn, Amazon. Mà cái thời điểm vào những năm 80, 90 thì chúng ta chỉ biết được rằng là trước đấy thì chúng ta chỉ có thể giao dịch hàng hóa trực tiếp với nhau thôi, mua bán, trao đổi sản phẩm hàng hóa thì chỉ có thể gặp mặt trực tiếp mới có thể mua bán được, đúng không ạ? Thế nhưng mà năm 1994 thì Amazon ra đời với cái ý tưởng đó là đưa tất cả mọi loại hàng hóa từ là nhỏ nhất cho đến lớn nhất lên mạng internet đấy, và họ sẽ kết nối giữa những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm với lại các khách hàng, của những cái khách hàng có cái nhu cầu tiêu dùng mua sản phẩm trên cái sàn thương mại điện tử ở trên internet của mình đấy. Và cái ý tưởng đó ở cái thời điểm đó nó có thể rất điên rồ, nhưng đến bây giờ chúng ta thấy là nó là một cái gì đó trong cuộc sống hiện tại của chúng ta rồi. Nằm ở trên giường chúng ta cũng có thể mua được mọi loại hàng hóa mà chúng ta muốn, đúng không ạ?
còn thậm chí là chúng ta có thể mua được hàng từ nước ngoài đấy, đặt hàng ở trên những cái trang web này và đem bán đấy, họ sẽ chuẩn bị sản phẩm và ship hàng từ nước ngoài về tận nhà cho chúng ta luôn đấy. Mà nhờ có cái ý tưởng này, họ đã giải quyết những cái vấn đề cho người tiêu dùng, đó là cái nhu cầu tiết kiệm thời gian đấy, nhu cầu kết nối giữa người tiêu dùng với các doanh nghiệp, giải quyết được cả bài toán cho các doanh nghiệp đúng không ạ, cho cả những người tiêu dùng nữa. Chính bởi thế nên là Amazon đi từ cái thời điểm sơ khai, họ cũng là một cái nhà xưởng rất là nhỏ bé như này thôi, với cái giá cổ phần của cái năm 1994 ấy, cũng chỉ khoảng đâu đó khoảng là 0,001 đô trên một cổ phần đấy. Và sau 4 năm mà họ đã chứng minh được là họ là một cái ý tưởng hoàn toàn là thực tế đấy, và mang lại giá trị cho các doanh nghiệp cũng như là người tiêu dùng. Thì ngày đầu tiên mà họ IPO ấy, thì cái giá cổ phần của họ đã lên đến là 18 đô trên một cổ phần, giúp cho cái số vốn của các nhà đầu tư sở hữu được cổ phần doanh nghiệp trước khi Amazon IPO tăng trưởng lên đến con số là 18.000%, 18.000%, tức là 1.800 lần ạ. Đấy, và đến đã có những cái thời điểm là giá cổ phần của Amazon đạt đỉnh lên đến là 3.600 đô trên cổ phần. Vốn hóa của doanh nghiệp này đã đạt đỉnh lên đến là hơn 1,8 tỷ đô ạ, quý cô chú anh chị ạ. Và những nhà đầu tư mà sở hữu được cổ phần của Amazon giai đoạn trước khi nó IPO bỏ ra số vốn nhỏ đúng không ạ, thì sau IPO và họ giữ được đến bây giờ thì tất cả đều nằm ở trên cái top triệu phú và tỷ phú đô la của thế giới luôn. Quan trọng rằng là ngoài cái việc là tăng trưởng lãi vốn thì họ còn nhận được cái khoản tiền lợi nhuận gọi là cổ tức hàng năm với cái lợi nhuận của doanh nghiệp cả Apple cả Amazon nữa. Nên là câu chuyện dành cho chúng ta đó là hãy kiên nhẫn chờ đợi và hãy thấu hiểu doanh nghiệp để chúng ta biết được rằng là số tiền của chúng ta đã và đang thực tế được hoạt động như thế nào, nó đang tăng trưởng ra sao, và chúng ta biết tương lai của chúng ta sẽ như thế nào, giống như những nhà đầu tư vào những doanh nghiệp Amazon hay Apple nhé. Doanh nghiệp thứ ba đó là Facebook, đúng không? Một cái câu chuyện mà thực sự là cái giai đoạn đầu tiên khi hiện được nghe Facebook thì lúc đấy cũng hơi điên rồ thật. Đâu đó thì lúc đấy nó là ý tưởng của một nhóm sinh viên thôi đúng không ạ? Mark Zuckerberg ở thời điểm mà ông ra cái ý tưởng để tạo ra một nền tảng mạng xã hội mà kết nối được tất cả những người dùng ở trên mạng xã hội đó để họ có thể là trò chuyện câu chuyện của chính bản thân mình. Thậm chí là đến bây giờ là cái nền tảng mạng xã hội này giúp cho mọi người kiếm được tiền ở trên đó đúng không ạ? Chia sẻ thông tin, nhật ký, cuộc sống của nhau ở trên đó đúng không ạ? Thậm chí có nhiều quý cô chú anh chị biết đến UST là nhờ Facebook đấy chứ. Chúng ta lướt trên Facebook và thấy một người bạn nào đó của mình đăng tải hình ảnh về con tàu UST và chia sẻ rằng là ở đây có một cơ hội làm giàu rất là tuyệt vời. Đấy, và chúng ta kết nối với nhau qua cái nền tảng mạng xã hội này đúng không ạ? Nhưng năm 2014 thì cái thời điểm khi mà ý tưởng này ra đời nó điên rồ lắm ạ, không có nhiều người tin đâu ạ. Hầu hết mọi người đều từ chối để bắt đầu. Thế nhưng mà nhóm sinh viên của Facebook đã chứng minh được rằng là ý tưởng của họ rất là độc đáo và họ giải quyết được cái vấn đề đó là cái sự kết nối đấy, giữa tất cả những người mà có cái bất kể cái khoảng cách địa lý nào, dù là gần hay xa thì đều có thể kết nối với nhau thông qua cái nền tảng mạng xã hội này. Đấy, và các nhà đầu tư mà được sở hữu cổ phần của Facebook trước khi mà nó niêm yết lên sàn giao chứng khoán ấy, được gọi là cái từ khóa IPO ấy, thì sở hữu cái giá cổ phần khá là rẻ đấy, giống như UST chúng ta là cũng dưới một đô la đấy. Và khi mà nó IPO một cái thì cái giá mở sàn của nó đã đạt được là 38 đô trên một cổ phần rồi đấy, và đã có những thời điểm nó đạt đỉnh là 380 đô trên một cổ phần. Tuyệt vời hay rất tuyệt vời với cô chú anh chị đấy, và cả nhà mình có mong chờ là câu chuyện với những nhà đầu tư cổ phần UST nó cũng sẽ giống câu chuyện là những nhà đầu tư vào Apple, Amazon và Facebook như vậy không ạ? Rất là mong muốn đúng không? Đúng không ạ? Huyền hỏi đến thôi bởi vì Huyền cũng muốn ạ. Rồi, câu chuyện thứ tư đó là câu chuyện về Tesla. Đây là một cái doanh nghiệp mà họ nằm trong cái khối những cái doanh nghiệp cũng là đối thủ cạnh tranh của chúng ta đấy. Vì giá Facebook hiện nay bây giờ nó đang là hơn 500 đô một cổ phần, cô chú anh chị ạ. Tesla là một hãng ô tô điện đúng không ạ? Tesla Inc, cả nhà nhìn thấy không ạ? Tesla Inc, những cái doanh nghiệp mà họ định vị vốn hóa định vị là cái tầm quốc tế đấy. Năm 2013 khi là ý tưởng của Tesla ra đời,
từ năm 2013 thôi ạ, đến bây giờ là đã trải qua là 21 năm rồi đấy, 21 năm từ cô chú anh chị nhá. Và phải đến là rất là nhiều năm sau đó thì đến năm 2020 thì thế giới mới bắt đầu biết đến Tesla một cách gọi là rộng khắp. Bởi vì cái thời điểm đại dịch Covid nó xảy đến thì bắt đầu người ta mới ý thức được rằng là thế giới có hai vấn đề lớn nhất, đó là đại dịch Covid và ô nhiễm môi trường. Covid thì lúc đấy thì những cái đơn vị sản xuất ra vaccine Covid thì sẽ kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng giải quyết xong rồi thì họ cũng sẽ chứng lại thôi, đúng không ạ? Thế còn cái vấn đề về môi trường thì bắt đầu người ta ý thức được rằng là lúc mà chúng ta bị cách ly xã hội đấy, và làm việc ở nhà, mọi người không có ra ngoài đường nữa, thì bắt đầu thấy là cái lượng phát thải khí thải đến từ các phương tiện giao thông cá nhân nó đã khiến cho bầu khí quyển của toàn thế giới bị ô nhiễm đến như vậy. Đấy, và chỉ cần chúng ta làm việc ở nhà work from home thôi, chúng ta không có phát sinh đến việc là đi lại ở phía bên ngoài, xe cộ ở trong hầm xe không đi ra ngoài, đúng không ạ? Thì cái bầu khí quyển nó trong lành trở lại. Chỉ trong vòng vài tháng thôi thì Bắc Kinh người ta đã thấy là chỉ trong vòng 3 tháng thôi là người dân Bắc Kinh cách ly xã hội đấy, là thấy bầu khí quyển của Bắc Kinh nó đã trong lành bằng với lại 15 năm mà các chuyên gia họ phải nỗ lực cái hành trình để gọi là làm cho cái bầu khí quyển trong lành trở lại. Đấy, và cái việc này thì nó lại rất đơn giản. Đấy, và nhờ có đại dịch Covid mà Tesla lúc đó bắt đầu đã chứng minh được là họ giải quyết được cái vấn đề về ô nhiễm môi trường cho thế giới. Và đó là cái thời điểm mà cái giá cổ phiếu của Tesla nó đã tăng trưởng một cách rất là nhanh chóng. Huyền nhớ là cái dấu mốc năm 2020 chỉ trong vòng 3 tháng thôi thì cái giá cổ phần cổ phiếu của Tesla nó tăng trưởng lên gấp hàng vài chục lần luôn, với cô chú anh chị. Và đã có thời điểm là đã cổ phần của nó đã vượt hơn $1,000 trên một cổ phần, và giúp cho những nhà đầu tư tin tưởng vào Elon Musk, yêu thích cái ông tỷ phú Elon Musk này và yêu thích cái hãng ô tô điện Tesla này, dám bỏ tiền ra đầu tư cho nó, thì đã trở thành các triệu phú và tỷ phú đô la. Mà cái câu chuyện mà Hiền đọc được trên báo là cái anh Smith ấy, anh ấy bằng tuổi Hiền, sinh năm 1989, là chỉ bởi vì anh ấy hâm mộ ông Elon Musk là anh ấy đã đầu tư một cái khoản tiền là khoảng $10,000, tức là khoảng tầm 250 triệu Việt Nam đồng cho cái công ty Tesla này. Và sau cái dấu mốc năm 2020 đó thì số tiền của anh ấy đã tăng trưởng lên thành vài triệu đô la, ví dụ cho anh chị ạ. Đấy, và nó rất tuyệt vời. Và chúng ta sẽ có câu chuyện gì tiếp theo? Đó là cái câu chuyện mà Huyền muốn so sánh một chút Tesla với USD này. Mặc dù chúng ta biết rằng là mọi sự so sánh là thực tiễn, nhưng vẫn cần phải so sánh ở một cái góc nhìn nào đó để chúng ta biết được rằng là USD của chúng ta có cơ sở nào tạo dựng niềm tin cho mỗi một chúng ta là các nhà đầu tư tài trợ góp vốn, đúng không ạ? Thế thì mình sẽ nhìn vào cái câu chuyện của Tesla để chúng ta sẽ so sánh sang cái câu chuyện của USD mình như sau này. Tesla thành lập 2003 và sau 14 năm, nhất là năm 2017 thì nó mới gọi là IPO thành công. Và trong cái khoảng thời gian 14 năm đấy là hành trình mà doanh nghiệp Tesla họ đã làm những gì này. Chúng ta sẽ thấy là sau 3 năm thành lập thì Tesla đã huy động được cái số vốn tương đối là lớn, $100 triệu. Đấy, và sau 7 năm thành lập thì họ đã được cái Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ tài trợ một cái khoản cho vay là hơn $400 triệu cơ. Đây là một trong số những cái khoản đầu tư tài trợ vốn tương đối lớn đấy, với một doanh nghiệp khởi nghiệp. Đấy, và nhờ có cái khoản vốn tài trợ này mà họ đã có cái nguồn lực về cái số tiền. Ngoài cái việc là các nhà đầu tư tư nhân, các nhà đầu tư cá nhân đầu tư vào, thì họ còn nhận được cái sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ nữa. Vì Tesla là một cái doanh nghiệp của nước Mỹ mà, nên là họ được các nước của họ ủng hộ thì đấy là chuyện rất là bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà, cả nhà mình xem nhé. Nhưng mà số tiền nhận được tài trợ thì lớn như vậy, nhưng phải mất đến 9 năm thì Tesla họ mới sản xuất ra được cái mẫu ô tô điện đầu tiên trên thị trường. 9 năm nhé quý cô chú anh chị, 9 năm với một doanh nghiệp khởi nghiệp để cho ra sản phẩm đầu tiên. Thế mà đã có rất là nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào cái người chủ doanh nghiệp này, đã có được cả chính phủ họ cũng tin tưởng, bởi vì rằng là giải quyết được cái vấn đề về ô nhiễm môi trường thôi. Rồi sau 14 năm thì sao?
Sau 14 năm thì Tesla mới bắt đầu có thêm được cái mẫu xe thứ hai. Và phải nhấn mạnh thêm rằng là Tesla là một cái hãng ô tô điện dựa trên cái nền tảng là lịch sử của ngành ô tô đã có hàng trăm năm nay rồi. Đấy, mà họ chỉ là thay đổi một chút về cái động cơ ở phía bên trong của họ, về cái nguyên lý hoạt động của cái động cơ một chút xíu thôi. Còn họ vẫn có cái nền tảng là cái ngành công nghệ, công nghiệp ô tô đã tồn tại và phát triển hàng trăm năm. Thế mà họ đã mất đến 9 năm để sản xuất ra một cái mẫu ô tô đầu tiên này, và 14 năm để có được đến bây giờ là 4 mẫu xe, mẫu Model X, Model 3, Model S, Model Y. Đấy, và dù rằng là họ đã và đang đạt được rất nhiều thứ. Đấy, tuy nhiên Hiền cũng muốn nói với quý cô chú anh chị rằng là Tesla vẫn đang đốt tiền của nhà đầu tư. Dù là họ đã IPO lên sàn giao dịch chứng khoán, nhưng nhà đầu tư cũng chưa hẳn là đã nhận được tiền cổ tức từ cái lợi nhuận của Tesla đâu ạ. Bởi vì rằng là cái tham vọng của Tesla và cái hướng đi của Tesla nó khá là khác biệt so với USD của mình. Đến bây giờ là đã trải qua 21 năm rồi, nhà đầu tư mới chỉ có lãi vốn chứ chưa nhận được cái lợi nhuận, lợi tức gọi là cổ tức hàng năm. Bởi vì mình sẽ để ý thấy là trong câu chuyện đầu tư và thành công trong đầu tư, mình cũng cần phải phân tích xem là những ưu và nhược điểm dành cho các nhà đầu tư là mình là như nào nhé. Câu chuyện bên cạnh đó, đó là USD của chúng ta thì sao? Chúng ta thành lập vào cuối 2014 và bắt đầu 2015 là cái mốc thời gian mà chúng ta bắt đầu tính để chúng ta khởi công xây dựng được cái khu trung tâm thử nghiệm đầu tiên ấy. Thì chỉ sau có 2 năm thôi, quý cô chú anh chị nhá, 2 năm thôi thì chúng ta đã có được cái mẫu Unibike đầu tiên được chạy ở trên cái hệ thống giao thông, cái tuyến đường ray dây trên cao. Đấy, mà phải nhấn mạnh rằng là USD của chúng ta thì là một ngành hoàn toàn mới. Chúng ta đi từ con số 0, từ những cái nền tảng, các cái nguyên lý vật lý cho đến là các cái cơ sở để mà tạo ra được một hệ thống giao thông bao gồm cả đường dây, cả nhà ga, cả con tàu đi trên đó. Đấy, rồi cho đến cả cái dây cáp của chúng ta ở trên đấy thôi thì đều là mới tinh hoàn toàn. Thế nhưng chúng ta chỉ mất có 2 năm. Đương nhiên 2 năm này không phải là 2 cái năm ngọn mà chúng ta tự nhiên có, mà 2 cái năm này là 2 năm khi chúng ta thành lập doanh nghiệp. Chúng ta may mắn hơn so với nhà đầu tư của Tesla ở chỗ đó là chúng ta có người chủ tịch của tập đoàn chúng ta lại chính là nhà khoa học thiết kế ra cái công nghệ này. Và ông đã dành ra 40 năm cuộc đời của mình trước đó, trước khi thành lập doanh nghiệp, để nghiên cứu và phát triển cho cái công nghệ này. Nó thực sự là chín muồi rồi. Và lúc bắt đầu thành lập doanh nghiệp là cái thời điểm để mà công nghệ của chúng ta cũng như doanh nghiệp của chúng ta đã phát triển đi lên. Nên là chúng ta may mắn hơn nhiều so với lại những nhà đầu tư vào Tesla nói riêng, cũng như là với những cái doanh nghiệp mà họ không có được những cái ông chủ là cái người có khả năng phát minh sáng chế. Đấy, để mà nắm vững được về cái yếu tố trí tuệ, sở hữu trí tuệ cũng như là yếu tố công nghệ của cái doanh nghiệp ấy, đúng không ạ? Tức là chúng ta cũng phải nhấn mạnh rằng là vì chúng ta mở ra một ngành công nghệ, một ngành công nghiệp hoàn toàn mới trong lĩnh vực giao thông vận tải, chúng ta phải đương đầu với lại sự cạnh tranh rất là lớn với những ngành giao thông hiện đang có trên thế giới, từ là ngành giao thông đường bộ cho đến ngành giao thông đường sắt, đường thủy, đường hàng không. Đấy, và vì rằng là cái sự cạnh tranh của chúng ta lớn, nó có thể đe dọa đến những cái sự phát triển của những cái ngành công nghiệp đó. Bởi vậy nên là rất là buồn một chút, nhưng nó lại là cái vui cho chúng ta nhé. Buồn một chút rằng là chúng ta không được cái sự hỗ trợ tài chính của bất cứ một quốc gia nào, kể cả là quốc gia sở tại Belarus của ngài chủ tịch tập đoàn, là cái đất nước mà sinh ra cái nhà khoa học vĩ đại đấy. Nguồn vốn mà doanh nghiệp của chúng ta có là chủ yếu là được tài trợ đến từ các nhà đầu tư cộng đồng trên thế giới, và với số vốn bắt đầu rất là nhỏ, đúng không ạ? Có rất là nhiều câu thắc mắc của quý cô chú anh chị em mình khi được chia sẻ cơ hội này là tại sao 50 đô cũng có thể đầu tư được? Thì mình để nhấn mạnh với cả nhà rằng là vì chúng ta có cái mô hình họ gọi vốn rất là nhân văn, gọi là crowdfunding, huy động vốn cộng đồng trên nền tảng internet, nên mỗi một nhà đầu tư dù là có ít tiền, chỉ cần 50 đô, tức là hơn 1 triệu Việt Nam đồng thôi, chúng ta đã có thể trở thành những người đồng sở hữu với doanh nghiệp này rồi. Chỉ có USD chúng ta mới được gọi là
là đồng sở hữu doanh nghiệp thôi, vì cô chú anh chị còn những cái doanh nghiệp khác thì chưa được gọi là đồng sở hữu, họ được gọi là cổ đông. Thế nhưng mà cái quyền lợi gắn bó nó có thể là nó chưa thể lớn giống như USD của mình đâu đúng không ạ? Rồi tiếp ạ, sau 2 năm đầu tiên thì sao ạ? Sau 2 năm đầu tiên thì sau đó đến bây giờ thì chúng ta trải qua 9 năm. 9 năm thì chúng ta sản xuất được đến 14 cái model đấy. Và ở trên màn hình thì Huyền mới tổng hợp là sau 7 năm thôi. Đến bây giờ thì chúng ta đã có đến 14 các cái model mẫu tàu và chúng ta đã có đến 6 tuyến đường thử nghiệm. Ở trong đấy là các cái tuyến đường ở bên Belarus là đến 5 tuyến đường này. Rồi bên phía UAE là đến bây giờ là có đến 4 tuyến đường, chúng ta đã hoàn thiện được 2 tuyến, còn 2 tuyến chúng ta đang trong cái quá trình hoàn thiện tiếp. Đấy là phải nói rằng là từ cái con số 0 mà trong cái khoảng thời gian 9 năm chúng ta đã làm được rất là nhiều điều. Chúng ta đã biến từ cái công nghệ nó tưởng chừng như là bất khả thi, là phi thực tế, thì bây giờ chúng ta đã có được 2 khu trung tâm chứng nhận cho cái công nghệ này ở tại đất nước UAE và đất nước Belarus. Và từ đó, từ cái cơ sở này mà trong từ năm 2021 cho đến nay, chúng ta cũng đã được sự ghi nhận và đón nhận của các quốc gia trên thế giới và đã có được những cái dự án thương mại. Lát nữa thì Huyền cũng sẽ chia sẻ trong phần định lượng sự thành công của UFT nhé, đúng không ạ? Thì ở đây Huyền muốn nói là so sánh như thế này thôi, cuối cùng cho anh chị sẽ biết là với doanh nghiệp khởi nghiệp trong cái lĩnh vực lớn như thế này thì 9 năm là cái khoảng thời gian nó có thể dài với một người chưa bao giờ đầu tư. Nó có thể dài với một người mà có cái tư duy đầu tư ăn nhanh, muốn kiếm tiền lãi ngày nhưng lại sớm bị mất tiền, đúng không ạ? Nhưng với những đấy là với những người mà có cái tư duy đầu tư, họ chưa có cái tư duy đầu tư dài hạn. Còn với chúng ta là những nhà đầu tư giá trị, chúng ta mong muốn từ số vốn nhỏ mà có thể tạo ra cái đòn bẩy lớn giúp cho chúng ta trở nên giàu có, thì cần thời gian đấy và cần phải đầu tư giá trị. Đấy và với nhà đầu tư giá trị thì 9 năm qua là 9 năm mà Huyền tin rằng là chúng ta thấy là nó có thể dài với những người chưa đầu tư, nó có thể dài với những người ở góc nhìn khác, nhưng với chúng ta thì thấy là doanh nghiệp của chúng ta đã làm được rất nhiều điều và chúng ta cần phải ghi nhận điều đó. Chúng ta thậm chí còn đang đi nhanh hơn so với những cái doanh nghiệp ở trong cùng lĩnh vực này, cùng lĩnh vực giao thông vận tải nhé, thưa cô chú anh chị. Tiếp theo ạ, một chút về cái tầm nhìn để chúng ta biết được rằng là có những thứ ngày hôm nay khi Huyền nói hay là khi quý cô chú anh chị em mình tìm hiểu, có thể là nó chưa thực sự xảy đến ở hiện tại, nhưng chúng ta đã có thể tưởng tượng hình dung, chúng ta đã có nhìn thấy nó là trong vòng vài năm tới thì nó sẽ đi đến những cái hành trình như thế nào tiếp, và cái khoản đầu tư của mình nó cũng sẽ phát triển theo cái sự phát triển của doanh nghiệp như vậy đấy. Thứ hai nữa đó là Huyền muốn chia sẻ về cái độ khó của công nghệ. Độ khó của công nghệ UFT của chúng ta khiến cho công nghệ của chúng ta trải qua 9 năm và đến bây giờ mới đang trên cái hành trình để hoàn thiện dần về cái hành lang pháp lý để giúp cho chúng ta nhận được những cái khoản lợi nhuận đầu tiên này, đúng không ạ? Rồi thì cái độ khó của công nghệ nó mới giúp cho khoản tiền đầu tư của chúng ta không chỉ thắng một lần như những người họ trúng số rửa số đâu, mà chúng ta sẽ đầu tư một lần nhưng được hưởng quyền lợi mãi mãi. Hết cả đời mình thì mình còn thừa kế lại cho cả đời con cháu mình nữa cơ. Thì ở trên các cái trang website của công ty nhé, quý cô chú anh chị, như là trang website chính của công nghệ là usd.ins, thì quý cô chú anh chị em mình sẽ vào cái mục là hoạt động khoa học, thì chị sẽ được đọc về mọi thông tin liên quan đến các cái chi tiết khoa học kỹ thuật để chúng ta trả lời được những cái câu hỏi là tại sao công nghệ này lại nói rằng là nó được định giá 400 tỷ đô, nó sở hữu cái gì ở trong đấy, đúng không ạ? Nó hay và nó tốt như nào để nói rằng là nó giải quyết được triệt để bài toán mà ngành giao thông vận tải đang gặp phải trên thế giới. Nó sở hữu những bí quyết nào để nói rằng là nó đang độc quyền mà không bị sao chép bởi những doanh nghiệp khác. Đấy. Thì đây ạ, những cái bản tin như này là những bản tin mà Huyền đã đọc. Huyền đã đọc không chỉ một lần mà đọc rất là nhiều lần. Và Huyền cũng mong rằng là thông qua những buổi Zoom như này thì tất cả quý cô chú anh chị em mình hãy cùng nhau, chúng ta hãy cùng khám phá, hãy cùng khai thác được hết tất cả những cái tài liệu và thông tin kho tàng ở trên cái trang website của công ty
Như ví dụ như cái bản tin là ngày 15 tháng 10 năm 2021 này, UFT được cấp bằng độc quyền sáng chế và kiểu dáng công nghiệp. Rồi ngày 16 tháng 7 năm 2021 chúng ta được cấp bằng sáng chế đầu tiên ở châu Á. Rất là nhiều những cái bản tin như này để giúp cho chúng tôi, chú anh chị em mình có thêm nhiều cái góc nhìn về đội khoa công nghệ nhé. Và công nghệ của chúng ta, ngài chủ tịch cũng đã nhiều lần chia sẻ rằng là riêng về cái con tàu không, thì cái độ phức tạp và độ khó của nó còn khó hơn và phức tạp hơn cả một chiếc máy bay Boeing luôn. Còn nói về cả toàn bộ cái tổ hợp hạ tầng giao thông của UFT thì chúng ta sẽ biết được rằng là chủ tịch cũng đã chia sẻ là chúng ta đang đi trước các đối thủ cạnh tranh của chúng ta ít nhất là 15 năm, thậm chí là 20 năm. Hiểu cái câu nói này nghĩa là như thế nào? Nghĩa rằng là những gì mà ngài chủ tịch đã nghiên cứu phát triển trong suốt 50 năm qua và giúp cho cái doanh nghiệp của chúng ta đến ngày hôm nay như thế này thì là cái hành trình mà có thể là vẫn đang tồn tại ở ngoài kia, sẽ có các đối thủ cạnh tranh. Đâu đó chúng ta sẽ nhìn thấy là những cái gọi là cái dự án mà chúng ta cũng đấu thầu trong đấy chẳng hạn. Đấy thì cũng sẽ có nhiều các cái bên khác họ cũng đưa ra các giải pháp giao thông cho các quốc gia giống như là UFT của chúng ta thế. Thế thì chủ tịch nói rằng là chúng ta đang đi trước các đối thủ cạnh tranh, thì có nghĩa là phải tầm đến 15 năm cho đến 20 năm tới họ mới có thể đạt được đến cái độ khó công nghệ giống như UFT mình. Thậm chí rằng là đến cái lúc mà họ đạt được độ khó giống như chúng ta ngày hôm nay ở thời điểm này 2024, thì đến cái thời điểm mà họ đạt được tới thì chúng ta đã đi rất xa rồi, bởi vì rằng là công nghệ của chúng ta và tập đoàn của chúng ta thì không ngừng liên tục cải tiến và hoàn thiện cho cái sản phẩm của mình ngày càng tối ưu hóa cho các cái sản phẩm của mình. Điển hình là Huyền 4 lần sang thăm tập đoàn và đã được đi trải nghiệm trên ít nhất là Huyền đã được đi trên 4 cái hệ thống giao thông rồi, 2 tuyến đường ở bên phía Belarus và 2 tuyến đường ở bên ngoài á. Thì những cái version, tức là những cái tuyến đường ở phía đằng sau này là nó hoàn thiện sau á, thì đều tốt hơn rất nhiều so với những phiên bản đầu tiên luôn. Ví dụ như là cái tiếng ồn của cái động cơ này, của con tàu khi chạy ở trên cái đường dây này, thì cái tuyến đường đầu tiên nó hơi có tiếng ồn nhẹ một chút. Đến cái con tàu Uber Scarlett 25 chỗ ngồi mà tháng 4 vừa rồi Huyền cùng với các anh chị được đi đấy, nó hoàn toàn êm ru luôn và gần như là mình không nghe được thấy cái tiếng ồn của động cơ và tiếng ồn của cái con tàu chạy trên đường dây của mình nữa. Đấy thì đấy là một trong những yếu tố để chúng ta biết được rằng là chúng ta vẫn đang trên hành trình để ngay đã hoàn thiện rồi thì lại càng ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Và ngài chủ tịch cũng hay chia sẻ ở trên trang cá nhân của mình cũng như là những buổi gặp trực tiếp rằng là cái sự sáng tạo là không ngừng nghỉ. Đấy, ngày hôm nay chúng ta đã đạt được một cái sự hoàn thiện về một sản phẩm nào đó rồi, nhưng ngày mai là ngày mà chúng ta lại còn càng cần phải hoàn thiện nó hơn. Và chính nhờ có những cái yếu tố này mà cái giải pháp giao thông UFT của chúng ta thực sự là chúng ta tự tin, chúng ta đã đang đi trước đối thủ cạnh tranh và chúng ta sẽ còn đi trước họ nhiều năm tới vì sự nỗ lực không ngừng trong cái gọi là chí tiến thủ đấy, đúng không ạ? Chí tiến thủ của nhà sáng lập ra công nghệ cũng như là toàn bộ cái tinh thần của doanh nghiệp này luôn. Xét về cái lợi thế cạnh tranh của công nghệ UFT của chúng ta với lại các cái hệ thống giao thông khác trên thế giới thì phải nói rằng là nó có rất nhiều những cái lợi thế cạnh tranh để chúng ta biết được rằng là khi chúng ta đưa cái giải pháp này ra ngoài thực tế đấy thì nó sẽ đạt được cái sự cạnh tranh rất là lớn so với những hệ thống giao thông hiện đang có rồi. Thứ nhất là lợi thế đầu tiên là về cái chi phí vốn. Thì UFT của chúng ta chỉ mất khoảng tầm từ 5 cho đến là 15 triệu đô để xây dựng 1 km đường. Trong khi đấy thì các loại hình giao thông vận tải hiện đại trên thế giới đang có nó cái chi phí nó rất là đắt đỏ. Chúng ta vẫn hay thắc mắc là tại sao Việt Nam mình lại đi sau thế giới nhiều thế, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đi ra nước ngoài chúng ta thấy là trời ơi, tại sao giao thông của họ phát triển rất là mạnh. Thì phải nói là một trong số yếu tố đó là yếu tố về kinh tế. Các cái đất nước phát triển thì họ có nền kinh tế phát triển lớn hơn, nên là việc họ bỏ ra chi phí một vài trăm triệu đô, ví dụ như là tàu điện như này, phải đến chi phí lên đến là 200 triệu đô để xây dựng 1 km đường thì họ có thể bỏ ra được. Nhưng với Việt Nam mình thì cái
GDP của chúng ta vẫn còn tương đối thấp này, rồi cái số tiền của nhà nước để có thể tài trợ vào cho những hệ thống giao thông công cộng lớn như vậy thì vẫn chưa thể nào đạt được. Chúng ta đã có những tuyến đường gọi là tương đối một chút, ví dụ như các Vinh Hà Đông chẳng hạn, thì chúng ta cũng đã phải vay vốn trên cái số tiền đó, và cái số tiền vốn đấy thì nó cũng không phải quá nhiều, nó khiến cho cái tuyến đường chỉ có 13 km nhưng đến 11 năm để xây dựng, đúng không ạ? Và thậm chí rằng là cái tuyến đường đó là của Trung Quốc, họ đã thải rồi, tức là họ đã không dừng đến rồi, nhưng chúng ta lúc đấy mới bắt đầu có cái điều kiện để chúng ta nhập về chúng ta sử dụng. Thì UST sẽ mở ra một cái con đường, một cái hướng đi để giúp cho những nước như Việt Nam chúng ta, hoặc kể cả là những cái nước phát triển, họ sẽ nhìn ra được một cái giải pháp giao thông mà tối ưu hóa được các cái lợi thế, đúng không ạ? Lợi thế về chi phí là một trong những lợi thế rất là lớn. Đương nhiên với cái góc nhìn của cái đơn vị khởi công ấy, là cái chủ thầu này, rồi cái đơn vị xây dựng này, rồi cái đất nước là đơn vị tài trợ, đúng không ạ? Thì họ còn phải nhìn vào những cái yếu tố như này. Còn đương nhiên là chúng ta là người khách hàng, là những người tiêu dùng, là sau khi được đất nước họ xây dựng rồi thì chúng ta được hưởng ấy, thì chúng ta cũng quan tâm là chi phí để mà cho một cái tấm vé mà chúng ta đi trên hệ thống giao thông này, nó cũng cần phải là phù hợp với cái túi tiền của mình, thì cũng phải là từ cái chi phí vốn để xây dựng thì nó mới ra được cái chi phí vận hành, chi phí thu tiền của các khách hàng, đúng không ạ? Yếu tố thứ hai là về lợi thế cạnh tranh, đó là yếu tố về tốc độ di chuyển. Nếu như mà chi phí rẻ không thôi thì chưa đủ, đúng không ạ? Mà nó còn phải đạt được cái yếu tố đó là tốc độ nhanh. Tại sao mà đi máy bay đắt hơn so với đi ô tô mà chúng ta vẫn lựa chọn từ Hà Nội vào Sài Gòn đi máy bay? Chỉ bởi vì rằng là đi máy bay thì nó tiết kiệm thời gian. Cuộc sống càng hiện đại thì thời gian lại càng quý báu. Nên thời gian không còn là vàng nữa mà thời gian là kim cương luôn ạ. Mỗi một giây, một phút của chúng ta là kim cương ấy. Chúng ta biết là mỗi một ngày trôi qua thì cái quỹ thời gian trong cuộc đời của chúng ta lại bị giảm sút đi rồi, đúng không? Chính vì thế là chúng ta thà bỏ tiền ra là cái gọi là cái vật ngoài thân để đổi về được cái thứ mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể lấy lại được, đó là thời gian. Nên là tốc độ là một trong những cái yếu tố giúp cho cái sức cạnh tranh của loại hình giao thông UST, nó cũng trên cái trường gọi là với các cái ngành, các cái lĩnh vực giao thông vận tải, các cái loại hình giao thông vận tải là cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn khi UST của chúng ta đi trong nội đô, tức là trong thành phố ấy, là đạt được đến vận tốc là 150 km/h, đi cao tốc liên tỉnh có thể đạt được đến 500 km/h, đúng không ạ? Đó thì với những cái loại hình giao thông vận tải hiện đang có, ví dụ như tàu điện chi phí 200 triệu đô cho 1 km đường cũng mới chỉ đạt được vận tốc đâu đó là 80 km/h. Ở đâu đấy là tàu điện ngầm ở một số đất nước là vài trăm triệu đô cho 1 km đường thì cũng mới đạt được đến là 350 km/h đồng hồ thôi. Còn UST của chúng ta thì chi phí rẻ hơn rất nhiều nhưng đạt được cái tốc độ nó rất là lớn, đúng không ạ? Lợi thế thứ ba nữa đó là về cái khả năng chuyên chở, về cái lưu lượng vận chuyển hành khách trên một cái tuyến đường đó trong một giờ đồng hồ, thì UST của chúng ta có thể chở được đến 50.000 lượt hành khách trên một giờ đồng hồ. Đây là một cái lưu lượng rất là lớn để giúp cho những cái thành phố lớn đông dân cư có thể giải quyết được những cái bài toán về cái nhu cầu đi lại di chuyển của người dân trong những cái giờ cao điểm, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là trong những cái giờ cao điểm ở các thành phố lớn thì cái bài qua ca cộng bên một cái đặc sản đó là câu chuyện tắc đường ấy. Đấy thì cái lưu lượng vận chuyển hành khách này là một trong những cái yếu tố rất là lớn để giúp chúng ta cạnh tranh với những cái loại hình giao thông hiện đang có trên thế giới rồi. Rồi ạ, trên đây Huyền vừa mới chia sẻ đó là bốn yếu tố để chúng ta định tính thôi nhé. Cái định tính này thì có thể là nó chưa có những con số chính xác, mà chúng ta mới chỉ phân tích với nhau xem là chúng ta cảm nhận nó như thế nào ở trên những cái góc nhìn, những cái bài học của những tỷ phú đi trước hay của những doanh nhân họ đã thành công trong cái quá trình thành lập doanh nghiệp rồi, đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là định lượng sự thành công của UST ạ. Để chúng ta biết được chính xác, đặt lên cái bàn cân, cân đong đo đến chính xác xem là UST đã và đang đạt được những yếu tố nào để gọi là một doanh nghiệp thành công, để giúp cho khoản đầu tư của các nhà đầu tư cũng trở nên thành công, đúng không ạ? Thì trong cái phần định lượng này Huyền cũng sẽ chia sẻ đó là bốn yếu tố. Yếu tố đầu tiên là định giá,
cái giá trị quyền sở hữu trí tuệ độc quyền của công nghệ đường ray dây UST lên đến hơn 400 tỷ đô. Đây là cái yếu tố để giúp chúng ta có cơ sở để nói rằng là cái cổ phần của mình đã được định giá là 1 đô trên một cổ phần. Nếu như mình được mua cổ phần với cái giá chiết khấu 1.70 thì điều ấy có nghĩa rằng là số tiền của mình đã có cơ hội tăng trưởng ít nhất là 70 lần khi nó trở về cái giá trị thực của nó. Còn cái câu chuyện khi nó IPO lên sàn giao chứng khoán thì nó sẽ vô cùng lắm, và chúng ta sẽ cần cùng đồng hành với nhau cho những buổi dư tiếp theo, hoặc là cùng chứng kiến với nhau cái khoảnh khắc khi mà chúng ta rung chuông trên sàn giao chứng khoán quốc tế, đúng không ạ? Thì câu chuyện là có thể là vài đô hoặc có thể là một vài chục đô là hết sức bình thường với những cái doanh nghiệp mà Huyền cũng đã chia sẻ trước đấy rồi đấy, Apple hay là Amazon, Facebook đấy, là sau cái hành trình có thể vài năm cho đến hàng 14 năm như là Tesla, thì cái ngày đầu tiên họ công cái giá mở sàn của họ đều rất là cao, đúng không ạ? Thứ hai đó là các thành tựu mà doanh nghiệp đã đạt được để chúng ta biết được chính xác là doanh nghiệp này đã đi đến đâu rồi trên cái hành trình từ doanh nghiệp khởi nghiệp để gọi là một doanh nghiệp chính thức thành công. Và cái thứ ba nữa đó là trong bất cứ một thương vụ nào, kể cả với cô chú anh chị đầu tư với những doanh nghiệp đã thành công trên thế giới, cho đến là doanh nghiệp của chúng ta là một doanh nghiệp đang khởi nghiệp, đúng không ạ, thì nó đều có tồn tại những rủi ro. Và chúng ta biết là trên thế giới thì có cái thuyết tương đối, mọi thứ trên cuộc đời này thì nó sẽ không thể nào đạt được cái sự tuyệt đối. Huyền không thể đảm bảo với quý cô chú anh chị rằng là đầu tư vào đây thì chắc chắn sẽ giàu có, chắc chắn sẽ kiếm được từng ngày tiền. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể quản trị được những rủi ro trong đầu tư của mình bằng những kiến thức và tư duy đúng. Đấy, trong kinh doanh và đầu tư nhất của cô chú anh chị, khi chúng ta càng có nhiều kiến thức và thông tin thì cái sự rủi ro nó càng giảm xuống, và chúng ta lại càng đảm bảo cho cái khoản đầu tư của mình nó được an toàn hơn, và nó sẽ phát triển theo cái tiềm năng mà mình nhận định với cái cơ hội này. Cái thứ tư nữa đó là với một doanh nghiệp đấy, thì cái thể hiện rõ nhất chính là trên báo cáo tài chính. Thì ở đây thì mình cũng sẽ xin chia sẻ bốn yếu tố này với tất cả quý cô chú anh chị em mình. Yếu tố đầu tiên đó là yếu tố về định giá. Đấy, và nhờ vào cái yếu tố định giá này mà chúng ta mới có cơ sở để nói với nhau về vốn hóa của doanh nghiệp, và nói với nhau rằng là cái cổ phần mà mình đang sở hữu nó được định giá là bao nhiêu tiền. Thì trước hết là mình muốn chia sẻ rằng là cá nhân mỗi chúng ta ở đây thì chưa có đủ khả năng về mặt chuyên môn cũng như là về mặt thẩm định nhé, về mặt thẩm quyền luôn, để chúng ta có thể nói rằng là chúng ta định giá một cái tài sản nào đấy, dù là tài sản hữu hình hay là tài sản vô hình. Đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta là một nhà đầu tư, chúng ta chưa có khả năng đó, nhưng chúng ta có thể dựa trên cái căn cứ là những đơn vị, là những cơ quan chuyên môn có đủ thẩm quyền và có đủ cả cái khả năng chuyên môn, họ đã đánh giá thay cho chúng ta rồi, thì chúng ta có thể tin tưởng vào họ. Còn nếu như ai đó là một nhà đầu tư mà nói rằng là không đủ cái cơ sở để tin tưởng thì Huyền cũng không biết nói như nào cả. Bởi vì rằng là nếu như mà đến cả những cái cơ quan chuyên môn kiểu quốc tế mà mình cũng không tin tưởng, thế thì mình có thể tin ai, đúng không ạ? Và điều thứ hai nữa Huyền cũng muốn chia sẻ trước khi mà nói đến những cái thông tin này, đó là những thứ về vô hình, những tài sản vô hình. Vô hình tức là chúng ta không nhìn thấy đó, chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nó lại có thể tạo ra những tài sản hữu hình, là những thứ chúng ta nhìn thấy bằng mắt ấy, là chúng ta sờ nắm cầm nắm được ấy. Thì những cái tài sản vô hình đó dù không nhìn thấy nhưng hầu hết nó đều là những thứ có giá trị lớn hơn so với những gì chúng ta nhìn thấy vậy. Thường thì chúng ta hay nghe cái câu nói đó là có trong đầu thì sẽ có trong tay, đúng không ạ? Tức là có trí tuệ, có tư duy đấy, thì sẽ có được cái hành trình để mình sở hữu được về những cái cơ sở vật chất của mình, như là nhà, như là xe, như là bất động sản, như là doanh nghiệp của mình, đúng không ạ? Cái khác, ở cái góc nhìn khác là chúng ta nhìn thấy không ạ? Những cái tài sản vô hình ở trên thế giới có thể được kể đến như là các bằng sáng chế, các quyền họ sở hữu trí tuệ độc quyền, hay là thậm chí là một cái bằng một cái bản phát minh nào đó, đúng không ạ? Hay là một cái bản nhạc, như thế cô chú anh chị, tác giả của một bản nhạc
của một cuốn sách hay gì đó họ phát minh ra một lần, nhưng họ có thể thu được cái tiền bản quyền đó trong suốt nhiều đời luôn, kể cả sau khi họ mất rồi họ cũng có thể thừa kế lại được cho thế hệ đời con đời cháu họ. Đấy là những tài sản vô hình ấy. Đấy mà có những cái tài sản vô hình mà chúng ta không nhìn thấy, nhưng nó lại có cái tài, nó lại được định giá lên con số tiền lên đến rất là lớn. Và một trong số đấy cần phải để kể đến đó là cái quyền sở hữu độc quyền với cái tài sản trí tuệ và bí quyết độc quyền của hệ thống vận tải đường sắt dây trên cao của nhà kỹ sư Anatolyevsky. Đấy, và cái đơn vị mà họ đã kiểm toán và định giá cho cái quyền sở hữu trí tuệ độc quyền của nhà khoa học Anatolyevsky được gọi là công ty kiểm toán CJSC Home Invest Audit. Đây là một đơn vị kiểm toán uy tín của Nga. Họ đã vào cuộc và họ kiểm toán và họ đã đưa ra cái báo cáo số O-905 về việc đánh giá giá trị thị trường của quyền sở hữu trí tuệ độc quyền và bí quyết của cái hệ thống vận tải đường dây này. Cái bản báo cáo này nó dài 108 trang. Đấy, và quý cô chú anh chị em mình có thể vào cái trang website của ngài chủ tịch là unitsky.engineer vào một blog. Đấy, và chúng ta kéo về năm cái mốc thời gian năm 2013, chúng ta sẽ đọc được cái phần báo cáo này. Đấy, nhấn vào cái chữ màu xanh này này sẽ đọc được cái báo cáo là dài 108 trang ở trên đó, để chúng ta biết là họ phân tích từng yếu tố kỹ thuật ở trong đấy, từng cái sở hữu trí tuệ ở trong đó. Để biết được rằng là cái này được định giá với số tiền tương đương là bao nhiêu tiền, vì lý do vì họ cũng sẽ có phân tích ở trong đấy. Thì nếu quý cô chú anh chị em mình muốn tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn, hãy cho phép mình được đọc nhiều tài liệu hơn nhé. Ở Huyền, cái quá trình mà Huyền bỏ ra 2 tháng đầu tiên khi Huyền tìm hiểu là Huyền cũng đã đọc ít nhất là Huyền cũng đã đọc hết được cái bản báo cáo này. Và đương nhiên là chưa thể hiểu hết được tất cả những thuật ngữ ở trên đấy, vì nó là những thuật ngữ chuyên môn. Và trong cái hành trình 4 năm Huyền đồng hành cùng với doanh nghiệp là 4 năm mà những cái tài liệu này là những tài liệu mà Huyền đọc đi đọc lại nhiều lần, và mỗi một lần mình có thêm được cái kiến thức nền tảng để mình hiểu thêm về nó đấy, đúng không ạ? Và khi mình hiểu về nó thì mình có thêm nhiều niềm tin và mình tự tin để mình nói rằng là mình sẽ hợp tốt triệu phú giàu có của Việt Nam cũng như thế giới với cái cơ hội sở hữu cổ phần USD. Rồi, ở đây có một cái video mà Huyền muốn chia sẻ với cả nhà mình để với cô chú anh chị em mình sẽ hiểu sâu hơn một chút xíu nữa về cái định giá cái cổ phần của mình, và biết là tài sản của cô chú anh chị, một cổ phần đã được định giá bằng $1 nhá. 100 triệu cổ phần của vợ chồng Huyền đã được định giá là 100 triệu đô rồi quý cô chú anh chị ạ. Cả nhà mình hãy cùng lắng nghe video ạ. Năm 2015, công ty Home Invest Audit, đơn vị có giấy phép và đã được định thần công lại thuộc sở hữu của nhà sáng lập Anatoly Unitsky. Toàn bộ các bí quyết công nghệ, know-how và sở hữu trí tuệ của tổng công trình sư đã được định giá là 467.433.000 đô. Sau đó, công ty Global Transport Investment đã được thành lập. Đây là chủ sở hữu chính đối với các quyền về công nghệ và nắm giữ sở hữu trí tuệ Skyway. Từ định giá này, công ty đã quyết định phát hành 467.433.000 cổ phần với mệnh giá được ước tính là $1 cho mỗi cổ phần. Một phần trong số đó đã được chuyển vào Eurasian Rail Skyway System Holding Limited, viết tắt là RSH. Các công ty được thành lập tại quần đảo Virgin thuộc Anh. Mục đích của các công ty là tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư cá nhân khi đầu tư vào dự án này. Công ty RSH sở hữu 36,67% cổ phần của công ty Global Investment Inc. Công ty đã sở hữu các quyền đối với công nghệ Skyway. Việc phân biệt cổ phần và cổ phiếu là rất quan trọng. Các cổ phiếu thường được lưu thông tự do trên thị trường. Chúng đã được đưa ra thị trường và có sức thanh khoản. Và được giao dịch tự do, chúng được phát hành bởi các công ty đã tự cấp vốn hoạt động trước đó và cho thấy kết quả tài chính ổn định. Trước khi kết thúc giai đoạn thứ 15 và dự án bước sang trạng thái có lợi nhuận, thì chưa nên đưa các công ty sang dạng đại chúng. Vì thế, hiện nay, tài sản của công ty không được lưu hành tự do, gọi chúng như các cổ phiếu là không đúng đắn về mặt pháp lý, nên chúng ta phải gọi đúng thuật ngữ là cổ phần. Các nhà đầu tư có thể đăng ký tại quyền sở hữu cho khoản đầu tư này và đồng thời trở thành người đồng sở hữu công ty, nhưng không có khả năng bán số cổ phần này vào thời điểm hiện tại. Điều này sẽ được tiếp cận sau khi công ty hoàn tất giai đoạn thứ 15 và tiến ra thị trường đại chúng. Khả năng chi trả cổ tức có thể xuất hiện sớm hơn nhiều.
Từ trước khi kết thúc giai đoạn góp vốn thứ 15, để làm điều này, công ty phải nhận được lợi nhuận trong các điều kiện thuận lợi, tiến thêm từ trạng thái tự góp vốn. Hiện nay đã ký kết được 4 hợp đồng là 4 dự án cụ thể, qua đó nhận được các khoản thanh toán ứng trước. Điều này cho thấy rằng quá trình thương mại hóa đã được triển khai, mặc dù nó đã bắt đầu sớm hơn nhiều. Đồng công trình sư cho biết các hoạt động đảm bảo các góp vốn bổ sung là ngoại chính đến từ các quỹ thì chi trả cho công sản xuất và một phần hài. Ta đều quan tâm tới việc sớm thu về lợi nhuận. Để nhận được lợi nhuận, không nhất thiết phải tiến lên sàn chứng khoán. Tất cả những quyết định mà công ty đưa ra đều có tính đến mong muốn của các nhà đầu tư và quan tâm đến họ. Tiếp rằng, không phải nhà đầu tư nào cũng hiểu rằng việc chi trả cổ tức sớm có thể gây ra nguy hiểm cho việc đảm bảo tính liên tục của nguồn tài chính và phá hoại quá trình xây dựng này. Trong khi các đối thủ cạnh tranh có thể tận dụng được lợi thế này và tham gia thị trường và chào hàng, khi ấy chúng ta có thể thua trận trong cuộc đua giành vị trí tối cao này và sẽ hoàn toàn không có gì để nói về cổ tức nữa. Quan trọng là loại trừ tất cả rủi ro. Điều này là vì lợi ích của chính các cổ đông. Cùng với sự phát triển sản xuất, lợi nhuận sẽ tăng tương ứng với cả quy mô của số cổ tức. Và số lượng cổ tức cũng sẽ phụ thuộc vào số cổ phần mà chủ sở hữu. Càng nhiều cổ phần, bạn càng nhận được nhiều cổ tức nếu dự án được thực hiện thành công. Theo định giá sở hữu trí tuệ, giá của một cổ phần là $1. Hiện nay, đây là một dự án mạo hiểm. Lưu ý rằng có những rủi ro nhất định ở trong nó. Vì thế, những người mong muốn trở thành đồng sở hữu của công nghệ này sẽ nhận được cơ hội đầu tư với mức chiết khấu cao. Vậy chiết khấu là gì? Chiết khấu là chỉ số cho thấy rằng mức giá của cổ phiếu dự án hiện nay đang thấp hơn bao nhiêu lần so với định mức $1. Ví dụ, với chiết khấu là 1/100, với $1 sẽ nhận được về 100 cổ phần. Dự án càng về giai đoạn cuối thì rủi ro càng mất đi, tương ứng mức chiết khấu sẽ thấp đi. Trong văn phòng cá nhân của nhà đầu tư, thường xuyên cập nhật thông tin về mức chiết khấu hiện tại. Dù thực tế là bạn có thể chờ đợi cho đến kết thúc giai đoạn thứ 15, khi rủi ro sẽ giảm xuống tối đa, tuy nhiên đầu tư ngay bây giờ sẽ có cơ hội hơn nhiều. Vì sau khi thay đổi chiết khấu, đề xuất sẽ trở nên ít sinh lời hơn, và với cùng một số tiền đầu tư bỏ ra, bạn sẽ chỉ đăng ký sở hữu được số cổ phần ít đi. Cơ hội bị bỏ lỡ sẽ trở nên rõ ràng hơn khi công ty tham gia vào thị trường với một sản phẩm hoàn chỉnh và bắt đầu thực hiện các dự án cụ thể mang lại lợi nhuận. Khi đó, khả năng đầu tư sẽ bị chấm dứt hoàn toàn. Đầu tư càng sớm, bạn càng có lợi về mặt tài chính. Cảm ơn Minh rất là nhiều. Và Minh Giang này thì là lấy từ cái nguồn là của công ty quỹ MRNC và giúp chúng ta có cái góc nhìn hiểu sâu hơn về cái cổ phần đang được chào bán với cái mức giá chiết khấu, đúng không ạ? Và chúng ta biết được rằng là vì rằng là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn 15 giai đoạn đầu tiên phát triển của doanh nghiệp, nên là vẫn còn tiềm ẩn một số những rủi ro. Thứ nhất, cái rủi ro về mặt thời gian khi chúng ta cần phải chờ đợi cho cái doanh nghiệp của mình nó thực sự tiến ra thương mại và có được cái lợi nhuận lớn để chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư đấy, thì cái đấy nó cũng đã là rủi ro rồi, khi tiền của mình để ở đó, đúng không ạ? Nên là khi mà mình chấp nhận với những cái rủi ro là kể cả về mặt thời gian hay một số những cái rủi ro khác mà lát nữa mình cũng sẽ chia sẻ chi tiết hơn ấy, thì mình xứng đáng với việc là mình được nhận cái mức chiết khấu nhiều cổ phần hơn, được nhiều lợi nhuận hơn so với những nhà đầu tư sau này, đúng không ạ? Những nhà đầu tư sau này thì cái khoảng thời gian chờ đợi của họ ngắn và cái mạo hiểm của họ sẽ có thể giảm xuống. Đấy, thì lúc đó thì cái quyền lợi của họ đương nhiên sẽ ít hơn so với những nhà đầu tư sớm rồi ạ. Và mình hiểu đúng về cái định giá $1 trên một cổ phần là cái định giá quyền sở trí tuệ độc quyền của công nghệ đường dây trên cao UST nhé, quý cô chú anh chị. Và trước khi mà nó niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán thì nó sẽ cần phải có cái bước định giá lại nữa, và đương nhiên là lúc đấy nó sẽ không còn chỉ là $1 so với cái thời điểm ban đầu là mới chỉ là ý tưởng ở trên giấy vẽ. Đến bây giờ thì chúng ta đã có những cái cơ sở để sự thành công của công nghệ rồi. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tiếp những cái yếu tố tiếp theo. Đấy, với những cái định lượng tiếp theo, chúng ta biết được rằng USD của chúng ta đã trải qua hành trình hơn 9 năm, gần 10 năm qua, đúng không ạ? Đây là những hình ảnh từ những ngày đầu sơ khai. Nó cũng giống như những cái doanh nghiệp lớn trên thế giới thôi. Những ngày đầu sơ khai thì cũng đã có rất là nhiều sự phản đối này, cũng có nhiều những cái câu chuyện ly kỳ xung quanh đó này. Rất là nhiều người chưa tin vào nó là nó sẽ có thể thành công sớm.
Nhưng sự thật đã chứng minh trong suốt gần 10 năm qua thì USD đã làm được những gì để chứng minh cho những người bên ngoài, là những người đang họ chỉ đang quan sát và đang nhìn xem là doanh nghiệp của mình làm được gì đấy. Thì cái hành trình mà chúng ta đi trong suốt gần 10 năm qua đã trải qua 14 trên tổng 15 giai đoạn huy động vốn rồi, và ngày hôm nay đang ở cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn 15 trên tổng toàn bộ cái hành trình 15 giai đoạn huy động vốn cho cái quá trình khởi nghiệp. Và hành trình đó là hành trình giúp cho doanh nghiệp của chúng ta có được cái số tiền tài trợ, số tiền vốn để chúng ta đã làm được những cái cơ sở vật chất như sau này. Ở trên màn hình thì cô chú anh chị em mình nhìn thấy là doanh nghiệp của chúng ta đã có được cái về những cơ sở vật chất là các cái khu trung tâm kiểm tra và chứng nhận công nghệ, là hai khu trung tâm đặt ở tại Belarus và đặt ở tại UAE, đúng không ạ? Chúng ta có tòa nhà văn phòng là không gian làm việc của bây giờ là hơn 1.000 kỹ sư rồi, không còn chỉ là 600 nữa đâu ạ. Cái lát nữa thì Huyền cũng sẽ chia sẻ những thông tin mới nhất đấy, về doanh nghiệp của chúng ta nhé. Chúng ta có 3 nhà máy sản xuất đấy, và chúng ta là cái doanh nghiệp mà đang sở hữu đến hơn 200 các cái bằng phát minh sáng chế của nhà khoa học Anatoly Nevsky. Đây là những cái hình ảnh được chia sẻ về cái cơ sở văn phòng làm việc của doanh nghiệp của chúng ta, và Huyền cũng rất là may mắn là một trong số những nhà đầu tư tài trợ góp vốn đã được đặt chân đến cái khu trung tâm thử nghiệm của mình, cũng đã được có mặt ở trên cái văn phòng rộng 15.000 m² này. Cái tòa nhà này là nơi làm việc của hơn 80 phòng ban thiết kế của hơn 1.000 các cái kỹ sư chuyên gia, là đội ngũ nhân viên rất là có cái trình độ chuyên môn rất là cao và có cả những cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực của họ. Và riêng về đội ngũ con người này là chúng ta đã được định giá đến 2 tỷ đô rồi, vì cái chất xám của những cái con người tài năng ấy, họ về đầu quân cho doanh nghiệp của mình ạ. Đây là những cái nhà máy sản xuất, Huyền cũng may mắn là đã được đột nhập vào tận trong cái xưởng sản xuất của con tàu USD, được nhìn thấy là những công nhân, những kỹ sư họ đã và đang làm việc thay cho cái sức lao động của mình. Mình thì là người tài trợ góp vốn và số tiền của mình thì một phần trả lương cho họ, đúng không ạ? Nhưng mình thì không cần phải tham gia vào quá trình lao động sản xuất. Họ là những người đang làm thuê cho cái số tiền mà mình bỏ ra đấy ạ. Đấy. Thì chúng ta có đến 3 nhà máy sản xuất rồi nhé, thưa cô chú anh chị. Ở đây là cái hình ảnh ở trên cao nhìn của toàn cảnh cái khu trung tâm thử nghiệm của chúng ta ở tại Belarus. Ở cái khu trung tâm này thì có tên là Eco Technopark. Riêng cái khu trung tâm kiểm tra và chứng nhận công nghệ thì nó rộng 36 hecta, còn toàn bộ đến bây giờ là chúng ta đã sở hữu cái khu sinh thái này là rộng đến 200 hecta rồi. Huyền cũng đã có cái cơ duyên để được sinh sống ở bên này 26 ngày. Trong 26 ngày đó thì Huyền cùng với lại 55 quý cô chú anh chị em cổ đông khác đã được đi tham quan trải nghiệm từng cái ngóc ngách và biết được rằng là trong cái hệ sinh thái của OT của chúng ta ấy, thì kể cả là giao thông vận tải OT cho đến là những cái công nghệ khác nữa như là mùng Utera, thì chúng ta cũng đã trong cái quá trình hoàn thiện. Thậm chí là trong cái chuyến đi đó thì Huyền cũng cùng với mọi người là được tham gia một cái buổi thử nghiệm của cái chiếc máy bay không người lái. Cái chiếc máy bay không người lái của chúng ta cũng là một trong những cái sản phẩm mà nó giúp mang lại cái thương mại rất là lớn cho doanh nghiệp. Đây là cái khu trung tâm thử nghiệm thứ hai đặt ở tại tiểu vương Saza của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, rộng 28 hecta. Cái khu đất này thì là khu đất mà chúng ta được cấp miễn phí để chúng ta có thể thử nghiệm và đạt được cái chứng nhận của công nghệ trước khi mà cái đất nước UAE này họ chính thức trở thành đối tác độc quyền cho cái sự phát triển công nghệ USD của chúng ta trong cái khu vực Trung Đông. Cái khu trung tâm này thì Huyền cũng đã ba vòng thăm nhập một đây là cái ngành tế để chúng ta biết là hành trình trong suốt gần 10 năm qua chúng ta đã làm được những cái gì, và sự phát triển mạnh mẽ của UAT không chỉ là theo kế hoạch trên cái lộ trình 15 giai đoạn phát triển sử dụng hợp lý và hiệu quả số tiền vốn tài trợ của các nhà đầu tư đấy, mà chúng ta còn làm được nhiều hơn như thế nữa. Năm 2014 là cái thời điểm chúng ta bắt đầu thành lập doanh nghiệp, và lúc đấy là chủ tịch đã định hình được ngay rằng là trước khi chúng ta muốn tiến ra thương mại và ký hợp đồng với bất cứ một quốc gia nào để xây dựng công nghệ này thì chúng ta cần phải hoàn thiện nó ở trong cái khu kiểm tra và chứng nhận trước, đúng không ạ? Thì 2014 chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị,
2015 chúng ta khởi công để xây dựng cái khu trung tâm thử nghiệm đầu tiên Eco Technopark. 2016 chúng ta lần đầu tiên chạy thử cho cái tuyến đường hạng nhẹ. Đấy, và 2017 sau 2 năm thôi chúng ta đã có cái tuyến đường U-Bike đầu tiên rồi đấy quý cô chú anh chị. Và đến năm 2018 là một cái bước tiến mới khi mà chúng ta đã quyết định là xây dựng thêm khu trung tâm thử nghiệm đổi mới tiếp theo ở tại UAE. Phải nói rằng là công nghệ của chúng ta là định hướng là chúng ta sẽ chiếm lĩnh đến 50% thị phần ngành giao thông vận tải trên toàn cầu. Điều ấy có nghĩa rằng là công nghệ của mình không phải chỉ mỗi đáp ứng cho cái thị trường là các cái quốc gia có thời tiết lạnh, có tuyết rơi giống như Belarus, giống như châu Âu, mà chúng ta còn cần phải đáp ứng được các điều kiện về kỹ thuật, về công nghệ cho cả những cái đất nước Trung Đông, những cái đất nước châu Á, những cái đất nước có khí hậu thời tiết nóng, đúng không ạ? Bởi vậy nên là chúng ta cần phải có hai khu trung tâm thử nghiệm, kiểm tra và chứng nhận công nghệ là như thế đấy ạ. Và một cái yếu tố khi mà chúng ta chọn UAE là cái điểm để đặt cái khu trung tâm thử nghiệm thứ hai là bởi vì rằng là đây là một cái quốc gia cường quốc trong cái lĩnh vực về phát triển công nghệ tiên tiến và đổi mới của thế giới, và họ luôn đón đầu và đi đầu những cái xu thế mới của thế giới. Họ sẵn sàng ủng hộ cho công nghệ của chúng ta, và nhờ có cái bước tiến thứ hai khi cái khu trung tâm này của chúng ta thành công mà chúng ta đã đạt được cái tiếng vang rất là lớn trên gọi là trong cái giới khoa học cũng như là cái sự quan tâm của các quốc gia chính phủ. 2019 đấy, sau đến một năm thì chúng ta đã bắt đầu có được cái chuyến chở khách đầu tiên, tức là ngoài việc là chúng ta phải hoàn thiện công nghệ rồi thì mới đạt được cái điều kiện tiếp theo, đó là cái giấy chứng nhận để có thể chở người để đủ an toàn cho cái tuyến đường đấy, đúng không ạ? Thì 2019 chúng ta đạt được điều này. 2020 chúng ta tiến hành chứng nhận ở tại UAE. 2021 thành quả bắt đầu chúng ta nhìn thấy. Sau một năm khi Hiền đầu tư tài trợ vào đây thì Hiền đã bắt đầu có những cơ sở để mình biết được rằng là doanh nghiệp của mình mà mình đang đầu tư tài trợ các vốn này nó đã thực sự đang đi đúng cái hướng mà họ đã đưa trên cái lộ trình, và mình hoàn toàn có quyền hy vọng và kỳ vọng về cái tương lai thịnh vượng với cái cơ hội UAT. Khi mà chúng ta được tuyên bố là cuối năm 2021 chúng ta ký kết 4 hợp đồng thương mại cho cái việc xây dựng công nghệ UAT cho cái hệ thống giao thông của các cái đất nước đấy, và trong cái thời gian tới khi những cái dự án này họ hoàn thiện thì lúc đấy sẽ là lúc mà người dân của thế giới sẽ được đi trải nghiệm và được nhận những cái giá trị mà công nghệ giao thông này mang đến. 2022 là cái khoảng thời gian mà chúng ta vẫn tiếp tục trên cái hành trình chúng ta hoàn thiện nốt những cái tuyến đường thử nghiệm của chúng ta. Đấy, và 2023 vừa rồi là cái tuyến đường số 4 chúng ta đã chạy thử, và chúng ta cũng đã vận hành cái tuyến đường thương mại đầu tiên ở tại Belarus luôn. 2024 khi mà Huyền sang thăm tập đoàn với cái bức hình đầu tiên ấy, thì lúc đó là lúc mà cái tuyến đường thứ tư ở tại UAE đã chính thức được hoàn thiện và đã được cấp cái giấy chứng nhận để chở người trên cái tuyến đường ấy rồi. Thì trên cái hành trình từ cuối 2021 cho đến nay chúng ta đã có những cái dự án thương mại nào thì trong phần chia sẻ tới Huyền cũng sẽ nhắc đến với quý cô chú anh chị em mình ha. Đây là trên màn hình quý cô chú anh chị em mình đang nhìn thấy là các mẫu thiết kế và chứng nhận của toa xe. Bạn Lý vẫn nghe chị nói đúng không? Mạng của chị vẫn ổn đúng không? Vẫn rất là ok đấy chị ạ. Thằng Huyền phải check lại. Đây là các mô-đô mẫu tàu của chúng ta này. Chúng ta thì có cả vận tải hành khách và cả vận tải chở hàng hóa, đúng không ạ? Trong cái lĩnh vực logistics. Đấy, và vì sao chúng ta lại cần phải có nhiều model như thế này? Bởi vì cái nhu cầu của khách hàng của chúng ta họ cũng rất là đa dạng, đúng không ạ? Giống như các mẫu xe ô tô cũng vậy thôi. Thì cái sở thích và cái nhu cầu của mỗi khách hàng là khác nhau, thì chúng ta cũng cần phải có nhiều các cái model như vậy để đảm bảo cho cái nhu cầu của khách hàng, thì từ đó những cái hợp đồng thương mại để chúng ta đồng với càng nhiều hơn. Và chúng ta đáp ứng được cả hai lĩnh vực là chở người và chở hàng hóa. Và chúng ta thì có cái tuyến đường thì sẽ có cả dạng dây và cả dạng dàn nữa, nên phía cô chú anh chị em thì sẽ nhìn thấy khá là độc đáo, đúng không ạ? Cũng như là phong phú với cái hệ thống giao thông của mình. Đây là những cái chuyến định trải nghiệm thực tế của đoàn cổ đông Việt Nam cũng như thế giới
đã đến thăm hai cái khu trung tâm thử nghiệm ở tại Belarus và ở tại UAE. Trên màn hình quý cô chú anh chị em đang được nhìn thấy là cái hình ảnh của đoàn cổ đông Việt Nam chúng ta đã đến thăm cái khu trung tâm thử nghiệm ở tại UAE vào năm 2019. Lúc đấy thì nó vừa mới thành lập thôi, và cái ngôi nhà gỗ thì nó mới bắt đầu có cái sườn đầu tiên như thế này quý cô chú anh chị ạ. Cái tên công nghệ của chúng ta từ trước năm 2021 thì nó có tên là Skyway, để lấy cái tên công nghệ đúng không ạ? Và 2021 bắt đầu chúng ta có dự án thương mại đầu tiên ấy, thì công ty của chúng ta đã bắt đầu chuyển mình sang cái giai đoạn thứ hai, đó là tiến ra thương mại hóa. Và chính bởi thế nên là sau đó thì chúng ta thấy cái tên nó đã bắt đầu lấy về tên của nhà khoa học phát minh ra công nghệ, cũng là nhà chủ tập đoàn là Unisky. Đấy, nên là đến bây giờ chúng ta đã có cái tên là Unisky Chain Technology Inc. Đấy là tên tập đoàn, và tên công nghệ của chúng ta là USky Transport. Đây là cái chuyến đi mà lần đầu tiên Huyền được sang thăm tập đoàn vào năm 2022. Đấy, và sau hơn 2 năm, gần 3 năm khi đoàn cổ đông Việt Nam chúng ta quay trở lại UAE, thì những gì hiện trước mắt mọi người khiến cho mọi người cảm thấy rất là vinh dự, tự hào, và cũng làm nhìn thấy là cái tương lai tươi sáng của mình ở đây. Và mình cũng muốn chia sẻ cái video này với tất cả quý cô chú anh chị em mình. Đây là một chút video để cái hành trình trải nghiệm của Huyền cùng với lại các anh chị em cổ đông. Thì cũng rất là mong là hơn 500, gần 600 quý cô chú anh chị em có mặt trong Zoom, chúng ta cũng ít nhất một lần cho phép bản thân mình có mặt ở tại một trong hai cái khu trung tâm thử nghiệm của tập đoàn, để chúng ta được nhìn thấy không là tiền của chúng ta được đặt vào đâu, đang được sử dụng như thế nào, đúng không ạ? Cơ ngơi của doanh nghiệp của mình nó to lớn vĩ đại ra sao, không chỉ là ở trên hình ảnh, bởi vì là không thể nào, tức là mình nhìn ở trên hình như thế này này, hoặc qua chia sẻ như này, nó không thể nào bằng được là chính mình tự trải nghiệm được, đúng không ạ? Bằng tất cả các giác quan của mình. Đây là cái chuyến đi tiếp theo mà Huyền cũng đã được sang thăm tập đoàn ở tại Belarus. Đấy là cái chuyến đi này kéo dài 26 ngày, rất là nhiều kỷ niệm. Và đi đến đâu thì các anh chị em cổ đông cũng mang theo cái giấy chứng nhận cổ phần của mình đó, để mình biết được rằng là mình là cổ đông, nhà đầu tư tài trợ góp vốn vào đúng nơi đúng chỗ. Đấy, và Huyền cũng đã đi sang thăm tập đoàn tổng cộng là 4 lần với cô chú anh chị ạ. Đấy, đây là những cái chuyến đi tiếp theo. Khi quay trở lại thì mỗi một lần quay trở lại cái khu trung tâm thử nghiệm chứng nhận của công nghệ mình á, thì đều thấy là nó đều phát triển hơn so với năm trước rất là nhiều. Và mình biết được rằng là doanh nghiệp của mình đã và đang trên cái hành trình nỗ lực để mà đưa cái doanh nghiệp lên cái tầm phát triển. Tiếp theo nhé, chúng ta sẽ đi đến với cái tin tức các dự án thương mại điện. Đây là một cái thông tin mà rất là nhiều người phải nói là tò mò và rất là nôn nóng muốn được nhận các cái thông tin tiết lộ về các dự án thương mại. Chúng ta cũng đã được đâu đó nghe ở trên gọi là Facebook hay là trên các hội nhóm là chúng ta có đến một vài trăm các cái dự án thương mại rồi, đúng không ạ? Vậy những thông tin ấy lấy từ đâu ra này, rồi có gì để kiểm chứng không, và dự án thương mại cụ thể là dự án nào, tiền. Cho nên mình muốn chia sẻ rằng là với hầu hết những dự án thương mại của tập đoàn chúng ta thì chúng ta cần phải đặt được một cái, đó là cái bí mật về thương nghiệp. Và những cái dự án mà chúng ta đã trong cái giai đoạn ký kết rồi, và trong những cái giai đoạn đầu tiên của cái quá trình xây dựng, là chúng ta cần phải đảm bảo được bí mật để tránh cho các cái bên đối thủ cạnh tranh của chúng ta họ chống phá.
Đấy, rồi nó có thể có những cái thế lực ở phía đằng sau nữa. Phải cho đến khi nào mà chúng ta thực sự đảm bảo cái dự án đấy nó phải được an toàn, trong cái giai đoạn an toàn rồi, thì lúc đấy mình mới có thể công khai. Đấy, nói thì nói vậy, thì bên phía doanh nghiệp của chúng ta thì thường là không chủ động, chính UFP thì không chủ động chia sẻ về các dự án thương mại, nhưng cách cổ đông của chúng ta thì lại là những người săn tin rất là siêu luôn. Nên là em phải tức là không phục ngay chị em trong cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta đấy. Rất là nhiều những thông tin mà truyền thông họ phải mãi về sau họ mới đưa được tin lên trên truyền thông ấy, lên đài truyền hình ấy. Thì cổ đông của Việt Nam mình thì chỉ đâu đó chỉ sau một vài giờ đồng hồ thôi là cái sự kiện nó diễn ra hoặc các thông tin nó diễn ra mà các anh chị đã khai thác được rồi, đúng như kiểu là đi săn tin và những cái tin đấy nó mang lại tiền cho mình ấy. Nên là mình rất là hào hứng, đúng không ạ? Một trong số những cái tin tức chúng ta nên đọc đó là trong cái bản tin của văn phòng cá nhân của mình nhá, của cô chú anh chị em mình cũng sẽ được nhìn thấy những cái thông tin về các đoàn đại biểu này, hay là các quốc gia, là các cái bộ trưởng này, hay là các chính trị gia này, hay các doanh nghiệp trên thế giới họ đến thăm cái khu trung tâm thử nghiệm của mình. Và đương nhiên với họ thì thời gian là kim cương, không có chuyện là họ bỏ thời gian không ra để đến đây chơi, đúng không ạ? Họ đến thăm là phải nhằm những mục đích gì đó, đúng không ạ? Mục đích ở phía đằng sau là có thể là sự hợp tác, là có thể là những cái đơn hàng, có thể là đàm phán những cái dự định nó sâu hơn nữa. Thì chúng ta cần phải hiểu những cái điều này. Đôi khi là có một cái dấu hiệu nào đấy thì mình có thể suy đoán được một chút. Tiếp theo nhé, là những dự án thương mại mà chúng ta được các chị Huyền ơi, em xin phép ngắt lời một chút ạ. Chị có thể nói to hơn một chút, tại vì có một số người đang phản ánh là âm thanh nó hơi nhỏ ạ. Tức là chắc có thể là chị sẽ gần mic hơn một chút. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn, chị đang chia sẻ nên không có đọc comment. Cảm ơn Lý rất là nhiều. Hiền nói gần hơn để cô chú anh chị em mình nghe rõ Hiền nói hơn nhá. Đây là một trong số những thông tin mà chính đối tác của công nghệ của doanh nghiệp UET của chúng ta họ đã công bố ở trên những cái văn phòng cá nhân của mình á, là những cái biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa doanh nghiệp của mình với lại các quốc gia chính phủ. Và ở đây là một cái tập đoàn công nghệ Yuzuki Nusantara, họ đã ký một cái biên bản ghi nhớ để xây dựng công nghệ UFP của chúng ta trên đất nước Indonesia. Đấy. Rồi chính phủ của Nepal, đúng không ạ? Những chính trị gia họ cũng chia sẻ rất là nhiều trên những trang cá nhân của họ cũng như là trên các cái phương tiện truyền thông của đất nước họ luôn. Một trong những cái thông tin mà rất là vui khi mà quý cô chú anh chị em mình hay truyền tay nhau là UFP có đến vài trăm dự án thương mại rồi là đây ạ. Và Huyền muốn chia sẻ video này với quý cô chú anh chị em mình. Và video này được chia sẻ bởi chính ngài Bộ trưởng Bộ Giao thông Đường bộ của đất nước Ấn Độ, là một đất nước tỷ dân, là một đất nước rất là rộng lớn. Chúng ta sẽ cùng khám phá xem là khách hàng họ nói gì về cái sự hợp tác với UFP với cô chú anh chị em mình nhé. Nitin Gadkari ne Skyway ke saath kya hai, aaiye sunte hai ki tiến sĩ Nitin Gadkari công bố. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn biết về một công nghệ giao thông công cộng mới. Tôi đã đi cáp treo bằng điện ở đó và tôi cũng đi cùng Bộ trưởng Đường sắt Pekuler. Hiện tại chúng tôi đang thực hiện 260 dự án. Bắc Di Đắc và Kê Đà Nắc đang được thực hiện khắp nơi trên cả nước. Tôi đã nói với Thủ tướng rằng viên đạn nơi tôi đã ngồi là tàu cao tốc phía trên ở giữa có thể đi được 600 km trong một giờ. Hàm giết xa cách Delhi bao nhiêu km? Vì vậy, hãy hiểu rằng đi từ Delhi đến Amritsar chỉ trong 35 đến 40 phút. Nếu chúng ta đi từ Delhi đến Amritsar thì sẽ rất nhanh, tốc độ này quá nhanh. Điều nữa là ở Amritsar, từ ga xe lửa sân bay, chúng di chuyển trên không, nên đường sẽ rất thông thoáng. Thưa ngài, nếu có một cái xe buýt trên cao từ thủ đô quốc gia, chúng ta cách nhau 2 tiếng rưỡi, khi đi bằng đường hàng không? Nếu bạn đưa nó về cho chúng tôi, nó sẽ chạy 600 km mỗi giờ. Hiển nhiên là nếu chúng ta có được nó, có lẽ chúng ta sẽ tạm biệt hẳn. Và tôi nên gọi nó là gì đây? Hành trình của chúng ta chỉ có 35 phút. Từ Delhi cũng chỉ mất 35 đến 40 phút để tới Mohali. Vâng, xe buýt đạn. Nó giống như một viên đạn. Máy bay cũng thường di chuyển với tốc độ 600 km mỗi giờ như một viên đạn.
The last review. Đây là video mà đã được lồng tiếng sang tiếng Việt để quý cô chú anh chị em mình dễ hiểu hơn rồi đấy ạ. Đã được phiên dịch từ tiếng Ấn Độ và quý cô chú anh chị hoàn toàn có thể kiểm chứng trên cái trang website của chính ngài Bộ trưởng Bộ Giao thông Đường bộ của nước Ấn Độ cũng như là trên các kênh phương tiện của họ nhé. Và video này là các anh chị em cổ đông đã lấy nguồn là từ cái trang web của cái ngài Bộ trưởng đấy ạ. Ông có chia sẻ là ông và Bộ trưởng Bộ Đường sắt cũng đã nói chuyện với nhau về việc triển khai xây dựng hệ thống giao thông này đúng không ạ? Về một loại xe buýt trên cao đấy mà ông ấy gọi nó là xe buýt đạn đấy, và số lượng các dự án mà họ đang đưa vào để mà dự định là sẽ xây dựng đó, là lên đến con số là 260 dự án. Cái cô chú anh chị em nghe ra được thông tin này không ạ? Một cái câu nó chỉ lướt qua một lần thôi nhưng nó sẽ rất là giá trị cho những ai mà thực sự khao khát trở nên giàu có thịnh vượng với một cái cơ hội đầu tư giá trị như UST đấy ạ. Đấy và đây là khách hàng của chúng ta họ công bố nhé, chứ không phải là ngành chủ tịch, nên là chúng ta không có vi phạm vào việc mà chúng ta tiết lộ mất cái bí mật của các dự án. Đương nhiên chúng ta cũng hiểu được là để xây dựng bất cứ một dự án nào thì một dự án chưa nói đến 260 dự án thì nó đều cần thời gian đúng không ạ? Đều cần cả công sức và tiền của rất là nhiều người trong đấy, và trong tương lai chúng ta cũng sẽ có cơ hội, những cái cơ hội với những cái dự án thương mại như này nữa đấy ạ. Rồi ạ, đây là một trong số những cái thông tin mới mà chúng ta cũng mới được cập nhật trong một vài ngày gần đây, khi thấy những cái hình ảnh của ngài chủ tịch của chúng ta ấy, ông đã chia sẻ trên cái trang web của chính mình ấy, là ông cùng với lại đội ngũ của USTA đã xuất hiện ở trong diễn đàn các cái thành phố từ cái lần thứ 6 của các nước thuộc khối BRICS. Nhưng mà nhấn mạnh rằng là các cái đất nước thuộc cái khối BRICS này là những cái đất nước mà phát triển đấy, và họ đã được biết đến công nghệ của chúng ta trước đấy và trong cả những cái cuộc hội thảo và diễn đàn như thế này. Và nhà chủ tịch cũng nói những cái câu chuyện phải nói là rất là nghiêm túc, là cũng có những cái món quà để tặng cho những cái vị khách. Ờ, chị Huyền ơi, em lại xin phép ngắt lời một chút ạ. Chị Huyền lại sát mic một chút rồi, mọi người lại đang thấy âm thanh hơi bị nhỏ. Sau mỗi lần video thì chị sẽ điều chỉnh một chút nhé. Em cảm ơn chị ạ. Ok, đấy là lần sau là cái mic của chị là nó sẽ ổn. Ok, cảm ơn Lý. Những cái hình ảnh này mà là hình ảnh mà chúng ta sẽ thấy làm ngài chủ tịch tập đoàn cùng với lại ban lãnh đạo của công ty đang rất là nỗ lực trên cái hành trình để giúp cho những cái dự án thương mại của chúng ta ngày càng hiện thực hóa, giúp cho cái công nghệ của chúng ta càng ngày càng được tiếp cận với nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Và đương nhiên rồi ạ, tại sao lại phải cần là tiếp cận với những quốc gia phát triển? Bởi vì rằng là họ mới là những cái đất nước mà có đủ những cái nguồn lực về cả tầm nhìn cũng như là cái định hướng phát triển của họ sớm hơn so với những cái đất nước khác. Ở Việt Nam chúng ta đương nhiên chúng ta là những nhà đầu tư, chúng ta cũng rất mong và hy vọng là công nghệ sẽ sớm được triển khai xây dựng ở Việt Nam. Rất nhiều câu hỏi là rằng là công nghệ hay như thế tại sao mà chính phủ Việt Nam chưa đón nhận? Thì Huyền cũng mong muốn được chia sẻ trên cái góc nhìn của mình như thế này ạ. Rằng là Việt Nam của chúng ta ở cái hiện tại nhá, chúng ta đang đi sau rất là nhiều năm so với các quốc gia phát triển trên thế giới. Và cái việc mà chúng ta đón nhận một công nghệ mới như UST sau muộn hơn so với những cái đất nước phát triển, nó là chuyện hết sức bình thường. Cho đến khi nào mà những cái đất nước phát triển trên thế giới như là Nga, Mỹ, Pháp, Đức đúng không ạ? Peru này, Indonesia, những cái đất nước đó họ đưa công nghệ của chúng ta triển khai xây dựng và thành công. Lúc đấy thì Việt Nam của chúng ta đưa cái công nghệ về Việt Nam cũng chưa muộn đâu đúng không ạ? Quan trọng nhất đó là với những người biết thông tin sớm giống như chúng ta thì có những quyết định nào để giúp thay đổi cái hướng đi trong tương lai của chúng ta? Có phải là chúng ta vẫn sẽ chịu cái sự an toàn trong quá khứ, an toàn đến cái mức rằng là cho đến cuối đời chúng ta cũng vẫn mãi như thế? Hay là chúng ta sẽ có những cái bước đột phá với những cơ hội khi sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước IPO như UST này, đúng không ạ? Và trong chính cái diễn đàn này thì đại diện của bên phía tập đoàn UST của chúng ta đây ở trên màn hình là quý cô chú anh chị thấy là
một trong số các cái ban lãnh đạo của chúng ta đã chia sẻ một cái video cũng đã được công bố rồi. Đó là ông đã chia sẻ là chúng tôi đang tích cực làm việc trên 4 dự án để triển khai xây dựng công nghệ UST. Đấy, và một trong số những dự án đầu tiên đấy là online được triển khai xây dựng ở tại Belarus, thì cái đoạn đường này nó rơi vào khoảng tầm là 1,5 km. Nó có thể chưa phải là một cái dự án lớn, nó chưa phải là một tuyến đường dài. Tuy nhiên rằng là nó là một dự án thương mại. Điều ấy có nghĩa rằng là nó đã hoàn thiện về mặt công nghệ, hoàn thiện về mặt pháp lý và hoàn thiện cả về cái sự đón nhận của khách hàng là cả cái quốc gia cũng như là những hành khách họ sử dụng cái hệ thống giao thông này luôn. Được không ạ? Thì đây là một trong những cái cơ sở để chúng ta có thể định lượng được cái sự thành công của công nghệ nó đã đến đâu rồi. Nó cần phải hoàn thiện về mặt chứng nhận, nó cần phải hoàn thiện về mặt là cái tính khả thi của công nghệ, nó cần phải hoàn thiện về những cái yêu cầu của các khách hàng là các quốc gia chính phủ, là các cái hành khách, thì lúc đấy nó mới có thể nói chuyện đến những cái câu chuyện tiếp theo là tiến ra những cái dự án lớn được lớn và rất lớn ở phía sau. Ở đây thì Huyền cũng muốn chia sẻ thêm với cả nhà mình một cái thông tin về các cái danh mục công ty. Đây là những cái danh mục để chúng ta biết được rằng là trong cái toàn bộ cái tập đoàn USD của mình ấy, cô chú anh chị sẽ biết được rằng là chúng ta có những cái cơ sở và những cái nguồn gốc nào. Đầu tiên là các cái công ty chính của tập đoàn chúng ta, thì chúng ta sẽ biết được cái tên đầu tiên, đó là GPI. Đây là công ty mẹ, giống như việc là công ty mẹ của Facebook là Meta ấy. Dạ vâng ạ, Tốc Huyền chia sẻ quá là năng lượng, cho nên là chắc là đường truyền mạng của Tốc Huyền đang gặp trục trặc một chút. Vậy thì chúng ta hãy trong lúc chờ đợi Tốc Huyền quay trở lại, thì quý cô chú anh chị thấy là những cái thông tin mà Tốc Huyền buổi tối ngày hôm nay chia sẻ với quý cô chú anh chị có thật sự là rất là giá trị hay không ạ? Nếu mà cô chú anh chị thấy thực sự giá trị thì hãy comment con số 9 để cho Ngọc Lý biết rằng là cô chú anh chị đang cảm thấy thế nào ạ. Wow, rất là nhiều số 9 đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Ngày hôm nay thì Mạc Lý cũng đã được đón nhận rất là nhiều những cái thông tin từ Tốc Huyền Nguyễn chia sẻ, và thực sự là về cái sự định tính định lượng với cái sự thành công của công nghệ UST, thì chúng ta thấy được là doanh nghiệp của chúng ta đang từng bước tiến tới sự thành công đúng không ạ? Vậy thì quý cô chú anh chị chúng ta còn đã gom cho mình số lượng cổ phần ở mức độ nào đó rồi, thì chúng ta hãy gom thêm cho mình số lượng cổ phần nhiều hơn nữa để mà bản thân chúng ta sở hữu thật nhiều cổ phần. Khi mà doanh nghiệp thành công thì chúng ta cũng sẽ có những cái đòn bẩy tài chính rất là lớn, và song song cùng với đó thì chúng ta cũng sẽ thường xuyên cập nhật những cái thông tin liên quan đến doanh nghiệp đúng không ạ? Cô chú anh chị chúng ta cảm thấy buổi Zoom hôm nay tuyệt vời hay rất tuyệt vời ạ? Cô chú anh chị hãy comment những cái cảm xúc mà mình đang hiện có để cho tất cả mọi người, hoặc là Bằng Lý cũng như là lát nữa Tốc Huyền quay lại, thì chúng ta Tốc Huyền cũng sẽ thấy được những cái năng lượng tích cực từ mọi người gửi tới ạ. Chia sẻ với mọi người một chút là hiện nay Tốc Huyền đang là một mẹ bầu ấy các anh chị ạ. Thế nhưng mà với những cái tinh thần cho đi, không bao giờ biết mệt mỏi, và hai mẹ con luôn luôn là đồng hành cùng với nhau trong rất là nhiều các cái chương trình Zoom của team chiến lược, hoặc là các cái chương trình offline đấy ạ. Tốc Huyền luôn luôn là rất là nhiệt tình và trao đi những cái giá trị, những cái thông tin cập nhật được từ doanh nghiệp, cũng như là tìm hiểu rất là nhiều những cái kiến thức liên quan tới tập đoàn UST của chúng ta. Mặc dù cũng đã được cập nhật những thông tin này từ Tốc Huyền rất là nhiều các anh chị ạ, thông qua những cái buổi đào tạo ở câu lạc bộ những người yêu công nghệ ở trên Hà Nội này, và rất là nhiều những câu lạc bộ ở các cái tỉnh thành khác. Và thực sự là với những cái kiến thức mà Tốc Huyền đã trau dồi tìm hiểu thêm, thì Mạc Lý cảm thấy là rất là biết ơn Tốc Huyền luôn ạ. Dạ vâng ạ, chúng ta đã thấy chủ giảng của chúng ta quay lại đây rồi ạ. Dạ vâng ạ, em xin nhường mic lại cho Tốc Huyền Nguyễn ạ.
mạng lý nào cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em mình đã thông cảm. Thì thực sự là cũng lần trước cái điều này, hôm nay mình sử dụng mạng 4G lúc ấy là hết lưu lượng và mình phải mua tiếp lưu lượng cho chú anh chị ạ. Huyền chia sẻ tiếp nhé. Cả nhà đã nhìn thấy màn hình của Huyền chưa? Dạ chưa thấy đâu chị ạ, chị chia sẻ lại đi ạ. Được chưa nhỉ Lý? Dạ được rồi chị ơi, em đã nhìn thấy màn hình rồi ạ. Huyền đang chia sẻ đến danh mục các công ty để chúng ta hiểu rằng là cái hệ sinh thái của tập đoàn rất là lớn mà chúng ta đồng sở hữu doanh nghiệp này thì có nghĩa rằng là chúng ta đang có được những cái tài sản hữu hình nào nhất quý cơ chú anh chị. Có những thứ vô hình chúng ta chỉ có thể nói miệng với nhau thôi đúng không ạ? Nhưng có những thứ hữu hình là những thứ mà chúng ta hoàn toàn có thể trải nghiệm được trực tiếp sang thăm tập đoàn đấy ạ. Thế thì đầu tiên đó là cái công ty mẹ của chúng ta đúng không ạ, là GPI, là nơi mà chúng ta đang sở hữu cái cổ phần gốc của công ty mẹ này. Đấy, và nó là cái nơi mà nắm giữ toàn bộ cái sở hữu trí tuệ, độc quyền, cái vốn hóa của doanh nghiệp cũng như là phát hành cổ phần ra ngoài cho công chúng. 35% trên tổng cái số lượng cổ phần dành cho chúng ta là những nhà đầu tư tài trợ vốn cộng đồng đấy ạ. Đấy thì trong số các cái nhóm công ty này chúng ta sẽ nhìn thấy là ở phía bên dưới là các cái công ty mà thực hiện các cái nhiệm vụ chuyên môn. Chúng ta cái đầu tiên đó là nhà máy sản xuất FW Blend nằm ở tại Belarus. Đây là cái nhà máy mà Huyền đã có mặt đến thăm cái cơ sở của nó rồi. Cái thứ hai nữa đó là công ty công nghệ Unisky Chuyên Technology Inc. UST Inc, nơi mà chúng ta vẫn thường nói chuyện với nhau về cái từ này cho nó đơn giản và dễ hiểu, vì không muốn nhắc lại là vừa cả tên tập đoàn lại vừa cả tên công nghệ nên chúng ta thường gọi nó là tập đoàn UST đúng không ạ? Đấy thì hiểu đúng ra là phải là tập đoàn GDI, còn công ty công nghệ là UST Inc. Đấy, và công ty này thì đặt ở tại Belarus, là cái tòa nhà văn phòng công nghệ chúng ta được nhìn ấy, là cái tòa cao 9 tầng rộng 15.000m2 là nơi làm việc của hơn 1.000 các kỹ sư chuyên gia đấy ạ. Thứ hai nữa, thứ ba nữa đó là cái khu trung tâm kiểm tra và chứng nhận của chúng ta ở tại UAE có tên là Uskai Transport. Ngoài ra thì chúng ta còn đang có các đối tác tiếp thị của chúng ta. Tiếp thị là gì ạ? Tiếp thị là cái đơn vị mà sẽ quảng bá cho công nghệ của chúng ta trên các cái khu vực của họ. Thì đầu tiên là chúng ta có cái đơn vị ở tại Ấn Độ có cái tên là Uskai Transport. Thứ hai là đặt ở tại khu vực Trung Đông thì chúng ta có cái đơn vị là Uscavery DMCC. Tất cả những cái đơn vị này, quý cô chú anh chị nhé, là họ quảng bá và tiếp thị cho cái doanh nghiệp của chúng ta đến với các khách hàng. Đấy, mà các cái dự án thương mại có thể được ký kết thông qua những cái đối tác tiếp thị này, và nguồn doanh thu có thể về các cái công ty này sau đó mới về cái công ty mẹ GDI. Rồi thế nó sẽ là cái nguồn cơ sở để chúng ta biết là tiền từ các dự án thương mại nó sẽ đi qua các cổng nào và về cái kênh cuối cùng là GDI, và từ đấy sẽ có cái nguồn lợi nhuận chính để trả tiền cổ tức cho các nhà đầu tư nhé. Thứ ba đó là ở tại Indonesia thì chúng ta có Unisky Nusantara Technology LLC. Ở tại Nga và khu vực CES thì chúng ta có Unisky String Technology LTD. Đặc biệt là trách nhiệm hữu hạn đúng không ạ? Ở tại Mỹ chúng ta mới có gần đây nhất là vào năm 2024 vừa rồi là thông tin mà ngài chủ tịch cũng đã công bố là chúng ta đã thành lập một cái đối tác tiếp thị của chúng ta ở tại Mỹ để nhằm cái mục đích để chúng ta tiến ra cái thị trường ở tại nước Mỹ nói riêng và khu vực châu Mỹ nói chung, nó có tên là Uskai Tech ạ. Đấy, và ngoài ra thì chúng ta còn có một đối tác để mà đầu tư và huy động vốn cho doanh nghiệp, đó là quỹ SRC đúng không ạ, tên đầy đủ của nó là Skyward Community, và đơn vị này cũng đăng ký cái pháp lý ở tại quần đảo Virgin Trung Anh, và chúng ta là những nhà đầu tư tài trợ góp vốn được thông qua đối tác đầu tư là công ty quỹ này để chúng ta được sở hữu cổ phần gốc của doanh nghiệp là GDI của cô chú anh chị em mình ha. Thì đây là một trong số những kiến thức mà chúng ta cần phải có trong quá trình mà chúng ta đầu tư ạ. Rồi ạ. Và cái mà Huyền chia sẻ với quý cô chú anh chị đó là trong đầu tư vẫn sẽ tiềm ẩn một số những cái rủi ro nhất định, và chúng ta cần phải có kiến thức cũng như là cái tư duy để đầu tư giá trị được. Và Huyền muốn chia sẻ với cả nhà mình những rủi ro hiện đang có với công nghệ UST cũng như cơ hội đầu tư này để cả nhà mình cùng nắm được ạ.
Dự án phát triển luôn song hành với các rủi ro có thể xảy ra. Các rủi ro cao nhất là ở giai đoạn đầu và được bù lại với mức chiết khấu cao, xuất phát từ nguyên tắc rủi ro chia cho lợi nhuận. Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn. Hiện nay dự án đang trong giai đoạn cấp vốn ở gần như cuối cùng. Nhiều rủi ro đã được giảm đến tối đa, có những rủi ro đã hoàn toàn được loại trừ. Bất kỳ hoạt động đầu tư nào cũng đi kèm với rủi ro tiềm năng nhất định, một phần hoặc toàn bộ tiền. Đây là nguyên tắc hoạt động của thị trường tài chính. Không ai đảm bảo nhận được 100% lợi nhuận. Chính vì vậy, cần phải hiểu được bạn đang đầu tư vào đâu, rủi ro lớn ra sao và cách để giảm thiểu tối đa các rủi ro ấy. Rủi ro công nghệ. Công nghệ đã được cân nhắc thiết kế tới mức chi tiết nhỏ nhất và đang được hiện đại hóa trên cơ sở phát triển khoa học mới nhất. Áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất, nó không phải là một công nghệ thô sơ mà đã được hoàn thiện qua hơn 40 năm, được đăng ký sáng chế, chứng nhận và thử nghiệm và trình diễn. Đây chúng ta có thể nói rằng công việc mà được Anatoly Yunitsky tiến hành về mặt kỹ thuật là vô cùng độc đáo, phức tạp và có tính khả thi, có thể mở rộng quy mô. Thứ hai là rủi ro về chính trị. Bất chấp tình hình chính trị phức tạp trên toàn cầu, công ty đã thấy trước được những rủi ro này. Nhóm các công ty đã được đăng ký quốc tế tại nhiều khu vực bảo vệ pháp lý. Chúng tôi không e ngại các lệnh cấm vận. Còn các công nghệ mới, bí quyết công nghệ know-how đã được cộng đồng vui mừng tiếp nhận, tạo nên những điều kiện thuận lợi nhất. Rủi ro thiếu vốn, rủi ro chính. Ở giai đoạn áp chót, việc nói về rủi ro thiếu vốn chưa hẳn là hợp lý, vì những giai đoạn phức tạp nhất đã qua đi. Tuy nhiên, rủi ro này vẫn còn tồn tại. Giai đoạn đòi hỏi chi phí, số lượng thu hút đầu tư lớn nhất là giai đoạn 10 năm, vì chúng ta cần xây dựng tuyến đường cao tốc để trình diễn tốc độ 500 km/h. Mạng lưới các nhà đầu tư và đối tác hơn 500.000 người trên toàn thế giới được hình thành qua trong 7 năm qua, cho phép cấp vốn cho dự án một cách ổn định. Còn các gói cổ phần trả góp cho phép dự đoán trước khối lượng dòng vốn nhận được, tạo nên kế hoạch tài chính cho tương lai. Rủi ro thiếu vốn cũng được giảm xuống nhờ các dòng tiền từ các khoản ứng trước cho các dự án cụ thể, lợi nhuận từ các hoạt động liên quan như bán thành phẩm quốc phòng, hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt động của trang trại Uniski và các khoản thu nhập cá nhân từ ông. Chúng ta đã không loại trừ các dòng vốn lớn nhận được từ các khoản đầu tư nhỏ lẻ với khối lượng lớn cũng không hiếm gặp. Tiếp theo là rủi ro về uy tín, PR đen. Những kẻ hiểm ác, những đối thủ cạnh tranh luôn sẵn sàng và dùng mọi khả năng ngoan cố cản trở dự án phát triển nhiều năm liền, nhưng chúng hoàn toàn không thành công. Có nhiều bài báo vu khống, ngụy tạo sự thật, đưa thông tin sai trái, hòng đánh lừa các nhà đầu tư tiềm năng, lôi kéo các cơ quan thực thi pháp luật hiện hành. Quá trình tố tụng gây khó khăn thêm và cản trở cho dự án thực hiện. Chúng ta đã sẵn sàng cho việc này. Bộ phận pháp lý có chuyên môn cao, bảo vệ uy tín của công ty đang được tiến hành phân tích. Trên lĩnh vực pháp lý, họ có thể giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay cả trước khi đưa ra xét xử trước tòa án. Ai cũng sẽ chịu hình phạt thích đáng cho hành vi vu khống, xúc phạm danh dự và uy tín của công ty khi đưa ra những thông tin sai lệch so với sự thật. Tiếp theo là rủi ro về kinh tế. Nếu nền kinh tế toàn cầu bị khủng hoảng, đồng tiền gần với cổ phần là đồng đô la bị suy sụp hay không lưu thông được nữa, thì chúng tôi luôn sẵn sàng chuyển sang loại tiền tệ khác hay tính toán lại tài sản bằng tiền crypto nếu cơ chế giao dịch bảo thủ ngừng hoạt động. Rủi ro mất thông tin từ sổ đăng ký, bạn luôn có thể tự tải xuống và lưu trích lục từ sổ đăng ký. Nó được đăng ký trong văn phòng cá nhân của nhà đầu tư. Tiếp theo là rủi ro nhà tư tưởng Uniski qua đời. Bất chấp tuổi tác, tổng công trình sư của chúng ta đang có thể chất tuyệt vời. Anatoly Eduardovich tuân thủ lối sống lành mạnh. Ông đã đưa kiến thức của mình vào trường phái kỹ thuật riêng. Tại đây có những truyền nhân của ông và công nghệ được bảo vệ, tin cậy. Khác với nhiều công ty khởi nghiệp, chúng tôi không còn ở giai đoạn thiết kế trực quan hóa nữa. Chúng tôi đã có khu sản xuất hàng loạt, quy mô nhỏ, được thiết lập vận hành trơn tru, có dòng sản phẩm thực sự với 11 loại hình vận tải. Đó không chỉ là những hình ảnh, video, mà là sản phẩm thực đang được thị trường chờ đón. Tiếp theo là về rủi ro cạnh tranh, công nghệ có tính cạnh tranh cao. Nó vượt trội các loại hình vận tải hiện tại về độ an toàn, tính thân thiện môi trường, hiệu quả kinh tế và hàng loạt các tiêu chí khác. Tiếp theo là rủi ro không rõ ràng. Một trong những bất lợi khi đầu tư vào dự án mạo hiểm là thiếu các số liệu cụ thể về thời hạn và mức vốn hóa. Tại đây chúng ta không thể nói chính xác con số hay khi nào công ty sẽ niêm yết trên sàn giao dịch đại chúng. Có định giá sở hữu trí tuệ, tuy nhiên trị giá cuối cùng của công ty là do thị trường quyết định trên cơ sở cung cầu. Tương tự với thời hạn diễn ra, có các khoảng thời gian định hướng dự kiến kết thúc cấp vốn 15 giai đoạn là từ 3 đến 4 năm. Quá trình này rất phức tạp, phụ thuộc vào vô số các yếu tố bên ngoài,
transistor rất đặc thù của nó, sự tồn tại những tình huống cản trở và tình hình kinh tế nói chung. Đó là lý do tại sao đầu tư mạo hiểm không phù hợp với tất cả mọi người. Ở đây, bạn cần kiên nhẫn và chờ đợi. Và một nhà đầu tư có năng lực, hiểu rõ đối tượng đầu tư, hiểu triển vọng và vốn tiềm năng nào đang chờ đón anh trong trường hợp thực hiện thành công dự án này là lợi nhuận hàng 100%, cổ tức và sự gia tăng dài hạn về giá trị tài sản cho đến khi công nghệ được phát triển và ứng dụng trên toàn thế giới. Công ty đã hai lần tổ chức hoạt động thu mua lại cổ phần cho những nhà đầu tư đầu tiên. Với các điều kiện nhất định, họ có thể chốt được lợi nhuận thực sự và rút số tiền được sinh sôi thông qua thẻ ngân hàng của mình. Điều đó đã diễn ra như thế nào? Tháng 10 năm 2018 đã có thông báo chính thức về đợt mua lại đầu tiên. Thông tin này đã xuất hiện trong văn phòng cá nhân của các nhà đầu tư. Điều kiện cho lần mua lại đầu tiên này là gì? Mua lại cổ phần với 5.000 nhà đầu tư đầu tiên. Số lượng cổ phần được quyền chào bán tối đa là 100.000 đơn vị. Việc bán được thực hiện với giá một cổ phần là 0.01 đô la. Tiền được rút vào thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử bằng đơn vị tiền tệ được chỉ định trong vòng 90 ngày. Công ty đã đề nghị mua lại cổ phần từ các cổ đông của mình với giá 1 cent trên một cổ phần. 100.000 cổ phần có thể được bán với giá 1.000 đô. Chúng từng được đăng ký cho khoản đầu tư 33 đô theo chiết khấu trung bình ở giai đoạn đầu tiên là 1.000. Như vậy, đầu tư 33 đô vào năm 2014, sau 4 năm, chúng ta nhận được về 1.000 đô. Trên thực tế, khoản đầu tư đã nhân lên 30 lần. Thứ hai là vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, công ty thông báo chương trình mua lại lần thứ hai. Điều khoản của lần mua lại thứ hai là gì? Mua lại cổ phần dành cho các nhà đầu tư đã tham gia vào Ocean Rail Skyway Holding Limited, được sinh trước ngày 31 tháng 12 năm 1944. Số lượng cổ phần được quyền chào bán tối đa là 500.000 đơn vị. Việc bán được thực hiện với giá một cổ phần bằng 0.012 đô la. Tiền được rút vào thẻ ngân hàng hoặc vào ví điện tử bằng đơn vị tiền tệ được chỉ định trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm hoàn tất đề xuất. Chúng ta hãy cùng tính toán. Công ty đã đề nghị mua lại cổ phần từ các cổ đông của mình với giá 1,2 sen cho một cổ phần. 500.000 đô cổ phần có thể được bán với giá 6.000 đô la. Các cổ phần này trước đây được đăng ký cho các khoản đầu tư là 167 đô, theo chiết khấu trung bình của giai đoạn đầu tiên là 13.000. Như vậy, đầu tư 167 đô la vào năm 2014, sau 6 năm, nhận về 6.000 đô la. Trên thực tế, khoản đầu tư đã nhân lên 36 lần. Mấy lần với cô chú anh chị em mình có nghe được hết thông tin của video không? Video này rất nhiều thông tin ạ. Thì muốn phân tích một vài điểm ở trên cái video về rủi ro còn tồn tại với cái cơ hội đầu tư này nhé, quý cô chú anh chị. Trong cái quá trình mà Huyền làm chương trình đối tác này, Huyền chia sẻ với cộng đồng này, thì nhận được rất nhiều câu hỏi của các quý cô chú anh chị em mình về những cái rủi ro có liên quan, đúng không ạ? Rủi ro đầu tiên chúng ta thấy là rủi ro về mặt công nghệ. Thì công nghệ của chúng ta đã có được hai cái khu trung tâm chứng nhận công nghệ ở tại UAE và tại Belarus. Việc mà chúng ta đã nhận được các cái giấy chứng nhận như là PUV là một trong những giấy chứng nhận có tiêu chuẩn khắt khe nhất trong lĩnh vực về công nghệ của thế giới, cho thấy rằng là công nghệ của chúng ta đã hoàn thiện, thì cô chú anh chị nhá. Bằng chứng thứ hai nữa đó là các cái khách hàng của chúng ta là các quốc gia chính phủ, họ không còn chỉ là các cái gọi là biên bản ghi nhớ để đầu tư nữa, mà đã có những hợp đồng thương mại được thực sự ký kết. Điều ấy có nghĩa rằng là công nghệ phải hoàn thiện rồi thì chúng ta mới tiến ra thương mại hóa để xây dựng thực tế cho người dân họ sử dụng được, đúng không ạ? Đấy, và hai cái chứng cứ này để cho chúng ta biết được rằng là rủi ro về mặt công nghệ của chúng ta đã được loại bỏ. Đấy. Còn những rủi ro tiếp theo như là rủi ro về mặt chính trị, khi mà có nhiều câu hỏi của các quý cô chú anh chị rằng là chiến tranh, chiến sự giữa các quốc gia đang rất là cam go, và việc mà chúng ta đầu tư tài trợ góp vốn vào cho một doanh nghiệp ở tại Belarus như này, thì liệu rằng là có gì đảm bảo hay không, có bị đóng băng tài khoản của doanh nghiệp hay không? Thì ở đây doanh nghiệp đều có những cái lộ trình rất rõ ràng cũng như là những cái định hướng cho những cái có thể xảy đến rủi ro chính trị của thế giới rồi, quý cô chú anh chị nhá. Và việc của chúng ta đó là cập nhật các thông tin để chúng ta biết được rằng là doanh nghiệp của mình đã có được cái danh mục công ty như thế nào. Nếu như một cái công ty ở khu vực này bị đóng băng thì vẫn còn những khu vực khác hoạt động bình thường,
Và điều ấy cho nghĩa thấy không ạ? Doanh nghiệp vẫn hoạt động và vẫn mang về được cái nguồn doanh thu, còn cái khu vực kia sau khi giải quyết được cái quá trình đóng băng rồi thì nó sẽ lại tiếp tục hoạt động, đúng không ạ? Đấy, rồi rủi ro về vốn là một trong những rủi ro chính quý cô chú anh chị em mình để ý nhá. Vừa lúc nãy thì Huyền cũng nhận được một tin nhắn của quý cô chú anh chị gửi vào Zalo cho Huyền là tại sao bây giờ ở giai đoạn 15 rồi mà nhà đầu tư vẫn còn được nhận những mức chiết khấu và doanh nghiệp vẫn còn huy động vốn. Thì Huyền phải nói rằng là 15 đấy, chứ chưa phải là kết thúc, và doanh nghiệp của chúng ta vẫn còn cần rất nhiều vốn. Vốn chính là máu của một doanh nghiệp, quý cô chú anh chị ạ. Và với cái giai đoạn khởi nghiệp chúng ta cần vốn, nhưng đến cái giai đoạn mà thương mại hóa là một cái giai đoạn chúng ta còn cần nhiều vốn hơn cả giai đoạn khởi nghiệp luôn. Vì rất nhiều các cái đầu việc mà chúng ta cần phải làm, cùng một lúc chúng ta thành lập rất nhiều các cái đơn vị, đúng không ạ? Các cái danh mục công ty mà chúng ta nhìn thấy đều là tiền hết đấy ạ, đúng không ạ? Ngoài công sức của con người, ngoài trí tuệ ra ấy thì còn cần tiền vốn ở trong đấy, quý cô chú anh chị ạ. Và cái quá trình này là cái quá trình mà chúng ta cần phải đẩy nhanh và mạnh, cũng như là liên tục đều đặn cho cái nguồn tiền vốn về cho doanh nghiệp. Đứng trước rất là nhiều những thử thách, những cái thách thức rằng là có rất nhiều các lĩnh vực ở ngoài kia, rồi rất nhiều những thương vụ đầu tư mà với những cái lời hứa hẹn lãi ngày, lãi tháng rất là tiềm năng cho các nhà đầu tư, thì không có gì đảm bảo rằng là nếu mà chúng ta không đưa ra những mức chiết khấu thì nhà đầu tư làm sao có thể nhìn nhận cơ hội này và để tiền của mình ở đây để chờ đợi trong vòng một vài năm tới, đúng không ạ? Thì cần phải có những cái chiết khấu đó, thì Huyền cũng như tất cả với cô chú anh chị em mình ngồi đây, chúng ta mới sẵn sàng để đánh đổi những thương vụ đầu tư ngắn hạn ngoài kia để lấy được một cái thương vụ đầu tư giá trị dài hạn với mức chiết khấu và ưu đãi cho mình, đúng không ạ? Nên là chúng ta vẫn có những cái gói ưu đãi thì đấy là chuyện đương nhiên rồi. Và kể cả sau này khi mà doanh nghiệp đã đóng lại 15 giai đoạn huy động vốn rồi thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là doanh nghiệp huy động vốn cho những dự án mục tiêu nữa không? Việc mà trong giai đoạn vừa xong mà chúng ta huy động vốn cho dự án Mùn Utera cũng là một câu chuyện khi mà chúng ta cần phải huy động vốn cho các dự án mục tiêu sau này, và các nhà đầu tư sẽ được hưởng quyền lợi chia lợi nhuận với những dự án mục tiêu đó. Đương nhiên là cái quyền lợi nhỏ hơn rất là nhiều so với việc mình sở hữu cổ phần gốc rồi. Nên là cái nào hơn, cái nào kém thì đấy là cái sự lựa chọn của mỗi người. Cái gu đầu tư của mỗi người cũng sẽ là khác nhau, đúng không ạ? Rủi ro về PR đen thì sao ạ? PR đen là những cái bài báo truyền thông mà quý cô chú anh chị em mình liên tục được nhận. Có thể là báo Việt Nam mình, có thể là báo quốc tế, quý cô chú anh chị ạ. Sẽ không bao giờ ngừng lại cái việc là các cái bên truyền thông đen họ chống phá, họ cạnh tranh với chúng ta. Nên là việc mà một doanh nghiệp tốt với cái việc là có những thông tin tích cực đi kèm với những thông tin tiêu cực là luôn tồn tại song song nhé, quý cô chú anh chị. Nên khi chúng ta là một nhà đầu tư có kiến thức, là một nhà đầu tư có giá trị thì chúng ta phải hết sức tỉnh táo, cần phải có kiến thức để chúng ta đọc báo, đọc tin tức đấy ạ. Và chúng ta cần phải nhận định đâu là thông tin chuẩn, đâu là thông tin do PR đen họ đang cố tình hãm hại cái doanh nghiệp của chính mình, và cảnh tỉnh ở trước cái những cái thông tin đó để chúng ta biết phân tích cho mình và cho những người bạn của mình nữa, của cô chú anh chị ham ha. Rủi ro về chủ tịch này, rủi ro về nền kinh tế thế giới này. Trong cái giai đoạn vừa rồi, tập đoàn của chúng ta cũng đã có được một cái sản phẩm là một đồng tiền điện tử đồng token SWGT, quý cô chú anh chị em biết được đúng không ạ? Và đồng tiền token của chúng ta thì đã hoàn thiện là đã niêm yết lên trên 4 sàn giao dịch tiền điện tử rồi. Và đấy nó cũng là một trong những dấu hiệu để chúng ta biết được rằng là kể cả trong những cái trường hợp rủi ro về mặt kinh tế bị đóng băng, các cái tài khoản gọi là giao dịch ngân hàng truyền thống ấy, thì chúng ta vẫn có những cái kênh để mà có thể giao dịch được cái số tiền vốn của nhà đầu tư cũng như là những cái khoản tiền lợi nhuận doanh thu của doanh nghiệp nữa, của công chúng anh chị. Nên là tập đoàn của chúng ta đã có cái quá trình chuẩn bị cũng như là đã đạt được những cái thành tựu nhất định trên cái hành trình để giúp cho doanh nghiệp của chúng ta ngày càng an toàn và ổn định trên cái vị thế của trên trường kinh tế quốc tế thế giới, quý cô chú anh chị em mình nhá. Còn sự cạnh tranh thì Huyền cũng có phân tích với quý cô chú anh chị về cái lợi thế cạnh tranh rồi. Nó chưa thể là tất cả, nhưng quý cô chú anh chị hãy bằng cái kiến thức của mình dành cái thời gian để chúng ta tìm hiểu và khám phá sâu hơn xem là doanh nghiệp của chúng ta đang trên cái đà mà chúng ta cạnh tranh với những đối thủ cạnh tranh khác cũng rất là lớn ấy.
chúng ta sẽ có đạt được những cái ưu điểm gì, và trong cái thời gian tới thì chúng ta sẽ có thể đạt được những cái thành tựu nó lớn hơn. Rồi ạ. Cái cuối cùng mà Huyền muốn chia sẻ trong bài chia sẻ ngày hôm nay tương đối dài, đó là về cái báo cáo kiểm toán độc lập hàng năm. Đây là một trong những cái thông tin mà không thể không nhắc đến, đúng không ạ? Với một doanh nghiệp thì báo cáo kiểm toán chính là cái hồ sơ pháp lý, phải nói là xác thực nhất, đấy, minh bạch nhất về cái tài chính của doanh nghiệp. Đấy, và doanh nghiệp của chúng ta trong suốt 9 năm qua thì năm nào cũng thực hiện báo cáo kiểm toán luôn. Trong 4 năm đầu tiên thì chúng ta thực hiện báo cáo kiểm toán độc lập trong nước, và 5 năm trở lại đây, từ năm 2019 cho đến 2023, chúng ta thực hiện báo cáo kiểm toán quốc tế. Và đơn vị báo cáo thực hiện báo cáo cho chúng ta là BDO. Đây là một đơn vị báo cáo kiểm toán uy tín lớn thứ 5 trên thế giới. Và họ đã công bố trên cái báo cáo kiểm toán rằng là doanh nghiệp của chúng ta đã vượt qua kỳ kiểm toán thuế thành công, không phát hiện ra bất cứ một hành vi vi phạm pháp luật hiện hành nào. Và thậm chí là doanh nghiệp của chúng ta còn được miễn kiểm tra thuế trong vòng 5 năm tiếp theo. Đây là một trong những cái lời tuyên bố mà đơn vị kiểm toán quốc tế lớn, uy tín của thế giới, họ dám công bố ở trên cái bản báo cáo kiểm toán, thì cho thấy rằng là doanh nghiệp của chúng ta rất là uy tín. Và những con số thì nó không biết nói dối, quý cô chú anh chị nhá. Các con số nó cần phải khớp nhau đến từng ly từng tí một. Quý cô chú anh chị em nào mà có kiến thức trong lĩnh vực tài chính thì chúng ta biết chỉ cần chênh có 0.001 đấy là cái hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp đã chưa đảm bảo rồi. Nên là ở đây là mình thấy là doanh nghiệp của chúng ta rất là chuẩn chỉnh ở trên cái hành lang pháp lý, để chúng ta biết rằng là chúng ta muốn vươn ra cái tầm quốc tế thì chúng ta cần phải chuẩn từ cái nền móng đầu tiên của một doanh nghiệp, đó chính là pháp lý. Nên là doanh nghiệp của chúng ta nếu như có bị cái pháp lý nó lỏng lẻo, hay là ở bên ngoài kia họ còn nói là chúng ta có những hành vi lừa đảo hay chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư ấy, thì chắc chắn rằng là trong 10 năm qua nó sẽ không thể nào đạt được những cái điều như thế này, đúng không ạ? Những cái sự công nhận của các cơ quan pháp lý của quốc tế như thế. Đó, nên là đây là một trong những cái cơ sở để chúng ta là nhà đầu tư, chúng ta có quyền tin tưởng vào doanh nghiệp của mình, vào cái cơ hội đầu tư của mình nhé. Đây là một trình hình trích xuất một số những cái ví dụ về cái báo cáo kiểm toán của doanh nghiệp ạ. Những tất cả những báo cáo này thì cả nhà mình đều có thể được đọc công khai trên trang website văn phòng cá nhân của mình, cộng với lại cái trang website của ngài chủ tịch và trang website của công ty UST.in. Đây là báo cáo kiểm toán năm 2022, cho thấy rằng là doanh nghiệp của chúng ta đã có những cái nguồn doanh thu, lợi nhuận của năm này là khoảng hơn 1 triệu đô, và tài sản giá dài hạn của chúng ta cũng tăng trưởng dần ở trong những cái bản báo cáo kiểm toán để biết được rằng là cái sự tăng trưởng của doanh nghiệp như thế nào ạ. Đấy, những cái mục này là những mục mà quý cô chú anh chị có thể tải về và mình đưa vào cái Google dịch nhé. Thì bản báo cáo của chúng ta là báo cáo quốc tế. Đây là một là nó sẽ có bằng tiếng Nga, hai là biên bản bằng tiếng Anh, bởi vì là báo cáo kiểm toán quốc tế mà. Ngoài ra thì ngoài cái báo cáo kiểm toán quốc tế ra thì tập đoàn của chúng ta, doanh nghiệp của chúng ta còn nhận được những cái giấy chứng nhận là vô cùng uy tín luôn. Chúng ta đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Belarus và Ủy ban Khoa học và Công nghệ Nhà nước công nhận chúng ta là một trong số những tổ chức khoa học. Tổ chức khoa học là cái nơi mà có thể đánh giá được cho những cái công nghệ mới ra đời của những cái doanh nghiệp mới. Và Belarus chỉ có 8 công ty tư nhân đạt được điều này. Đấy, còn những công ty của quốc gia thì đương nhiên là khác rồi, đúng không ạ? Còn UST của chúng ta là một công ty tư nhân và nó đã đạt được cái giấy chứng nhận là một tổ chức khoa học, thì cho thấy là cái vị thế trên cái trường công nghệ khoa học của chúng ta rất là lớn, uy tín, đúng không ạ? Chúng ta có sở hữu đến hơn 200 bằng phát minh sáng chế của nhà khoa học Anna Tversky, và thậm chí là ông còn đưa cái tư tưởng của mình cũng như là các cái công trình nghiên cứu của mình vào cả một cái hệ tư tưởng của một trường đại học luôn. Nên là bất chấp về cái tuổi tác của ông này, thứ nhất là ông vẫn có sức khỏe đảm bảo, thứ hai nữa là ông đã có cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng cho cái hành trình tuổi già của mình, sức yếu của mình, thậm chí là có thể là qua đời nữa, để có một cái thế hệ kế cận của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp của chúng ta đảm bảo là vững bước trên cái hành trình, lộ trình phát triển của doanh nghiệp luôn.
chúng ta cũng được công nhận là một đối tác tin cậy và tận tâm. Đây là cũng là một trong những cái giấy chứng nhận giúp hoàn thiện thêm cái hồ sơ pháp lý của công nghệ của doanh nghiệp của chúng ta. Khi mà chúng ta làm việc với lại các quốc gia khác ấy, hay là các cái đối tác khác, thì những cái giấy chứng nhận này giúp cho họ có thêm được những cái nguồn tin, những cái cơ sở để mà cái quá trình hợp tác nó diễn ra được thuận lợi và tốt đẹp hơn. Đấy. Cũng có những cái báo cáo tổng kết kết quả của ngài chủ tịch đã được chia sẻ rất là nhiều video. Ngài sẽ không chia sẻ video này nữa mà sẽ chia sẻ cái thông tin tiếp theo, là thông tin mới gần đây vào ngày 12 tháng 8 năm 2024. Khi mà cái tài liệu được đăng tải ở trên trang website của GTI về cái tuyên bố cổ tức được đăng tải vào năm 2024 nhé. Trên cái tuyên bố này thì nó có thông tin gì? Trên cái tuyên bố này nó có thông tin rằng là thứ nhất là doanh nghiệp của chúng ta này, tập đoàn GTI đã cam kết với các nhà đầu tư về cái nghĩa vụ là chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư. Và thậm chí rằng là trên cái hợp đồng nhà đầu tư của chúng ta, chúng ta đọc là cái giai đoạn đầu tiên chúng ta biết là doanh nghiệp sẽ dành ra 20% trên tổng lợi nhuận của cả tập đoàn để chi trả cổ tức cho nhà đầu tư, đúng không ạ? Nhưng cái cam kết mà mới đây nhất chúng ta được nhận là thậm chí doanh nghiệp đã sẵn sàng dành ra đến 30% trên tổng lợi nhuận để chi trả cổ tức cho nhà đầu tư. Làm cái cam kết này là cam kết nó giống như là nó cột vào cái giấy cho mình rằng là nhà đầu tư đã doanh nghiệp đã nhận tiền của nhà đầu tư và sẽ hoàn thiện đấy, những cái nghĩa vụ trách nhiệm với nhà đầu tư, đó là chi trả các quyền lợi. Rồi cái nguồn tiền lợi nhuận nó đến từ đâu thì họ cũng sẽ giải thích trên cái tuyên bố cổ tức này. Và họ cũng đã công bố được cả các cái kế hoạch cho cái sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Khi mà đạt được cái hoàn thiện về giai đoạn 15 này, rồi tiếp tục tiến ra thương mại hóa này, thì cái cơ cấu của tổ chức cũng như là pháp lý sẽ tiếp tục được cập nhật và hoàn thiện hóa để đảm bảo cho việc là thanh toán cổ tức cho các nhà đầu tư. Cũng sẽ có những cái thanh toán cổ tức ban đầu cho các nhà đầu tư luôn. Đương nhiên là ở đây thì chưa có công bố chính thức là ngày tháng năm nào sẽ chi trả cổ tức cho nhà đầu tư đâu. Tuy nhiên rằng là thông qua cái tuyên bố cổ tức này mà chúng ta có thêm được những cái định lượng rằng là doanh nghiệp của chúng ta đã từng bước hoàn thiện hóa về cái hành lang pháp lý cũng như là về cái cơ sở nguồn tiền lợi nhuận để có thể dành ra cái tiền cổ tức để trả cho nhà đầu tư đấy. Và cả cái định hướng mà sau khi chi trả cổ tức thì tập đoàn của chúng ta cũng định hướng để IPO. Và cái việc mà họ định hướng IPO thì ở trên này, trên cái tuyên bố cổ tức này họ cũng đã chia sẻ rất là kỹ là cái quyết định về việc IPO thì nó là cách để chúng ta chuyển mình từ hình thức huy động vốn gọi là chưa công khai ra hình thức huy động vốn công khai hơn. Và cái quá trình này là quá trình nó sẽ có thể mang lại sự rủi ro nếu như chúng ta chưa đảm bảo được rằng là doanh nghiệp đã thực sự đảm bảo đáp ứng được những cái điều kiện cần và đủ để IPO. Ví dụ như là 3 trong số những cái tiêu chí mà họ đưa ra đó là một trong số các cái dự án thương mại cần phải được hoàn thiện này, và hành khách đã được đi trên con tàu này, hàng hóa được sử dụng trên cái hệ thống giao thông này, cũng như là điều kiện thứ hai là cái khả năng sinh lời cho các công ty của công ty GTI ấy, nó cần phải đạt được ít nhất là 40% trong vòng 2 năm liên tiếp thì lúc này mới đạt được là cái dòng tiền của chúng ta về doanh nghiệp nó mới đảm bảo, và cái việc chúng ta chi trả cổ tức cho nhà đầu tư cũng như là tiến ra IPO nó mới giúp cho doanh nghiệp của chúng ta càng ngày càng phát triển mạnh hơn. Ngài chủ tịch cũng đã rất nhiều lần chia sẻ là chúng ta không vội để kiếm một vài đồng lẻ mà chúng ta sẽ đi trên cái hành trình vững chắc để xây dựng một doanh nghiệp tốt, là những cái doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên thế giới cũng như là mang lại những cái giá trị lớn cho xã hội, đúng không ạ? Và điều kiện thứ ba họ cũng chia sẻ trong đây đó là sự tăng trưởng lợi nhuận ổn định của các công ty do GTI tài trợ với cái mức ít nhất là 30% mỗi năm trong vòng 3 năm tài chính. Cái này là cái mà chúng ta cũng sẽ cần phải cập nhật trên những báo cáo kiểm toán của doanh nghiệp để chúng ta biết được những thông tin này và định lượng chính xác xem là theo cái định lượng của mình khi mà công ty chưa công bố chính thức cái thời điểm nhé, thì mình sẽ có cái định lượng cho bản thân mình để mình quyết định xem là mình sẽ đầu tư vào tài trợ số 4 bao nhiêu
mong muốn cái khoảng thời gian chờ đợi ở đây là bao nhiêu. Đấy thì những cái thông tin như tương tự như này nó sẽ là những cái căn cứ để giúp cho Huyền và cho quý cô chú anh chị em mình có thêm được nhiều niềm tin cũng như là cái phân bổ tài chính cho nó hợp lý vào cái khoản đầu tư vào đây ạ. Chứ còn ở đây thì chúng ta chưa nhìn thấy nhá, Huyền nhắc lại là chưa nhìn thấy có bất cứ một cái thông báo nào là ngày tháng cụ thể năm nào là chúng ta sẽ nhận được tiền cổ tức. Chỉ có điều là đã có những cái thông tin sớm để giúp cho chúng ta có cơ sở nhận định rằng là trong vòng một vài năm tới đấy là chúng ta sẽ đạt được những cái thành quả. Và chủ tịch cũng luôn chia sẻ với tất cả các nhà đầu tư trong cả những lần gặp mặt trực tiếp cho đến là những cái video này, những cái thông báo của ngài ở trên trang cá nhân hay là trên trang website của công ty, thì ông luôn nói rằng là sau tất cả thì ngoài cái sứ mệnh với môi trường thì công ty còn có nghĩa vụ với nhà đầu tư. Việc của chúng ta đó là tìm hiểu, nắm bắt đấy, và sở hữu cổ phần cho mình thì chúng ta sẽ có thu nhập. Nếu như muốn có nhiều tiền cổ tức thì cần phải gia tăng số cổ phần mà mình sở hữu lên. Đây là một thông điệp cuối cùng mà Huyền cũng muốn chia sẻ với tất cả quý cô chú anh chị em mình, đó là ai là người có nhiều kiến thức và thông tin hơn, người ấy sẽ dám ra những quyết định lớn hơn, sở hữu được nhiều cổ phần hơn. Vợ chồng Huyền thì cái mục tiêu của vợ chồng Huyền cũng rất là lớn. Với gia đình Huyền là Huyền cũng luôn đồng hành với lại những người thân trong gia đình để giúp các em của Huyền bên nhà nội cũng như là bên nhà ngoại, giúp các em ấy cũng nhìn nhận cái cơ hội này và sở hữu được thêm nhiều cổ phần. Khi nào còn cơ hội sở hữu cổ phần gốc, khi đó hãy cứ nỗ lực hết bằng cái khả năng tài chính của mình, mình phân bổ tài chính hợp lý để mình sở hữu thêm cổ phần. Vợ chồng Huyền thì có thể sở hữu đến một vài trăm triệu cổ phần, còn các em thì làm thế nào đó để các em cũng sở hữu được một vài chục triệu cổ phần, thì đấy sẽ là một cái niềm hạnh phúc cho cả gia đình, cho cả đại gia đình mình. Và cảm ơn quý cô chú anh chị em mình đã lắng nghe buổi chia sẻ ngày hôm nay của Huyền. Chưa dừng lại ở đây, quý cô chú anh chị hãy tiếp tục cập nhật những cái buổi Zoom như này để chúng ta tiếp tục định tính và định lượng sự thành công của VT, đúng không ạ? Xin nhường mic lại cho MC Mạc Lý ạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị em mình đã lắng nghe. Dạ vâng ạ. Cảm ơn phần chia sẻ rất là giá trị, rất là năng lượng của Top Huyền Nguyễn ạ. Quý cô chú anh chị chúng ta có thể comment thật là nhiều số 3 để gửi tới gửi hoặc là comment những cái dòng cảm xúc mà quý cô chú anh chị muốn gửi tới tôi với Huyền Nguyễn của chúng ta ngày hôm nay, bởi vì chị ấy đã trao cho chúng ta rất là nhiều những cái thông tin, những cái kiến thức vô cùng là giá trị, cập nhật cho chúng ta những cái thông tin mà để cho chúng ta hiểu sâu hơn về những cái thông tin mà công ty hay tập đoàn của chúng ta thông báo về các cái chương trình hay là cũng như là các cái thông tin liên quan đến vấn đề cổ tức, để cho quý cô chú anh chị chúng ta hiểu một cách sâu sắc. Chúng ta có thể là có đưa ra cho mình được những cái quyết định đúng đắn, những cái quyết định mà để chúng ta có thể gia tăng cho mình số lượng cổ phần và phân bổ tài chính làm sao cho phù hợp. Bởi vì chúng ta biết chắc được rằng là với cái sự phát triển của doanh nghiệp như hiện nay thì cái sự thành công của doanh nghiệp nó sẽ chỉ là lớn và lớn hơn thế nữa. Vì vậy cho nên là muốn có thật nhiều cổ tức thì chúng ta hãy sở hữu thật là nhiều cổ phần, quý cô chú anh chị nhé. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta đã hiện diện tại đây, và ngay bây giờ thì Mạc Lý vẫn còn nhìn thấy là gần 400 quý cô chú anh chị vẫn còn ở trong phòng Zoom để lắng nghe, đón nhận những cái thông tin giá trị từ Top Huyền Nguyễn, đủ để cho thấy là sức nóng của Top Huyền, của hai mẹ con Top Huyền rất là hot, đúng không ạ? Và thực sự thì thời gian nó không còn nhiều nữa, vì vậy cho nên là ngày hôm nay thì Mạc Lý cũng xin phép là không có một suất nào để mà chúng ta có thể là chia sẻ cái cảm nhận của mình trong cái buổi Zoom ngày hôm nay, thì cô chú anh chị chúng ta hãy tự cảm nhận và có thể là chúng ta có thể chia sẻ những cái cảm nhận đó với cái người hướng dẫn mình, người mà chia sẻ cho quý cô chú anh chị biết được đến buổi Zoom ngày hôm nay. Và rất là biết ơn Top Huyền Nguyễn, và chúc cho Top Huyền, hai mẹ con Tốc Huyền luôn luôn mạnh khỏe, chúc chị có một thai kỳ thật là tuyệt vời và giữ gìn sức khỏe để trao thật là nhiều giá trị tới cộng đồng nha cô chú anh, nha chị Huyền. Và chúc cho quý cô chú anh chị của chúng ta ngày hôm nay khi mà đón nhận những cái thông tin này thì chúng ta sẽ đưa ra cho mình được những cái quyết định để sở hữu số lượng cổ phần nhiều nhất có thể. Và chúc cho cô chú anh chị của chúng ta ngủ ngon và có một kỳ nghỉ lễ thật là tuyệt vời bên gia đình, bạn bè, người thân nhé. Nhờ ban kỹ thuật chúng ta hãy chụp ảnh cho quý cô chú anh chị. Mời mọi người hãy raise hand lên ạ, để chúng ta chụp một bức ảnh kỷ niệm
cái buổi Zoom tuyệt vời này ạ. Em Hùng sẽ bày cho cả nhà mình nha. Cả nhà mình hãy đưa dây em lên và hãy bật cam để có những bức ảnh tuyệt vời nhất ạ. Em Hùng xin phép chụp trang đầu tiên ạ. Một, hai, ba. Trang số 2 ạ. 1, 2, 3. Trang số 3. 1, 2, 3. Từ trang số 4 trở đi mọi người không bật cam nên em Hùng xin phép không chụp ảnh. Mọi người có thể mở mic để chúc nhau ạ. Vâng ạ. Mọi người hãy mở mic lên là để gửi lời biết ơn đến Tốc Huyền cũng như là chúc nhau ngủ ngon ạ. Biết ơn Tô Huyền nhé. Tô Huyền nha, cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người ngủ ngon nha. Tô Huyền nha. Chào mọi người ngủ ngon. Cảm ơn cái chương trình rất là chích cả. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi live stream ngày hôm nay. Và mọi người đã đón nhận được rất là nhiều những điều nhiều giá trị. Và đưa ra cho mình một cái quyết định nhất định, quyết định là phải làm tốt nhé. Và bây giờ thì mình xin kết thúc live tại đây ạ. Chúc mọi người ngon nha. Em chào anh Hương nha, chào tất cả các chị em mình nha. Bye.